Vân Hồng Lăng nhìn Lục Lâm Thiên, sắc mặt không ngừng biến hóa, lại nói. Xem ra lần này chàng đã thực sự tức giận. Thi triển linh hồn siêu tác không phải là chuyện nhỏ. Lục Lâm Thiên mở miệng nói. Nói cho chàng một việc, thiếp nghe đại hộ pháp nói, trong tông định toàn lực cứu chữa quan hệ với chàng. Nể mặt thiếp cùng cha, chàng cho qua đi được không? Dù sao Vân Dương Tông cũng có mặt mũi của mình, không có khả năng bồi thường quy mô lớn cho chàng. Nhưng vậy đối với tiểu tặc nhà chàng đã tốt lắm rồi. Vân Hồng Lăng nói. Sợ rằng Vân Dương Tông còn có chỗ cần đến ta à. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Làm sao hắn không rõ cơ chứ? Khi trước Vân Dương Tông kết minh với Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên mơ hồ nghĩ tới phía sau nhất định có bí mật gì đó. Mà theo thời gian, Lục Thiếu Du càng có thể cảm giác được. Phía sau dường như còn có chuyện gì đó. Hừ, dù sao đi nữa thiếp cũng mặc kệ. Nể mặt thiếp, chàng không được mâu thuẫn với cha, bằng không thiếp cắn chàng. Vân Hồng Lăng chu miệng, hung hăng cắn một cái vào ngực Lục Lâm Thiên. Nàng cắn ta thì ta cũng cắn nàng. Lục Lâm Thiên nở nụ cười tà, cảnh xuân lại tràn ngập căn phòng nhỏ. Sáng sớm, khi tia sáng đầu tiên chiếu xuống, Lục Lâm Thiên đã có mặt trong tiểu sảnh, đồng thời Vân Khiếu Thiên cũng có mặt ở đó. Ra mắt nhạc phụ. Lục Lâm Thiên hành lễ. Sáng sớm đã bị nhạc phụ Vân Khiếu Thiên bắt gặp hắn và Vân Hồng Lăng từ trong phòng đi ra, quả thực có chút xấu hổ. Nghe nói con sông qua trọng thứ 6 vũ cảnh và trọng thứ 7 tiên cảnh sao? Thực lực cũng không kém. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt có chút kinh ngạc. Sông qua trọng thứ 6 và thứ 7 của vũ cảnh, tiên cảnh. Tuy rằng thực lực không kém, thế nhưng cũng sẽ không khiến cho hắn kinh ngạc. Thứ khiến hắn chân chính kinh ngạc chính là, Lục Thiếu Du mới chỉ có tu vi vũ vương nhị trọng và linh vương nhất trọng mà thôi. Điều này khiến cho hắn kinh ngạc cùng với chấn động không nhỏ. Đa tạ nhạc phụ khích lệ. Lục Lâm Thiên nói. Được rồi, nói chính sự đi. Ta cũng không quanh co nữa. Vạn trưởng lão Vân Dương Tông thi triển linh hồn siêu tác với con, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ta cũng không hy vọng con tha thứ. Dù sao vô tự thiên thư quá mức quan trọng, ta chỉ hy vọng con có thể hiểu được. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Nhạc phụ đã nói như vậy tiểu tế cũng không giấu nữa. Thực lực tiểu tế thấp, coi như bị Vân Dương Tông thi triển linh hồn siêu tác cũng chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Cũng không thể oán trách Vân Dương Tông. Dù sao tiểu tế cũng không sao, nhạc phụ không cần quá lo lắng. Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt không có một chút ba động nào. Lâm Thiên, con nói như thế chứng minh trong lòng con vẫn có chút khúc mắc à. Vân Khiếu Thiên nói, xin hỏi nhạc phụ. Nếu như có người thi triển linh hồn siêu tác với người, người sẽ làm gì? Vân Dương Tông sẽ làm gì? Lục Lâm Thiên nói, tuy rằng hắn biết chuyện này không có liên quan tới vị nhạc phụ này, lùi vạn bước mà nói, Vân Dương Tông làm vậy đối với hắn cũng đã đủ khách khí rồi. Thế nhưng trong lòng Lục Lâm Thiên vẫn không bỏ qua được. Ngay cả bản thân Lục Lâm Thiên cũng không biết, vì sao trong lòng mình lại có phản ứng kịch liệt như vậy. Trên con đường tu luyện của Lục Lâm Thiên đều có vết chân của cường giả. Có âm dương linh vũ quyết thế nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng thôn phệ quá nhiều. Có thể là vì suy nghĩ cho con đường tu luyện sau này, sợ có ảnh hưởng lớn tới tu vi. Mà lần này Vân Dương Tông thi triển linh hồn siêu tác, đối với tiền đồ sau này có ảnh hưởng cực lớn mới khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du có chút tức giận. Làm ảnh hưởng tới con đường trở thành cường giả của hắn, Lục Thiếu Du không chấp nhận một chút nào. Chuyện này, Vân Khiếu Thiên nghẹn lời, hắn cũng có thể cảm giác được oán khí trong lòng Lục Lâm Thiên không nhỏ. Hắn nhíu mày nói, vạn trưởng lão thi triển linh hồn siêu tác cũng không thành công. Ngược lại lại bị con gây thương tích, linh hồn bị thương vô cùng nặng. Trên thực tế, tổn thất của Vân Dương Tông ta so với con lớn hơn. Con cũng nên thỏa mãn. Nhạc phụ, có câu nói trộm gà không được còn mất nắm gạo, ý tứ đại khái cũng giống như thế này a. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, thi triển linh hồn siêu tác thất bại, linh hồn bị thương nặng, điều này cũng không có một chút quan hệ nào với hắn. Tiểu tử con cũng đừng được thế không buông tha người khác. Ta hỏi con một câu. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói, hắn đối với tiểu tử này cũng không có biện pháp, Phi Linh Môn hiện tại cũng coi như thế lực nhất lưu. Tiểu tử này lại là trưởng môn của Phi Linh Môn, thân phận không tầm thường. Quan trọng nhất là chuyện gì tiểu tử này cũng vô cùng cẩn thận, đặc biệt còn có tài giả bộ, quả thực khiến cho hắn không biết làm sao. Mời nhạc phụ nói.
Lục Lâm Thiên mở miệng. Con có còn coi ta là nhạc phụ hay không? Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Nhạc phụ, người nghiêm trọng hóa vấn đề rồi. Cho dù không coi người là nhạc phụ thì Vân Hồng Lăng vẫn là thê tử của con. Những lời này của người khác gì giết con à? Lục Lâm Thiên nói. Nếu như con còn coi ta là nhạc phụ, vậy thì sảng khoái một chút. Thi triển linh hồn siêu tác với con là Vân Dương Tông ta sai. Thế nhưng có một số việc lập trường không giống nhau, con cũng nên hiểu cho chúng ta. Đây là bảo vật tuyết phách linh dịch của Vân Dương Tông ta. Có tác dụng vô cùng lớn với linh hồn. Nó tới từ một nơi kỳ lạ trong Vân Dương Tông. 100 năm chỉ có một lọ như vậy. Sau khi dùng có thể tăng cường không ít linh lực. Dùng tu vi linh vương nhất trọng của con, tốt nhất không nên ăn vào một lần. Sau khi dùng có thể đột phá tới linh vương nhị trọng đỉnh, cho dù là đột phá tới linh vương tam trọng cũng có thể có khả năng. Đây chính là đền bù của Vân Dương Tông đối với con lần này. Nếu như con còn coi ta là nhạc phụ thì cầm bình tuyết phách linh dịch này đi. Nếu như con không nhận người nhạc phụ này như ta, vậy thì ta cũng không còn biện pháp nào khác. Nói xong, Vân Khiếu Thiên móc ra một bình ngọc to chừng bàn tay, hình dạng giống như một cái hồ lô. Sau đó nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi nói. Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, lập tức nhìn bình ngọc. Tuyết phách linh dịch này trên thiên linh lục dường như cũng có ghi chép một chút. Thế nhưng hắn có cảm giác tuyết phách linh dịch này so với hồn thần dịch lần trước linh thiên môn đưa cho hắn còn mạnh hơn không ít. Không nghĩ tới Vân Dương Tông lại có loại bảo vật này. Xem ra Vân Dương Tông lần này cũng phải nhịn đau xuất ra thứ này. Nhạc phụ, mặc kệ người có nhận người con rể như ta hay không, trên phương diện việc tư, tiểu tế vĩnh viễn coi người là nhạc phụ. Về chuyện công. Hôm nay chúng ta không nói tới chuyện kia nữa. Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn tuyết phách linh dịch trên bàn rồi nói. Mặc dù nói vậy thế nhưng trong lòng hắn vô cùng coi trọng tuyết phách linh dịch này. Dùng nhãn lực của Lục Lâm Thiên hiện tại, lại từ trong miệng Vân Hồng Lăng biết được Vân Dương Tông muốn toàn lực khôi phục quan hệ với mình, tuyết phách linh dịch này còn chưa đạt tới mức khiến cho hắn thỏa mãn. Lục Lâm Thiên cũng đã sớm đoán được. Vân Dương Tông mấy năm nay một mực chiếu cố bản thân hắn và phi linh môn sợ rằng cũng không đơn giản. Phía sau tuyệt đối có ẩn khúc, Vân Dương Tông bây giờ còn chưa cần cầu phi linh môn hắn. Chỉ là chuyện sau này cũng khó mà nói trước được, Lục Lâm Thiên có thể mơ hồ cảm nhận được, không chỉ có Vân Dương Tông, sợ rằng linh thiên môn sau này cũng có chuyện cần cầu phi linh môn của hắn. Có chỗ dựa vào, lại được Vân Hồng Lăng tiết lộ trước, Lục Lâm Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội vơ vét một phen. Thứ nhất coi như là báo thù việc Vân Dương Tông thi triển linh hồn siêu tác với hắn. Thứ hai, trong huyền thiên bí cảnh vị nhạc phụ này chiếm không ít tiện nghi của hắn. Vân Dương Tông gia nghiệp lớn, hắn cũng không thể buông tha cơ hội tốt lần này. Đặc biệt từ trong miệng sư phụ biết được, lần trước ở thành Cự Giang vị nhạc phụ này khiến cho mấy sơn môn khác đổ máu. Lần này hắn không thể buông tha cơ hội như vậy, ai bảo Vân Dương Tông dám làm vậy với hắn. Nếu như không nhân cơ hội này vơ vét một chút thì quả thực có lỗi. Nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt Vân Khiếu Thiên run lên. Trong lòng vô cùng ngạc nhiên, tiểu tử này hôm nay dường như lại đổi tính nết, bằng vào tính cách tham lam của tiểu tử này mà nói, không có khả năng không động tâm với một bình tuyết phách linh dịch này. Chẳng lẽ trong lòng tiểu tử này lại hận Vân Dương Tông tới mức đổi tính nết sao? Lâm Thiên, một bình tuyết phách linh dịch, lại thêm 10 bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên rồi cắn răng móc ra 10 bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Lục Lâm Thiên liếc mắt, coi như là bảo tàng trong huyền thiên bí cảnh cũng đã có giá trị lớn hơn 10 bộ vũ khí huyền cấp cao giai này rồi. Lâm Thiên, nếu như con còn không hài lòng thì có thể nói ra. Vân Khiếu Thiên nhìn thấy Lục Lâm Thiên không có động tĩnh gì, lập tức nói. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi, nhìn Vân Khiếu Thiên nói. Nhạc phụ. Không biết đây là ý của Vân Dương Tông hay là của nhạc phụ. Chuyện này có gì khác nhau sao? Vân Khiếu Thiên nói. Nếu như là ý của nhạc phụ, vậy thì tiểu tế hôm nay sẽ không nói tới việc này. Miễn cho làm tổn thương tới tình cảm của chúng ta. Nếu như là ý của Vân Dương Tông, vậy thì lại khác. Lục Lâm Thiên trả lời. Vân Khiếu Thiên trầm mặc một lát, ánh mắt có chút ba động nói. Đây đương nhiên là ý tứ của Vân Dương Tông, nói như vậy. Còn có điều kiện khác đúng không? Linh hồn siêu tác, đây không phải là chuyện đùa. Tiểu tế có lời bất kính, mong nhạc phụ hiểu cho. Nếu như một vị sư phụ khác của đệ tử mà biết được Vân Dương Tông thi triển linh hồn siêu tác với đệ tử mà nói,
sợ rằng người sẽ giận dữ. Lục Lâm Thiên nói đương nhiên có chút ý tứ uy hiếp. Để cho cường giả Vân Dương Tông suy đoán xem người đứng sau hắn là ai. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như Nam Thúc và sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn biết được Vân Dương Tông thi triển linh hồn siêu tác với hắn mà nói, sợ rằng tuyệt đối sẽ giận dữ. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, ánh mắt Vân Khiếu Thiên lập tức ba động rồi trầm tư. Nhạc phụ, vốn việc này tiểu tế đã quyết định, thế nhưng nể mặt nhạc phụ và Hồng Lăng, Tuyết Phách linh dịch này tiểu tế sẽ nhận. 10 bộ vũ khí huyền cấp cao giai tiểu tế cũng lấy. Mặt khác còn thiếu 4 bộ vũ khí địa cấp sơ giai nữa. Nếu như là người khác, cho dù phi linh môn của tiểu tế yếu nhược cũng tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Lục Lâm Thiên nói, 4 bộ vũ khí địa cấp sơ giai, tiểu tử, công phu sư tử ngoạm của con thật lớn. Đây là nơi cung cấp vũ khí cho con sao? Điều này không có khả năng. Vân Khiếu Thiên lập tức nói, 10 bộ vũ khí huyền cấp cao giai, giá trị vô cùng xa xỉ. Một bình Tuyết Phách linh dịch cũng không phải là bảo vật bình thường. Tuyệt đối có thể so sánh với vũ khí địa cấp sơ giai. Bây giờ tiểu tử này lại còn muốn 4 bộ vũ khí địa cấp sơ giai. Nó coi vũ khí địa cấp sơ giai là lá rụng ngoài đường có thể tùy tiện nhặt được sao? Một bộ vũ khí địa cấp sơ giai sợ rằng dùng 40 bộ vũ khí huyền cấp cao giai cũng không thể đổi được. Đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Vân Dương Tông không thể thiệt thòi lớn như vậy được. Nhạc phụ, nếu như không làm được như vậy thì buôn bán chấm dứt. Tình cảm của tiểu tế và nhạc phụ vẫn không thay đổi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt run run. Hắn thực sự không ngờ khẩu vị của tiểu tử này lại lớn như vậy. Ngay cả Tuyết Phách linh dịch cũng không vừa miệng. Tiểu tử, không nên quá tham lam. 4 bộ vũ khí địa cấp là chuyện không có khả năng. Nhiều nhất chỉ có thể cho con 2 bộ. Đây là cực hạn của Vân Dương Tông, cũng là cực hạn của ta. Đừng quên, linh hồn siêu tác không có một chút tác dụng nào với con. Người thiệt thòi vẫn là Vân Dương Tông ta. Dùng địa vị của Vân Dương Tông, đối với con như vậy đã là ngoại lệ rồi. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Thành giao. Lục Lâm Thiên mỉm cười. 4 bộ vũ khí địa cấp sơ giai, Lục Lâm Thiên đương nhiên cảm thấy chuyện này không có khả năng. Vân Dương Tông tuyệt đối sẽ cò kè mặc cả. Mục tiêu của hắn cũng chỉ là 2 bộ vũ khí địa cấp mà thôi. Cũng coi như báo thù cho bản thân, thiệt thòi cũng đã kiếm trở lại. Đương nhiên, Lục Lâm Thiên hiểu rõ. Nếu như hắn kiên trì thì Vân Dương Tông xuất ra 4 bộ vũ khí địa cấp không phải là chuyện không thế. Thế nhưng nếu như vậy tình cảm sẽ sứt mẻ. Những thứ này tuy rằng sẽ khiến Vân Dương Tông đau lòng, thế nhưng dùng gia nghiệp lớn của Vân Dương Tông mà nói, đây vẫn nằm trong phạm vi có thể thừa uôn hai in. Nhạc phụ, tiểu tử thiếu một bộ vũ khí địa cấp thuộc tính phong. Còn có một bộ vũ khí thuộc tính thủy. Nếu như có 2 bộ vũ khí thuộc tính này là phù hợp nhất. Được rồi, nhạc phụ, Lục gia chúng con có lẽ sẽ trùng kiến. Tiểu tế có thể đồng ý 4 bộ vũ khí địa cấp sơ giai thiếu một nửa, thế nhưng Vân Dương Tông phải đem Trấn Thanh Vân giao cho Lục gia. Đương nhiên, Trấn Thanh Vân vẫn là địa bàn của Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên nói xong, nhanh chóng thu Tuyết Phách linh dịch cùng với 10 bộ vũ khí huyền cấp cao giai vào trong nhẫn chữ vật. Con! Vân Khiếu Thiên trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, tay ném 2 khối ngọc giản tràn ngập quang mang lên bàn rồi nói. Coi như tiểu tử con độc ác, sau này của hồi môn của Hồng Lăng đừng hòng đòi ta. Đa tạ nhạc phụ! Lục Lâm Thiên cười hắc hắc, 2 khối ngọc giản này chính là 2 bộ vũ khí địa cấp, một thuộc tính phong, một thuộc tính thủy. Hơn nữa lại thêm vũ khí địa cấp sơ giai hắn đoạt được từ trong huyền thiên bí cảnh và vũ khí của Triệu gia nữa thì trên người hắn hiện tại đã có 5 bộ vũ khí địa cấp các thuộc tính khác nhau. Vân Khiếu Thiên trừng mắt nhìn dáng vẻ tham lam của Lục Lâm Thiên. Bản thân phiền muộn tới mức nghiến răng, thế nhưng hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Vân Dương Tông chọc phải tiểu tử này coi như đổ máu khá nhiều. Vân Dương Tông chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy. Tuyết Phách linh dịch, 2 bộ vũ khí địa cấp sơ giai. Giá trị của nó không thể đong đếm được. Sau khi thu hồi tất cả, Lục Lâm Thiên lập tức nói với Vân Khiếu Thiên ý định rời khỏi Vân Dương Tông đi tới thành Ma Vân. Nhìn Vân Khiếu Thiên rầu rĩ không vui, Lục Thiếu Du mở miệng nói. Nhạc phụ, kỳ thực nếu như Vân Dương Tông muốn biết tin tức Vô Tự Thiên Thư mà nói, không cần thi triển linh hồn siêu tác. Nếu như nhạc phụ dùng một bộ vũ khí địa cấp đưa cho tiểu tế thì tiểu tế nhất định sẽ cho mọi người biết tin tức về Vô Tự Thiên Thư. Lẽ nào con thực sự có Vô Tự Thiên Thư sao? Ánh mắt Vân Khiếu Thiên chợt lóe,
nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Thực không giấu gì nhạc phụ, Lục gia quả thực có một bộ vô tự thiên thư. Chính là do tổ tiên Lục gia truyền lại, nằm trong tay tiểu tế. Thế nhưng hiện tại nó cũng không nằm trong tay tiểu tế. Tiểu tế cũng không muốn mang vô tự thiên thư chạy khắp nơi. Cho nên nếu như Vân Dương Tông muốn có nó hiện tại là chuyện không có khả năng. Tiểu tế xin phép cáo lui trước. Lục Lâm Thiên nói xong rồi lập tức rời đi. Chuyện vô tự thiên thư Lục Lâm Thiên cũng đã nghĩ thấu. Vân Dương Tông cũng không có cách nào với hắn, phụ mẫu lại ở trên Vân Dương Tông, thủ đoạn như linh hồn siêu tác này nói không chừng Vân Dương Tông sẽ thi triển trên người phụ thân hắn. Còn có mẫu thân, nếu như bị cường giả thi triển linh hồn siêu tác, thương tổn cực lớn. Nếu đã như vậy chi bằng nói ra cho hết, dù sao đi nữa Linh Vũ Giới và Độc Cô Gia đã biết Lục Gia có vô tự thiên thư. Chí ít có thể khẳng định hơn phân nửa Lục Gia có vô tự thiên thư. Linh Vũ Giới kia nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên có thêm một Vân Dương Tông cũng không nhiều. Chí ít cũng làm cho Vân Dương Tông không sử dụng linh hồn siêu tác với phụ mẫu hắn. Nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên, Vân Khiếu Thiên sửng sốt. Khi trước hỏi tiểu tử này chết cũng không nói ra. Thế nhưng hiện tại không ngờ lại nói thẳng. Vô tự thiên thư thực sự nằm trong tay Lục Gia. Lục Gia thực sự có vô tự thiên thư. Vân Khiếu Thiên nhíu mày. Sắc mặt lập tức đại biến. Sau khi nhìn thấy Lục Lâm Thiên biến mất cũng nhanh chóng rời khỏi đình viện. Tuyết sư, chúng ta đi. Rời khỏi đình viện, Lục Lâm Thiên và Thiên Sĩ Tuyết sư lập tức rời đi. Trong lòng hắn lúc này vô cùng kích động. Hôm nay thiệt thòi khi trước đã được báo. Hai bộ vũ kỹ địa cấp, còn có tuyết phách linh dịch. Đặc biệt là tuyết phách linh dịch này chính là thứ hắn đang cần. Lục Lâm Thiên vốn đang định trong khoảng thời gian này dùng đan dược đột phá. Thế nhưng cũng không phải tất cả đan dược đều thích hợp cho việc đột phá. Trong đống đan dược của hắn có đan dược chữa thương, có đan dược có tác dụng với tâm thần. Còn có đan dược tăng cường linh hồn lực, tăng cường thể chất. Cho nên không phải tất cả đan dược đều có thể hóa thành năng lượng, sau đó được luyện hóa trở thành chân khí và linh lực của bản thân. Nói chung dùng đan dược luyện hóa đột phá mà nói, cũng có chút phiền phức. Thế nhưng cũng không có biện pháp nào khác, hắn đã muốn đột phá từ lâu rồi. Đặc biệt là phương diện linh lực, Lục Lâm Thiên vô cùng muốn đột phá. Loại bảo vật tăng cường linh hồn lực và linh lực như tuyết phách linh dịch này chính là thứ mà hắn cần lúc này nhất. Lục Lâm Thiên đột nhiên nghĩ tới. Lần này Vân Dương Tông tiền mất tật mang quả thực khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng sảng khoái. Lần giao phong này của hắn và nhạc phụ Vân Khiếu Thiên, rốt cuộc hắn cũng chiếm được thượng phong. Không biết như thế này là tốt hay xấu? Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Đối với Vân Dương Tông, không biết chuyện lần này là tốt hay xấu. Sau khi vơ vét không ít của Vân Dương Tông rồi tiết lộ tin tức về vô tự thiên thư với Vân Khiếu Thiên, Lục Thiếu Du cũng có ý của riêng mình. Dù sao Vân Dương Tông hiện tại cũng không thể làm gì với hắn. Mà cao tầng Vân Dương Tông biết hắn có vô tự thiên thư cũng khiến cho trong lòng Vân Dương Tông có chút kiêng kỵ. Hai canh giờ sau, Lục Lâm Thiên cáo biệt với mẫu thân, Tiểu Long, Tâm Đồng, Dương Quá rồi lập tức đi tới tiên cảnh. Trong ánh mắt kinh ngạc của nhị hộ pháp, Lục Lâm Thiên lần thứ hai tiến vào trọng thứ nhất tầng 7. Trọng thứ nhất này đối với Lục Lâm Thiên hiện tại mà nói, uy hiếp cũng không lớn. Khi Lục Thiếu Du xuất hiện bên trong, khóe miệng hắn khẽ mỉm cười. Trong tay xuất hiện mấy đoàn lưu quang, chính là một trận pháp nhỏ quỷ tiên tử Bạch Oánh đưa cho hắn khi trước. Sau khi dò xét chung quanh một phen, linh lực trong người Lục Lâm Thiên tràn ra. Đem mấy trận giác trong tay ném ra chung quanh. Hít. Mấy trận giác được bố trí, cảnh tượng trước mặt Lục Lâm Thiên lập tức thay đổi. Chu vi chung quanh xuất hiện một thông đạo, bên trong thông đạo có không ít ngã rẽ giống như mạng nhện vậy. Bên trong còn có sương mù dày đặc bao phủ làm cho Lục Lâm Thiên không nhìn rõ phía trước. Mà đối với cảnh này, Lục Thiếu Du đã hoàn toàn quen thuộc. Khi trước trong tiên cảnh hắn đã từng ở đó đột phá qua một lần. Mà hiện tại Lục Lâm Thiên tiến vào tiên cảnh là muốn dùng tuyết phách linh dịch để đột phá. Hắn sắp đi thành Ma Vân ở Đông Hải, sau khi ăn vào tuyết phách linh dịch đột phá lần nữa thì tỷ lệ an toàn sẽ tăng lên nhiều. Mà đột phá trong tiên cảnh, chỗ tốt năm đó Lục Lâm Thiên từng nhận được khiến cho hắn không bỏ qua cơ hội lần này. Nhớ lại lần đột phá năm đó, Lục Lâm Thiên còn nhớ rõ, bản thân hắn cuối cùng trực tiếp dẫn dắt năng lượng bàng bạc này trong tiên cảnh vào cơ thể, cuối cùng khiến cho bản thân liên tiếp đột phá. Mà hiện tại mục đích của Lục Lâm Thiên cũng chính là như vậy.
nếu như có thể nhất cử đột phá tới Linh Vương tam trọng, cũng không uổng phí một phen đi tới Vân Dương Tông. Cảm nhận cỗ khí tức bàng bạc tràn ngập trong thông đạo, Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười. Cỗ khí tức bàng bạc này khiến cho linh hồn của hắn vô cùng thoải mái. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Lâm Thiên móc ra Tuyết Phách Linh Dịch. Từ trên bình ngọc này Lục Lâm Thiên cũng có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng cuồng bạo từ trong bình khuếch tán ra. Năng lượng cuồng bạo tràn ngập khiến cho trái tim Lục Thiếu Du không ngừng nhảy lên. Linh hồn lực trong đầu cũng giống như bị dẫn dắt, không tự chủ được mà bắt đầu vận chuyển. Không hổ là Tuyết Phách Linh Dịch. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, sau đó lập tức mở nắp bình ra. Cỗ năng lượng kinh người bạo phát, cảm nhận năng lượng trong Tuyết Phách Linh Dịch, Lục Lâm Thiên không khỏi cảm thán một phen. Thảo nào Vân Khiếu Thiên lại bảo hắn đừng dùng một lần. Cỗ năng lượng này quả thực vô cùng mạnh mẽ, không giống bình thường. Ồ, Lục Lâm Thiên đột nhiên có chút kinh ngạc. Khí tức của Tuyết Phách Linh Dịch này dường như cực kỳ tương tự với cỗ khí tức trong tiên cảnh. Dường như có cùng nguồn gốc vậy. Trước tiên ăn vào 1/3 vậy. Lục Lâm Thiên nghi hoặc một chút rồi lập tức ăn vào 1/3 Tuyết Phách Linh Dịch. Hiện tại trên phương diện linh giả, hắn đã là linh vương nhất trọng trung kỳ. 1/3 Tuyết Phách Linh Dịch không biết mạnh bao nhiêu. Thế nhưng sau khi suy nghĩ một lát, Lục Lâm Thiên vẫn quyết định ăn vào 1/3. Nhìn Tuyết Phách Linh Dịch trong bình ngọc trắng xóa, giống như tuyết, Lục Lâm Thiên không chút do dự trích ra 1/3 rồi lập tức nuốt vào. 1/3 số Tuyết Phách Linh Dịch tiến vào trong bụng lập tức hóa thành một cỗ năng lượng giống như thủy triều cùng với cảm giác lạnh lẽo. Cỗ năng lượng này hung hăng khuếch tán trong cơ thể Lục Lâm Thiên giống như là dã thú vậy. Thế nhưng điều kỳ quái chính là, những nơi năng lượng đi qua thân thể Lục Lâm Thiên giống như bị đóng băng, một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập khiến cho ngay cả linh hồn Lục Thiếu Du cũng phải run rẩy. Năng lượng quỷ dị này thật mạnh mẽ. Đối với chuyện này Lục Lâm Thiên cũng có cảm giác ngoài ý muốn. Năng lượng kinh khủng do Tuyết Phách Linh Dịch biến thành lập tức chạy ào ào vào trong đầu Lục Lâm Thiên khiến cho đầu hắn đau đớn. Hồn anh được linh lực bao phủ lúc này cũng xoay tròn. Siêu siêu. Năng lượng do Tuyết Phách Linh Dịch biến thành chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung. So với năng lượng do Địa Linh Dịch biến thành khi trước còn kinh khủng hơn nhiều. Cỗ năng lượng này trực tiếp chạy ào ào vào trong đầu Lục Lâm Thiên giống như vô số dã thú, không ngừng đấu đá lung tung. Cỗ uy thế kinh khủng này khiến cho từng trận đau đớn kéo tới. Loại đau đớn này Đại Hồn Anh và Kim Đao màu vàng cũng không thể giúp được Lục Lâm Thiên. Luyện hóa. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên được kết, nhanh chóng chống lại cỗ năng lượng khổng lồ trong đầu. Linh lực bàng bạc trong đầu Lục Lâm Thiên trực tiếp thủ hộ chung quanh Hồn Anh, bắt đầu vận dụng Âm Dương Linh Vũ Quyết nhanh chóng luyện hóa cỗ năng lượng kinh khủng này. Chỉ một lát sau, Lục Thiếu Du tiến vào trạng thái tu luyện. Quanh người được một vòng quang cháo vô hình bao phủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Lâm Thiên tiến vào trong trạng thái tu luyện, chậm rãi luyện hóa cỗ năng lượng cuồng bạo do Tuyết Phách Linh Dịch biến thành. Khí tức trên người đang chậm rãi tăng trưởng. Trên Vân Dương Tông, trong một đình viện nọ, Vân Khiếu Thiên đi qua đi lại, miệng than thở không ngừng. Tông chủ, người làm sao vậy? Đại hộ pháp nghi hoặc hỏi. Tiểu tử Lục Lâm Thiên kia đã đi ra chưa? Vân Khiếu Thiên rốt cuộc cũng dừng lại trước mặt Đại Hộ Pháp rồi hỏi. Còn chưa ra, 3 ngày trước tiểu tử kia tiến vào tiên cảnh cho tới hiện tại vẫn chưa đi ra. Đại Hộ Pháp nói, tiểu tử này chính là một lưu manh thuần túy. Chỉ cần là nơi nó tới, nó sẽ giống như một thổ phỉ không ngừng vơ vét chung quanh. Nó đi sớm một ngày ta cũng yên tâm sớm một ngày. Vân Khiếu Thiên cảm khái nói. Tông chủ, Lục Lâm Thiên này quả thực đủ độc, Tuyết Phách Linh Dịch. Vốn lưu cho Thái Thượng trưởng lão dùng, còn có 2 bộ vũ khí địa cấp sơ giai, tiểu tử này quả thực coi Vân Dương Tông chúng ta là nơi cấp vũ khí hay sao? Đại hộ pháp cảm khái nói. Tiểu tử hỗn đản này chỉ biết chiếm tiện nghi mà thôi. Vốn ta còn muốn đợi nó và Hồng Lăng thành hôn sẽ cấp cho Hồng Lăng 1 phần đồ cưới. Thế nhưng hiện tại tiểu tử này làm như vậy, 1 bình rượu ta cũng không cấp cho nó. Vân Khiếu Thiên nói, nhiều năm trôi qua như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn chịu thiệt thòi lớn tới như thế. Tông chủ, Lục Lâm Thiên này thừa nhận bản thân đang nắm giữ Vô Tự Thiên Thư, lẽ nào chúng ta? Đại hộ pháp nói, Vô Tự Thiên Thư nằm trên người nó so với nằm trên những người khác còn tốt hơn nhiều. Có lẽ muốn nó lấy ra Vô Tự Thiên Thư là chuyện không có khả năng. Phi Linh Môn hiện tại cũng không giống khi trước nữa.
tiểu tử này có lẽ ít nhiều cũng biết tác dụng của vô tự thiên thư, đương nhiên nó sẽ không giao ra. Trừ phi là Vân Dương Tông thực sự đoạn tình với nó. Thế nhưng tới bước đó ta cũng không muốn, Hồng Lăng cũng không muốn. Coi như là nghĩ cũng không được nghĩ. Hiện tại quan hệ của Lục Lâm Thiên và Cảnh Văn không cạn, tuy rằng ta biết Độc Cô Gia sẽ không cảm thấy hứng thú với Phi Linh Môn, cũng không giúp Phi Linh Môn. Thậm chí là bởi vì Cảnh Văn sẽ bảo trì khoảng cách với Phi Linh Môn, hoặc là cố ý làm khó tiểu tử kia. Đồng thời Độc Cô Gia cũng đang tìm kiếm vô tự thiên thư. Lục Gia lại có hứa hẹn của Bắc Cung gia tộc, Vân Dương Tông sẽ phải bận tâm tới chuyện này. Huống chi còn có Linh Thiên Môn và cỗ thực lực ẩn giấu của Phi Linh Môn. Cho nên hiện tại chỉ có thể hành sự theo hoàn cảnh. Nhìn tình huống để quyết định mà thôi. Vân Khiếu Thiên nói. Thời gian lần nữa trôi qua. Trong tiên cảnh, năng lượng tuyết phách linh dịch bị luyện hóa, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được sự tiến bộ của bản thân mình. Trong không gian trong đầu, năng lượng do tuyết phách linh dịch biến thành khiến cho hồn anh nhận được không ít chỗ tốt. Đồng thời chỗ tốt lớn nhất cũng bị kim đao màu vàng trực tiếp hấp thu. Chỉ còn có một chút năng lượng còn lại tẩm bổ hồn anh của Lục Lâm Thiên, hồn anh dưới cỗ năng lượng này tẩm bổ liên tục xoay tròn. Toàn thân Lục Lâm Thiên lúc này có một cảm giác thoải mái không nói nên lời. Lục Thiếu Du thậm chí còn có thể cảm giác được vô cùng rõ ràng, linh hồn lực của bản thân đang không ngừng tăng cường. Lúc này số năng lượng do tuyết phách linh dịch biến thành trải qua luyện hóa càng ngày càng ít. Khí thế cuồng bạo kia cũng đã sớm trở thành tĩnh lặng. Trong lúc bất tri bất giác, cũng không biết đã trải qua bao lâu, thế nhưng có lẽ cũng là một đoạn thời gian không nhỏ. Khí tức trên người Lục Lâm Thiên bắt đầu kéo lên, quang cháo quanh người càng lúc càng trở nên chói mắt. Lục Lâm Thiên cũng có thể cảm giác được không gian trong đầu càng ngày càng bành trướng, càng ngày càng no đủ. Dưới loại trạng thái này, một canh giờ sau trong đầu Lục Lâm Thiên vang lên một tiếng trầm muộn. Phanh! Tiếng trầm muộn vang lên, đồng thời một cỗ năng lượng áp xúc khuếch tán. Trên tiểu hồn anh, khí tức bắt đầu kéo lên, trong nháy mắt đạt tới linh vương nhị trọng, toàn bộ thông đạo run rẩy. Mà lúc này quanh người Lục Lâm Thiên không ngừng có linh lực bị tiết ra. Từ trong lỗ chân lông trên cơ thể tuôn ra, giống như là một cơn hồng thủy. Sau đó linh lực hóa thành một vòng xoáy trước người, giống như một cơn lốc đem đám xương trắng quanh thông đạo hút vào. Trong đám xương trắng trong thông đạo có một cỗ lực lượng đối với linh hồn lực có chỗ tốt không nhỏ. Cực kỳ giống với năng lượng trong tuyết phách linh dịch, cỗ khí thức vô hình này bị cỗ hấp lực trong vòng xoáy thôn vệ vào trong người Lục Lâm Thiên. Cỗ khí thức này cực kỳ giống với tuyết phách linh dịch, giống như tới cùng một chỗ, đối với linh hồn có không ít tác dụng. Siêu siêu, cỗ khí thức quỷ dị kia bị Lục Lâm Thiên hút vào trong cơ thể khiến cho đám xương trắng bên ngoài rung động. Cả đám xương trắng bắt đầu từ bốn phương tám hướng kéo tới giống như bị dẫn dắt. Cỗ khí thức này ban đầu rất yếu. Thế nhưng trải qua sự hội tụ không ngừng, cuối cùng hóa thành một cỗ năng lượng bàng bạc quay xung quanh người Lục Lâm Thiên, sau đó bị Lục Lâm Thiên hút vào trong cơ thể. Cỗ năng lượng này nhập thể khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác, cỗ khí tức trong tiên cảnh quả nhiên giống với tuyết phách linh dịch. Cho dù không phải thì tuyệt đối cũng có quan hệ, lúc này Lục Thiếu Du thậm chí còn khẳng định, cỗ khí tức này tuyệt đối có liên quan tới tuyết phách linh dịch. Lục Lâm Thiên suy đoán không sai. Cỗ năng lượng bàng bạc trong thiên cảnh này sở dĩ có tác dụng với linh hồn lực chính là bởi vì liên quan tới bảo vật như tuyết phách linh dịch. Mà 100 năm mới có một bình tuyết phách linh dịch đậm đặc như vậy không ngờ lại rơi vào trong tay Lục Lâm Thiên. Cỗ năng lượng bàng bạc này hội tụ tới sau đó ào ào tiến vào trong đầu Lục Lâm Thiên. Cỗ năng lượng này trải qua hội tụ không ngừng đã trở nên vô cùng đáng sợ. So với 1/3 năng lượng trong tuyết phách linh dịch còn lớn hơn rất nhiều. Đồng thời, cỗ năng lượng bàng bạc này không trải qua vòng xoáy bên ngoài cơ thể Lục Lâm Thiên đã được rèn rũa một lần khiến cho cỗ năng lượng này so với năng lượng trong tuyết phách linh dịch còn tinh thuần hơn nhiều. Âm dương linh vũ quyết chỉ cần luyện hóa một chút là có thể đem nó chuyển hóa thành linh lực tinh thuần nhất. Quả thực đối với linh hồn có chỗ tốt vô cùng lớn. Ta đang chờ hiện tượng như vậy đây. Lục Lâm Thiên mừng như điên. Hắn tới tiên cảnh này cũng chính là bởi vì muốn lúc đột phá. Dùng âm dương linh vũ quyết thôn vệ năng lượng bàng bạc trong tiên cảnh để đột phá lần hai. Chuyện này mấy năm trước hắn cũng đã thử qua một lần. Mà tất cả chuyện này đều nằm trong dự đoán của Lục Lâm Thiên. Vì vậy đối với hiện tượng này Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như không dẫn dắt được đám năng lượng này tới thì mới thực sự khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy bất ngờ. Thôn vệ. Trong lòng Lục Lâm Thiên vui mừng,
lúc này làm sao hắn có thể buông tha cơ hội như vậy, Lục Lâm Thiên lập tức tham lam hấp thu cỗ năng lượng bàng bạc chung quanh. Cỗ năng lượng này so với tuyết phách linh dịch mà hắn luyện hóa giống nhau như đúc. Trong thông đạo, quanh thân Lục Lâm Thiên lúc này tràn ngập xương trắng bao phủ. Trong đám xương trắng có ngàn vạn khí tức hoặc năng lượng bàng bạc không ngừng rót vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Trong toàn bộ thông đạo dưới sự hội tụ của năng lượng bàng bạc, cả không gian cũng phải run rẩy. Ngay khi Lục Lâm Thiên chìm đắm trong việc thôn phệ, toàn bộ tiên cảnh bắt đầu có biến hóa rồi hỗn loạn. Đệ tử tiến vào tầng 4, tầng 5, cho dù là tầng 6 tầng 7 đều trực tiếp bị đẩy ra ngoài. Mà đệ tử tiến vào tầng 6 trở nên có đôi khi gặp phải công kích của tầng 1 tầng 2, căn bản không có tính khiêu chiến. Tiên cảnh hỗn loạn, hiệu quả bên trong lập tức mất đi. Việc này cũng khiến cho cao tầng Vân Dương Tông chú ý, thế nhưng nhất thời cũng không ai biết rõ nguyên nhân. Còn Lục Lâm Thiên lúc này vẫn đang không ngừng thôn phệ, đặc biệt là cỗ năng lượng này đối với linh hồn lực có không ít chỗ tốt. Có thể trực tiếp tăng cường linh hồn lực, chuyện này đối với linh giả mà nói, là mê hoặc chí mạng. Thế nhưng trong lúc Lục Lâm Thiên chìm đắm trong việc thôn phệ đồng thời cũng vô cùng bất đắc dĩ. Bởi vì đại bộ phận chỗ tốt đối với linh hồn của hắn đều bị kim đao màu vàng kia hấp thu. Linh hồn lực của hắn nhiều nhất chỉ có thể hấp thu được 3 thành mà thôi. Tông chủ, vấn đề nằm ở bên trong. Năng lượng trong tiên cảnh hiện tại đều hội tụ vào trong trọng thứ nhất tầng 7, cho nên mới khiến cho toàn bộ vũ linh ảo cảnh mất đi hiệu lực. Vũ linh ảo cảnh mất đi công hiệu đưa tới Vân Khiếu Thiên cùng vô số cường giả linh vương. Khí tức cường hãn quanh người khiến cho linh hồn đám đệ tử run rẩy. Nhị hộ pháp, bên trong trọng thứ nhất tầng 7 dường như có người. Nhanh kiểm tra xem là ai. Vân Khiếu Thiên nhìn quang điểm trên thạch bích rồi mở miệng nói. Tông chủ, là Lục Lâm Thiên ở bên trong. Hắn đã ở bên trong tròn nửa tháng, chỉ một mực ở bên trong trọng thứ nhất tầng 7 mà thôi. Nhị hộ pháp căn bản không cần tra, lập tức biết rõ là Lục Lâm Thiên ở bên trong. Là tiểu tử này sao? Ánh mắt Vân Khiếu Thiên khẽ run lên nói với mọi người ở phía sau. Chúng ta vào xem. Vâng, tông chủ. Chúng cường giả đáp. Trong tiên cảnh, Lục Lâm Thiên cũng không biết được bởi vì hắn mà toàn bộ vũ linh ảo cảnh mất đi công hiệu. Mặc dù đây là lần thứ hai hắn làm cho vũ linh ảo cảnh mất đi hiệu lực, năm đó cũng đã có loại hiện tượng này xảy ra, thế nhưng không ai biết mà thôi. Khí tức trên người Lục Lâm Thiên trực tiếp kéo lên. Cỗ khí tức từ trong cơ thể Lục Lâm Thiên tràn ra bên ngoài cũng từ từ tăng cường. Một cỗ linh lực như biển cả từ trong cơ thể khuếch tán. Lục Thiếu Du lần thứ hai có cảm giác không gian linh lực trong đầu đang bành trướng. Một tiếng trầm muộn vang lên, một cỗ năng lượng áp xúc khuếch tán. Quang mang quanh thân Lục Lâm Thiên vô cùng chói mắt, khí tức kéo lên. Không gian trong đầu nháy mắt mở rộng, một cỗ lực lượng bạo phát ra, khí tức trên tiểu hồn anh tăng vọt. Kim đao màu vàng kia cũng đẩy nhanh tốc độ hấp thu năng lượng. Cứ như vậy một lát sau tất cả mọi thứ mới bình ổn trở lại. Mà lúc này khí tức quanh người Lục Lâm Thiên đã là linh vương tam trọng. Cảm nhận đám khí tức không ngừng kéo tới kia khiến cho Lục Lâm Thiên phải mạnh mẽ xua tan, không dám tiếp tục thôn phệ. Khí tức trên người Lục Lâm Thiên thu liễm lại, chung quanh người còn có ba động như có như không. Phù! Mấy chung trà sau Lục Lâm Thiên mới thở ra một ngụm chọc khí từ trong cơ thể. Chọc khí được thở ra, gợn sóng trong không gian lập tức nhộn nhạo. Hai mắt Lục Lâm Thiên mở ra, trong mắt hiện lên tinh quang, giống như ngôi sao trên bầu trời, nhìn qua vô cùng thâm thúy. Thu ánh mắt lại, cảm nhận cỗ linh lực trong đầu Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười. Cỗ linh lực trong cơ thể hắn lúc này so với linh vương nhất trọng khi trước quả thực đã tăng trưởng gấp bội. Cảm nhận tất cả biến hóa trong cơ thể, lần này đột phá, trên phương diện linh lực đã trực tiếp từ linh vương nhất trọng đột phá lên linh vương tam trọng. Loại tốc độ này khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng thỏa mãn. 1/3 tuyết phách linh dịch sau khi luyện hóa đã khiến cho hắn đột phá tới linh vương tam trọng. Về phần cỗ năng lượng trong vũ linh ảo cảnh này Lục Lâm Thiên cũng rất muốn tiếp tục thôn phệ, thế nhưng vì căn cơ của bản thân, Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể mạnh mẽ ngăn chặn bản thân mình. Từ linh vương nhất trọng đột phá tới linh vương tam trọng đã là cực hạn. Tới linh vương, mỗi một trọng đều là một khoảng cách lớn. Lần này hắn liên tục vượt qua 2 trọng đã tới sát biên giới nguy hiểm, cho nên Lục Lâm Thiên cũng không dám mạo hiểm lần nữa đột phá. Đây là cảm giác của linh vương tam trọng sao? Cảm nhận biến hóa trong cơ thể, hai tay mở ra, linh lực trong đầu hắn lúc này bàng bạc không gì sánh được.
linh hồn lực cũng tăng cường không ít. Lục Lâm Thiên suy đoán, nếu như hiện tại thi triển huyễn diễn đao trận mà nói, chỉ sợ chỉ ít cũng có thể đơn giản đánh bại Linh Vương tứ trọng. Nếu như thi triển linh hồn công kích mà nói, sợ rằng Linh Vương ngũ trọng hắn cũng có thể tự tin làm cho đối phương bị thương nặng. Đương nhiên Lục Lâm Thiên cũng biết, loại công kích như linh hồn này không tới lúc cuối cùng tuyệt đối không nên thi triển ra. Vạn nhất trên người đối thủ cũng có vật kinh khủng giống như kim đao màu vàng kia thì hắn xong đời. Cảm nhận tất cả mọi thứ trong cơ thể, linh lực đột phá, thân thể cũng được rèn giũa không ít. Loại rèn giũa này tuy rằng vẫn kém với lúc đột phá chân khí. Thế nhưng cũng đã là rèn giũa cơ thể, kinh mạch toàn thân, gân cốt, tất cả mọi thứ trong lúc mơ hồ đều được tăng cường không ít. Có thể đột phá từ linh vương nhất trọng lên linh vương tam trọng trong tiên cảnh khiến cho Lục Lâm Thiên có chút mừng rỡ. Nếu đổi lại là tu luyện giả bình thường mà nói, tới cấp độ như linh vương này sợ rằng không có thời gian 8-10 năm thì không thể làm được. Coi như là người có thiên phú rất mạnh, có thế lực chống đỡ cũng cần 3-5 năm. Bằng không tuyệt đối không thể đột phá được. Lục Lâm Thiên nhướng mày, đương nhiên, nếu đổi lại đó là đám người thánh nữ thiên các, Đạm Đài Tuyết Phi của Thiên Vân Đảo mà nói sợ rằng kết luận này sẽ không đúng nữa. Có nội tình của thế lực lớn sau lưng, đám người này muốn đột phá thì dễ dàng hơn nhiều. Tùy ý vung tay lên, linh lực trên người bạo phát. Gợn sóng trong không gian trước mặt Lục Lâm Thiên lập tức lắc lư. Kinh khí cường hãn ẩn chứa bên trong tùy thời có thể tạo thành một kích chí mạng. Loại cảm giác này khiến cho Lục Lâm Thiên càng lúc càng thỏa mãn. Linh lực trong nháy mắt được thu vào trong cơ thể. Tinh quang trong mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe. Cảm nhận khí tức trên người lúc này, trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi kinh hãi. Bởi vì khoảng cách giữa Linh Vương tam trọng và Linh Vương nhất trọng vô cùng lớn, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Tới tu vi như Linh Vương, mỗi lần đột phá một trọng, thực lực lại mạnh hơn không ít. Tuyệt đối có thể coi là tăng trưởng gấp bội. Dù sao mọi người thường nói, tới Linh Vương, mỗi một trọng đều là một đạo hồng cầu khó có thể vượt qua. Siêu siêu. Ngay khi Lục Lâm Thiên định thu hồi trận pháp thì không gian chung quanh đột nhiên run lên. Có người phá trận. Lục Lâm Thiên nhíu mày, không biết là ai đang phá trận. Ngay khi Lục Lâm Thiên biến sắc thì mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Mấy đạo thân ảnh này không phải là ai khác mà chính là đám người Vân Khiếu Thiên, Nhị Hộ Pháp cùng với mấy cường giả Linh Vương. Mấy cường giả Linh Vương này nhanh chóng nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên. Cả đám đều đang đánh giá cẩn thận hắn, ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Lâm Thiên, con đang làm gì vậy? Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên, tiểu tử này không ngờ lại bố trí trận pháp trong tiên cảnh, khiến cho Vân Khiếu Thiên càng thêm khẳng định, Vũ Linh ảo cảnh mất đi tác dụng tuyệt đối có liên quan tới tiểu tử này. Nhạc phụ, tiểu tế vừa mới đột phá, sao người lại tới đây? Nhìn mấy linh vương phía sau Vân Khiếu Thiên, trong lòng Lục Lâm Thiên không ngừng suy nghĩ. Có lẽ đây chính là người của linh đường trong Vân Dương Tông. Một vài linh vương cao giai. Trước đây hắn cũng không biết trong Vân Dương Tông có mấy linh vương cao giai này. Lúc này nhìn thấy đám người này khiến cho Lục Thiếu Du cảm thán, cũng không biết phía sau Vân Dương Tông còn ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Còn ở trong này đột phá sao? Vân Khiếu Thiên sửng sốt, tiên cảnh này có tác dụng khảo nghiệm với tâm thần và linh hồn, tiểu tử này không ngờ lại ở bên trong đột phá, quả thực chỉ có tiểu tử này mới nghĩ ra được. Đây là điều mà người bình thường căn bản không thể làm được. Đúng vậy. Con vừa mới đột phá. Lục Lâm Thiên mở miệng nói. Lúc này hắn vẫn chưa biết những người này sao lại tới đây. Vì vậy cũng không biết bản thân mình đã khiến cho toàn bộ Vũ Linh ảo cảnh dừng lại. Khi Lục Lâm Thiên từ trong Vũ Linh ảo cảnh đi ra, toàn bộ Vũ Linh ảo cảnh lại một lần nữa khôi phục như bình thường. Mà lúc này Lục Lâm Thiên mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Toàn bộ Vũ Linh ảo cảnh ngừng lại, có lẽ có liên quan tới hắn. Khi Vũ Linh ảo cảnh lần nữa khôi phục lại, không ít đệ tử vô cùng nghi hoặc. Vân Khiếu Thiên cũng nhìn về phía Lục Lâm Thiên, không đoán ra được tiểu tử này vào bên trong làm cái gì mà lại tạo thành biến hóa như vậy. Vũ Linh ảo cảnh là căn cơ của Vân Dương Tông, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Bất chi bất giác đã tới đầu hạ, trong những cơn gió đã có chút cảm giác nóng nực. 3 ngày sau, trên chủ phong Vân Dương Tông, Thiên Sĩ Tuyết Sư bành trướng tới chừng hơn 30 thước rồi xoay quanh trên tầng trời thấp. Trên sân rộng ở chủ phong có không ít thân ảnh xuất hiện. Ngoại trừ Vân Khiếu Thiên, Vũ Ngọc Tiền, Lục Trung, La Lan Thị, Vân Hồng Lăng Gia, còn có một ít trưởng lão có quan hệ không tồi với Lục Thiếu Du.
ngay cả đám người Khuất Đao Tuyệt cũng có mặt ở đó. Tất cả mọi người đều biết Lục Lâm Thiên rời đi, thế nhưng số người biết được Lục Lâm Thiên đi thành Ma Vân ở Đông Hải lại không có mấy người. Sau khi cáo biệt mọi người, nhìn mẫu thân, Vân Hồng Lăng, Lục Thiếu Du lưu luyến không rời nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư trên bầu trời. Lâm Thiên, đi đường cẩn thận. Vũ Ngọc Tiền phất tay nói với Lục Lâm Thiên, trong mắt có chút ướt át. Lục Trung nhìn lên không trung, trong lòng cực kỳ xúc động. Ai có thể nghĩ tới, đại thiếu gia phế vật khi trước của Lục gia hiện tại lại là trưởng môn phi linh môn danh chấn toàn bộ đại lục. Lúc này hai mắt La Lan Thị đã sớm nhòe đi, cực kỳ không nỡ. Mẫu thân, con sẽ chiếu cố nhị đệ thật tốt, người cứ yên tâm đi. Dương Quá nói với La Lan Thị. Còn có con nữa, mẫu thân cứ yên tâm đi, con sẽ chiếu cố ca ca cho tốt. Lục Tâm Đồng nháy mắt nói với La Lan Thị. Lần này đi thành Ma Vân ở Đông Hải, Dương Quá và Lục Tâm Đồng cũng đi theo. Bằng vào thực lực hiện tại của Lục Tâm Đồng, Lục Lâm Thiên cũng không quá lo lắng. Mà để tiểu nữ này đi cũng là để cho nàng tôi luyện nhiều một phen. Đối với tu luyện sau này có không ít chỗ tốt. Mẫu thân cũng lo lắng cho hai con, ba người các con phải cẩn thận, ra ngoài không nên gây sự lung tung. La Lan Thị nói với Dương Quá và Lục Tâm Đồng. Khi Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm lên một tiếng trầm thấp rồi lập tức rời khỏi Vân Dương Tông. Nhìn từng dãy núi xẹt qua đôi mắt, trong lòng Lục Lâm Thiên tuy rằng có chút không muốn, thế nhưng sau khi Thiên Sĩ Tuyết Sư cất cánh cũng phải thu hồi tạp niệm trong lòng. Dù sao đi nữa sau khi xử lý xong mọi chuyện hắn cũng sẽ trở lại. Lão đại, từ đây tới thành Ma Vân ở Đông Hải có xa hay không? Tiểu Long lắc lư cái đầu rồi hỏi, lúc này nó đã biến thành bản thể, thân thể được thu nhỏ tới chừng 20 ly, cái lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào. Có lẽ cần thời gian 3 tháng, đó là ít nhất. Lục Lâm Thiên khẽ nói, đây là bởi vì Thiên Sĩ Tuyết Sư đã đột phá tới lục giai hậu kỳ. Nếu như Thiên Sĩ Tuyết Sư không đột phá mà nói, sợ rằng ít nhất cũng phải mất 4-5 tháng, mà nếu như là yêu thú phi hành lục giai bình thường, sợ rằng phải mất nửa năm là ít. Cũng bởi vì khoảng cách giữa thành Ma Vân Đông Hải và Đại Lục Linh Vũ quá xa, cho nên gần như là không lui tới với cổ vực và Đại Lục Linh Vũ. Cũng không hẳn là không có lui tới, trong Đại Lục Linh Vũ và cổ vực cũng có không ít gia tộc, các thế lực thường di chuyển qua lại giữa thành Ma Vân và Đại Lục Linh Vũ, cổ vực. Bởi vì khoảng cách xa xôi cho nên mỗi một lần kinh thương, thu hoạch vô cùng phong phú. Cũng bởi vì như vậy, trên lộ trình ngoài hải vực vô biên ra ven đường thỉnh thoảng có một ít hải đảo đặt chân. Cũng xuất hiện một nghề nghiệp đặc biệt gọi là hải tặc. Dọc đường đi hải tặc hoành hành không phải là chuyện mới mẻ gì nữa. Có một ít hải tặc thế lực cực kỳ cường hãn, thậm chí còn không kém thế lực nhất lưu. Vì vậy ven đường đi thi thoảng cũng có không ít dòng binh đoàn xuất hiện. Mà dọc đường đi cũng có một ít sản vật trên hải đảo. Diện tích hải vực vô cùng lớn. Cũng không phải tất cả đều là hải vực cho nên cũng có không ít nơi phồn hoa. Chuyện này Lục Lâm Thiên cũng đã sớm được nghe nói qua. Lâu như vậy sao? Tiểu Long chớp mắt, dường như có chút ngoài ý muốn. Ca ca, chúng ta đi tới thành Ma Vân làm gì? Lục Tâm Đồng hỏi, đối với việc đi tới thành Ma Vân Lục Lâm Thiên cũng không nói qua mục đích cho nàng. Đi làm một chuyện, muội cũng có thể tôi luyện một phen. Lục Lâm Thiên nói. Không biết tỷ tỷ có ở thành Ma Vân hay không? Dương Quá khẽ nói, ánh mắt nhìn về phía trước. Đại ca yên tâm đi, đệ đã truyền tin tức về phi linh môn, để mọi người trong môn không ngừng tìm kiếm. Một khi có tin tức chúng ta sẽ lập tức biết được ngay. Lục Lâm Thiên nói, hắn đã sớm âm thầm truyền tin tức về phi linh môn. Người Triệu gia ở trên trấn Hoa Môn, Lục Lâm Thiên đương nhiên sẽ không tha cho đám người này. Phải trảm thảo trừ căn. Huống chi đám người này chính là đệ tử dòng chính của Triệu gia. Mà tỷ tỷ của Dương Quá, trải qua sự miêu tả kỹ lưỡng Lục Thiếu Du cũng ra lệnh cho ám đường chú ý tới chuyện này. Hy vọng có thể nhanh chóng tìm được. Dương Quá lẩm bẩm nói. Một lát sau, trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, mọi người bắt đầu tu luyện. Quanh người Tiểu Long cũng được một vòng quang cháo bao phủ. Hai người Lục Tâm Đồng và Dương Quá bắt đầu tu luyện. Đặc biệt là Lục Tâm Đồng. Quanh thân có một vòng quang cháo nửa trắng nửa đen vô cùng quỷ dị. Khói độc nhàn nhãn lan tràn khiến cho trong lòng người khác không khỏi kiêng kỵ. Cảm nhận khí tức này,
Lục Lâm Thiên có cảm giác tiểu nữ này từ sau khi đột phá lần trước tới bây giờ đã có tiến bộ không nhỏ. Nhìn Dương Quá, Lục Lâm Thiên cũng cực kỳ ngạc nhiên. Dương Quá lúc này cũng không tu luyện chân khí mà đang tu luyện vũ kỹ. Trong tay nắm lấy trọng kiếm rồi huy động, cả không trung dường như đều run rẩy, một cỗ năng lượng thổ hệ bàng bạc lập tức kéo tới. Vũ kỹ địa cấp thuộc tính thổ. Lục Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn, từ năng lượng thuộc tính dẫn dắt tới có thể thấy được, Dương Quá lúc này đang tu luyện vũ kỹ địa cấp. Theo Lục Lâm Thiên biết, Dương Quá đến từ một nơi không có người ở. Không ngờ trên người lại có vũ kỹ địa cấp, điều này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du vô cùng hiếu kỳ. Quan sát một phen, Lục Lâm Thiên cũng lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Tuy rằng tốc độ bình thường của hắn cực kỳ chậm chạp, thế nhưng cũng có tác dụng củng cố tu vi. Sau mỗi lần đột phá Lục Lâm Thiên đều củng cố tu vi một phen rồi mới dám tiếp tục đột phá. Mà lúc này mới chỉ cách lần đột phá trước 3 ngày. Trong 3 ngày này Lục Thiếu Du luôn ở cùng người nhà cho nên cũng không có thời gian điều tức củng cố tu vi. Một lát sau, hai mắt Lục Thiếu Du nhắm chặt, tiến vào trạng thái tu luyện. Tông chủ, Lục Lâm Thiên rốt cuộc cũng đi rồi. Tại một đình viện trên Vân Dương Sơn Mạch, Đại Hộ Pháp nhìn Vân Khiếu Thiên rồi nói. Tiểu tử này rốt cuộc cũng đi, đây quả thực là một tên lưu manh a. Tên lưu manh này đi sớm chút nào tốt chút đó. Mỗi lần nó tới đây Vân Dương Tông ta đều chịu thiệt thòi. Lần trước cầm đi vạn niên xích đồng và nữ nhi của ta. Lần này lại cầm đi tuyết phách linh dịch và hai bộ vũ kỹ địa cấp. Rốt cuộc cũng đi, ta cũng có thể yên tâm rồi. Vân Khiếu Thiên mỉm cười, hít sâu một hơi. Tâm tình so với mấy ngày hôm trước tốt hơn không ít. Chỉ là tiểu tử Lục Lâm Thiên này, sớm muộn không đi. Chỉ muốn chiếm tiện nghi mà không muốn chịu thiệt. Nếu như nó ở lại thêm một đoạn thời gian nữa, quả thực không biết sẽ lại chiếm tiện nghi gì của Vân Dương Tông chúng ta. Đại Hộ Pháp nói, tiểu tử này đột nhiên tới thành Ma Vân ở Đông Hải, ta thấy nhất định là không đơn giản. Không có lợi tiểu tử này sợ rằng sẽ không chạy xa như vậy. Vân Khiếu Thiên lẩm bẩm nói, Tông chủ, có phải người lại có dự định gì không? Đại Hộ Pháp cung kính nói, truyền tin tức xuống dưới, để thám tử của chúng ta ở trong thành Ma Vân chú ý một chút. Nhìn xem tiểu tử này rốt cuộc đi tới thành Ma Vân làm cái gì. Ta có cảm giác chuyện này không bình thường. Vân Khiếu Thiên nói, ta đi sắp xếp. Đại Hộ Pháp lập tức nói. Trong một không gian khác, lúc này phía chân trời có một cái bóng màu trắng xẹt qua. Chỉ trong nháy mắt có một đầu yêu thú màu trắng khổng lồ bay ngang qua. Trên lưng đầu yêu thú này còn có mấy đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi. Phù! Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí. Hai mắt mở ra, tinh quang trong mắt chợt lóe. Cảm nhận biến hóa trong cơ thể, tu vi đã gần được củng cố, linh lực và linh hồn lực ngưng thực không ít. Tu luyện vũ kỹ. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Trong tay nhanh chóng xuất hiện một khối ngọc giản. Trên khối ngọc giản này có một cỗ lực lượng thuộc tính phong không kém lan tràn ra. Đây chính là vũ kỹ địa cấp sơ giai thuộc tính phong hắn lấy được từ tay nhạc phụ Vân Khiếu Thiên. Vũ kỹ địa cấp sơ giai là thứ bất phàm. Vũ kỹ đạt tới cấp bậc địa cấp, hai chữ vô giá đã không đủ để hình dung được nữa. Nếu như ném ra bên ngoài, đủ để khiến cho mọi người tranh đoạt tới đầu rơi máu chảy. Nhìn khối ngọc giản này, Lục Lâm Thiên mỉm cười. Lấy được vũ kỹ địa cấp trên người nhạc phụ Vân Khiếu Thiên quả thực không phải là một chuyện dễ dàng. Lục Lâm Thiên cũng nhớ rõ Nam Thúc đã từng nói qua. Học có chọn lọc thì dễ tinh thông hơn. Câu này Lục Lâm Thiên cũng đã sớm suy nghĩ qua. Lời nói của Nam Thúc đương nhiên là đúng. Thế nhưng Lục Thiếu Du cũng có quyết định của mình. Tu luyện vũ kỹ các loại thuộc tính vô hình chung cũng làm tăng cường việc lĩnh ngộ thuộc tính cho hắn. Tốc độ tu luyện vũ kỹ và lĩnh ngộ thuộc tính của hắn vẫn luôn vượt quá dự đoán của Nam Thúc. Hơn nữa chuyện này Lục Thiếu Du cũng có chừng mực, cũng không tham nhiều mà không tinh. Lấy ra bộ vũ kỹ thuộc tính phong này Lục Lâm Thiên cũng đã từng suy nghĩ kỹ. Hiện tại lĩnh ngộ thuộc tính thổ của hắn đã vô cùng mạnh. Xếp thứ hai chính là thuộc tính hỏa. Hiện tại vũ kỹ địa cấp sơ giai tề thiên liệt địa chảo đã tu luyện có chút thành tựu, cho nên tu luyện vũ kỹ địa cấp sơ giai thuộc tính phong có lẽ không thành vấn đề nữa. Vốn Lục Lâm Thiên dự định trước tiên sẽ tu luyện vũ kỹ địa cấp sơ giai thuộc tính thổ trong huyền thiên bí cảnh, thế nhưng trên lưng thiên sĩ tuyết sư, tu luyện vũ kỹ thuộc tính phong là thích hợp nhất. Toàn bộ người thiên sĩ tuyết sư lúc này đều được bao phủ bởi một đám quy nác mang chói mắt. Trong quang mang có một cỗ khí tức thuộc tính phong phiêu giật lan tràn.
Bên trong cỗ khí tức thuộc tính phong này không ngờ lại có năng lượng thiên địa nhàn nhạt bị dẫn dắt tới. Một lát sau, quang mang mới được thu liễm lại, bầu trời cũng khôi phục lại bình thường. Loại động tĩnh này cũng kinh động Dương Quá đang tu luyện kiếm pháp thuộc tính thổ bên cạnh. Thế nhưng hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi mang theo sự kinh ngạc mà tiếp tục tu luyện kiếm pháp của mình. Trên phương diện tu luyện Dương Quá cực kỳ khắc khổ, chuyên tâm, điểm này Lục Lâm Thiên cũng đã sớm nhận ra. Quả thực rất hiếm thấy ai có thể tu luyện chăm chỉ như vậy. Lúc còn ở Vân Dương Tông, ngoại trừ thời gian ở cùng mẫu thân gia, Dương Quá đều đi tới Hậu Sơn mà tu luyện, tiến bộ cũng cực kỳ kinh người. Một lát sau, Lục Lâm Thiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc không ngớt, từ tin tức trong ngọc giản Lục Lâm Thiên mới biết được. Vũ khí địa cấp sơ giai thuộc tính phong này gọi là Tử Vong Phong Bạo. Uy lực của Tử Vong Phong Bạo này vô cùng bất phàm. Tu luyện tới đại thành đủ để bao phủ không gian, bộc phát ra uy lực cường hãn. Cho dù xé rách không gian cũng là chuyện bình thường, vũ khí này cực kỳ bá đạo, đặc biệt có lực sát thương quy mô lớn. Bắt đầu tu luyện. Nhìn mảnh núi non phía dưới, khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên mang theo chút tiêu ý. Trên phương diện thuộc tính phong, lĩnh ngộ của hắn so với thuộc tính hỏa mạnh hơn không ít. Hiện tại Tề Thiên Liệt Địa Chảo đã tu luyện thành công, Tử Vong Phong Bạo này có lẽ cũng có thể tu luyện thành công. Khẽ mỉm cười, đôi mắt nhắm lại, tâm thần chậm rãi lướt qua cỗ tin tức trong ngọc giản. Bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu phương pháp tu luyện Tử Vong Phong Bạo. Một lát sau, sau khi tỉ mỉ nghiên cứu phương pháp tu luyện, Lục Lâm Thiên mới mở hai mắt ra. Tử Vong Phong Bạo này không hổ là vũ khí địa cấp sơ giai, độ khó khi tu luyện không kém Tề Thiên Liệt Địa Chảo một chút nào. Cũng cần sự hiểu rõ năng lượng thuộc tính tới trình độ nhất định thì mới thôi động được vũ khí. Mà trước khi tu luyện còn cần đả thông không ít kinh mạch riêng trên cơ thể. Đối với chuyện này trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng rõ ràng. Tu luyện Tề Thiên Liệt Địa Chảo cũng như vậy. Tu luyện Tử Vong Phong Bạo sẽ không dễ dàng hơn chút nào. Vũ khí đạt tới cấp bậc như thế này, chỉ có hiểu rõ năng lượng thuộc tính tới trình độ nhất định thì mới có thể thôi động được vũ khí. Chân khí đơn thuần đã không đủ để thôi động vũ khí địa cấp. Tu luyện. Lục Lâm Thiên thì thào nói, vũ khí địa cấp nếu như dễ dàng tu luyện như vậy cũng không gọi là vũ khí địa cấp nữa. Mà cho dù khó hơn nữa, hắn cũng không tin mình không thể tu luyện thành công. Hơn nữa dù sao hắn cũng đã tu luyện thành công Tề Thiên Liệt Địa Chảo. Ngưng thần tĩnh khí, một lát sau Lục Lâm Thiên tiến vào trạng thái tu luyện. Sau khi tiến vào trạng thái tu luyện, tâm thần Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng khống chế chân khí đi đả thông một ít kinh mạch đặc thù trên cơ thể. Ngay khi một đám chân khí tiến vào trong một kinh mạch nhỏ, cảm giác bế tắc trong kinh mạch dùng tốc độ vô cùng thong thả biến mất. Chỉ sau một canh giờ trực tiếp bị đả thông, căn bản không có một chút khó khăn nào. Thậm chí còn không có bao nhiêu cảm giác. Đối với chuyện này Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Người khác muốn đả thông kinh mạch đặc thù chính là một việc vô cùng khó khăn. Cũng không phải người nào cũng có thể đả thông được, mà đả thông kinh mạch, loại cảm giác đau đớn này rất mạnh, đủ để khiến cho người bình thường không thể thừa nhận được. Thậm chí rất nhiều người cũng vì nó mà dừng lại, coi như có vũ khí địa cấp cũng không thể tu luyện. Nghi hoặc một lát. Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể quy kết cho việc mình có bất diệt huyền thể. Thân thể hắn hiện tại đã cường hãn tới mức biến thái cho nên đả thông kinh mạch đối với hắn mà nói, có lẽ không có một chút khó khăn nào. Muốn chỗ nào thông thì trực tiếp có thể đả thông được. Chân khí lập tức vận chuyển, Lục Lâm Thiên tiếp tục đả thông những kinh mạch đặc thù khác trong cơ thể. Kết quả cũng như vậy, trực tiếp bị đả thông, căn bản không có một chút khó khăn nào. Chính thức tu luyện. Sau khi đả thông tất cả kinh mạch cần thiết, Lục Lâm Thiên mở hai mắt ra, tinh quang trong mắt bắn ra. Cánh tay đánh ra một đạo thủ ấn huyền ảo. Trước thủ ấn, lúc này có một cỗ năng lượng thuộc tính phong trong không gian rung động. Lúc thủ ấn được kết, trong không trung có một cỗ năng lượng hội tụ tạo thành vòng xoáy. Vòng xoáy này chỉ vừa mới bắt đầu thì lập tức tán loạn, không thể ngưng tụ thành hình. Mà sắc mặt Lục Lâm Thiên cũng tái nhợt. Tu luyện vũ khí cấp độ này Lục Lâm Thiên cũng đoán sẽ tốn một khoảng thời gian không ngắn. Từng đạo thủ ấn được kết, cứ như vậy một lần lại một lần. Lục Lâm Thiên chìm đắm trong tu luyện trên bầu trời. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, thân thể nho nhỏ của Tiểu Long được một vòng quang cháo màu vàng bao phủ. Mà trên thân thể của Lục Tâm Đồng được một vòng quang cháo nửa trắng nửa đen bao phủ, vô cùng quỷ dị. Tất cả đều đang trong trạng thái tu luyện, khí tức chậm rãi được tăng cường.
Dương Quá vẫn tu luyện kiếm pháp. Loại kiếm pháp này vô cùng quỷ dị. Mỗi một đạo kiếm quang được đánh ra, động tác không hề phức tạp một chút nào mà cực kỳ đơn giản. Thế nhưng nhìn vào lại khiến cho tim người khác đập nhanh, có cảm giác Dương Quá đã đạt tới cảnh giới từ phức tạp biến thành đơn giản. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Thiên Sĩ Tuyết Sư dựa theo phương hướng từ trước phi hành tới một hải vực vô biên. Trên bầu trời xanh thẳm có một đạo lưu quang màu trắng nhanh như thiểm điện xẹt qua. Trong một quần sơn liên miên, có không ít kiến trúc mênh mông không thấy điểm dừng. Trên quần sơn tràn ngập một màu xanh ngát, toát ra sinh cơ bừng bừng. Một sân rộng nguy nga hiện lên trên quần sơn, mà trước sân rộng có một thanh trường kiếm bằng đá dựng đó, ước chừng cao nghìn thước. Rộng vài trăm thước, từ xa nhìn lại giống như một cự nhân to lớn trong thiên địa, khiến cho người ta có cảm giác nguy nga, đồ sộ. Thanh trường kiếm bằng đá này chỉ thẳng trời cao, trên thân kiếm có khắc mấy chữ như rồng bay phượng múa thiên kiếm môn. Chữ cứng cáp có lực mang theo khí tức cổ xưa, cùng với khí phách sắc bén. Trong phạm vi của thiên kiếm môn, trong chỗ sâu trong quần sơn có một ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi này cao vê upsilon t trong mây, cây cối chung quanh tùm, vách núi cao vời vợi. Mà chung quanh chỉ có ngọn núi này cô độc sừng sững, nhìn qua vô cùng bất thường. Nhìn ngọn núi này, chung quanh có không ít cây cối bao phủ, trên núi còn có một thác nước từ trên chảy xuống. Mây mù lượn lờ chung quanh, giống như tiên cảnh vậy. Ngọn núi này mây mù lượn lờ, bề mặt nhấp nhô, mà quan trọng nhất là trên ngọn núi này có không ít lợi kiếm. Từ chân núi tới đỉnh núi, trong khe đá cắm vô số kiếm, kiếm quang bắn ra bốn phía, khí thế sắc bén tràn ngập chung quanh. Thế cho nên chu vi chung quanh không có một cành cây ngọn cỏ nào. Vạn vật không có, cũng chỉ có ngọn núi này đột ngột hiện lên mà thôi. Ngọn núi khổng lồ cùng với lợi kiếm như hòa thành một thể. Giống như một con rồng bằng kiếm xoay quanh ngọn núi, khí thế tràn ngập không gian khiến cho người tới gần trong lòng không khỏi run lên. Tim đập cũng nhanh hơn vài phần. Lúc này trước ngọn núi này có mấy đạo thân ảnh đang đứng. Người đứng đầu khí thế bất phàm, chính là trưởng môn thiên kiếm môn Cổ Kiếm Phong. Chu vi chung quanh còn có Cổ Phong trưởng lão và mấy cường giả khác của thiên kiếm môn. Mà lúc này trước mặt Cổ Kiếm Phong cũng có một nữ nhân. Nữ tử này mặc một bộ y phục rộng thùng thình, dùng dây lưng thắt thành một bông hoa. Nhìn qua vô cùng thanh nhã, vóc người cao gầy, mang theo một chút cảm giác lạnh lùng. Đây chính là đệ tử Nguyên Nhược Lan mà Cổ Kiếm Phong vô cùng đắc ý. Nhược Lan, con cần phải nghĩ kỹ. Mấy nghìn năm qua trong thiên kiếm môn chưa từng có ai có thể tu luyện thành ma kiếm. Mấy nghìn năm qua cũng có không ít người thiên tư chắc tuyệt muốn luyện thành ma kiếm. Thế nhưng chưa từng có ai thành công. Con rất định phải hiểu rõ điều này. Lúc này vết nhăn trên khuôn mặt già nua của Cổ Kiếm Phong nhúc nhích, mở miệng hỏi Nguyên Nhược Lan. Cổ Phong trưởng lão, con đã quyết định rồi. Nguyên Nhược Lan nói, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía trước có chút lạnh lẽo. Mấy tháng qua nàng đã suy nghĩ kỹ càng, thiên phú nàng cao tới đâu thì làm sao, cũng không có thiên phú như vũ giả ngũ hệ, linh vũ song tu. Nàng chỉ có một lựa chọn, đó chính là tu luyện thành công ma kiếm của lão tổ mới có thể so sánh với hắn. Nhược Lan, con cần suy nghĩ cho kỹ, tuy rằng vi sư cũng hy vọng con luyện thành ma kiếm. Đến lúc đó thiên kiếm môn chúng ta sẽ nở mày nở mặt. Vi sư cũng phải nhắc nhở con một việc, muốn tu luyện thành ma kiếm trước tiên phải lấy thân nhập ma thì mới có thể tu luyện được. Thế nhưng vạn nhất thất bại, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma. Nặng thì trực tiếp chết đi. Mấy nghìn năm qua không ít đệ tử thiên tư chắc tuyệt cuối cùng hơn phân nửa đều biến thành một bãi máu trong ma kiếm chỉ ở kiếm chủng. Những người còn lại đều thành người điên, thần trí thất thường, cho nên muốn thành ma tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Cổ Kiếm Phong nghiêm túc nói với Nguyên Nhược Lan. Sư phụ, đệ tử đã quyết, người mở kiếm chủng ra đi, con muốn lấy thân thành ma, gọi ra ma kiếm. Nguyên Nhược Lan nhíu mày rồi nói. Được rồi. Cổ Kiếm Phong khẽ thở dài, lập tức mở miệng nói. Mở ra kiếm chủng đi. Ầm ầm. Toàn bộ ngọn núi tức thì run lên, mặt đất rung chuyển, đồng thời lợi kiếm trên ngọn núi cũng rung động, tạo thành tiếng kiếm minh đinh tai nhức óc quanh quẩn trên không trung. Đám yêu thú ở những ngọn núi chung quanh liên tục phát ra những tiếng kêu kinh hoàng. Khí thế sắc bén tràn ra bên ngoài. Đột nhiên cả ngọn núi vạn kiếm tề phi, kiếm ảnh rậm rạp lao ra khỏi ngọn núi rồi tạo thành vòng xoáy xoay tròn chung quanh ngọn núi. Kiếm khí bàng bạc xé rách không gian, cả không gian run rẩy.
Trong vạn kiếm tể phi có một thông đạo lớn xuất hiện trên ngọn núi, khí thế kinh người tràn ngập thiên địa. Lục Lâm Thiên, ta nhất định sẽ không thua ngươi. Lấy thân nhập ma, chờ sau khi ta gọi ra ma kiếm chính là lúc không còn thua kém ngươi. Một ngày nào đó ngươi sẽ phải nhìn ta. Nhìn thông đạo trước mắt, ánh mắt Nguyên Nhược Lan trầm xuống, lập tức thả người nhảy vào. Trong nháy mắt thân thể biến mất trong thông đạo. Siêu siêu. Vạn kiếm quay về, tiếng ông ông rung động lại lần nữa vang lên. Tất cả bình tĩnh trở lại, nhìn kiếm phong khổng lồ, cổ kiếm phong khẽ thở dài rồi nói. Chúng ta trở về đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, sự hỗn loạn trong cổ vực rốt cuộc cũng bình lặng lại. Thế nhưng sóng ngầm ba động thì không ngừng diễn ra. Sau khi hành động như sấm sét của Phi Linh Môn chấm dứt thì toàn bộ địa bàn vốn là của các thế lực nhất lưu trong cổ vực hiện tại đều trở thành vật trong tay Phi Linh Môn. Tục ngữ nói giang sơn rộng khó thủ, hiện tại tất cả những người đứng đầu trong Phi Linh Môn đều bận tới mức không thở nổi. Chuyện to chuyện nhỏ cũng không ít, bận tới mức đầu óc choáng váng. Đương nhiên, đám người Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Khoái Kiếm Vương, Linh Vũ Song Quái, Tả Thiên Khung đã sớm bế quan tu luyện vũ kỹ và linh kỹ. Hơn nữa lại thêm bồi dưỡng của Phi Linh Môn hiện tại. Tu vi của bọn họ so với trước đây tiến bộ vô cùng nhanh, hoàn toàn không thể so sánh được với nhau. Mà người bận nhất đại bộ phận đều là người của Lục Đường. Tất cả những người Lục Đường không chỉ bận bịu mà còn cần phải phân thời gian ra tu luyện vũ kỹ, dung hợp vũ linh khí. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, tất cả đã bắt đầu đi vào quỹ đạo. Dù sao hiện tại danh tiếng và thực lực của Phi Linh còn đó, cũng không có bao nhiêu phiền phức. Trong Kim Đường, việc ngược lại vô cùng nhiều. Kim Đường nắm giữ mạch máu kinh tế của Phi Linh Môn. Còn có đan dược tiêu thụ, trong những thành trấn lớn nhỏ đều đặt phân điếm. Đây đều là sắp xếp của Lục Lâm Thiên và Lưu Nhất Thủ khi trước, hiện tại đã bắt đầu có tác dụng. Mà dưới sự gia nhập của Hoàng Đan, ngay từ đầu hai người Lưu Nhất Thủ và Lục Tiểu Bạch chỉ coi Hoàng Đan cho có lệ mà thôi. Tuy rằng lễ phép có thừa, thế nhưng cũng không nghĩ Hoàng Đan có thể giúp bọn hắn thứ gì cho nên chỉ tìm một ít chuyện đơn giản cho Hoàng Đan làm. Mà Hoàng Đan là ai? Là người đã từng lăn lộn nhiều năm trong nơi hỗn loạn như thành Cự Giang, đương nhiên biết tâm tư của hai người Lưu Nhất Thủ, Lục Tiểu Bạch. Thế nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ nói rõ từng chuyện với hai người Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ mà thôi. Ngoài ra, tốc độ và năng lực của nàng còn vượt quá sự tưởng tượng của hai người Lục Tiểu Bạch. Theo thời gian trôi qua, hai người Lục Tiểu Bạch Lưu Nhất Thủ đã giao không ít chuyện lớn nhỏ cho Hoàng Đan. Tới lúc này tài năng của Hoàng Đan mới được phát huy triệt để khiến cho Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ âm thầm kinh ngạc không thôi. Thảo nào trưởng môn lại kéo nữ nhân này vào Kim Đường. Nữ nhân này quả thực không hề đơn giản chút nào. Hai người Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ cũng không phải là người đố kỵ tài năng của người khác. Bằng vào thân phận và địa vị của họ trong Phi Linh Môn hiện tại, lại thêm quan hệ với trưởng môn căn bản không cần phải đố kỵ, mà cơn bản bọn họ cũng không dám như vậy. Cho nên không bao lâu sau, Hoàng Đan đã trở thành người đứng đầu thứ ba trong Kim Đường. Dưới sự nỗ lực và phối hợp của ba người, chuyện trong Kim Đường đều được xử lý thích đáng khiến cho mấy đường khác âm thầm cảm thán. Người phụ trách các đường khác cũng đã bắt đầu tiếp nhận Hoàng Đan như một thành viên trong Phi Linh Môn. Tất cả bắt đầu đi vào quỹ đạo, thế nhưng lúc này hai người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh lại là hai người mệt nhất. Mỗi một lần Lục Lâm Thiên phủi tay làm trưởng quầy thì gánh nặng trong Phi Linh Môn lại rơi vào trên đầu bọn họ. Trước đây bọn họ thấy bản thân mình còn có thể thừa nhận được. Thế nhưng Phi Linh Môn càng lúc càng lớn khiến cho bọn họ có cảm giác lực bất tòng tâm. Trong đình viện phía sau núi, lúc này đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, còn có quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, Diệp Mỹ, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Khấu Phi Yến, An Cát Tú Na, Khoái Kiếm Vương đều có mặt. Phó trưởng môn truyền đến tin tức, Triệu gia. Đã sắp xếp người trên trấn Hoa Môn của chúng ta, trưởng môn muốn chúng ta mau chóng hành động. Diệp Phi nói với Khấu Phi Yến. Khấu Phi Yến hiện tại tốt xấu gì cũng là phó trưởng môn, trong lòng mọi người tuy rằng chỉ nhận thức Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Thế nhưng ngoài mặt vẫn phải làm cho có. Huống chi trước khi Lục Lâm Thiên rời đi cũng đã nói qua. Đám người Khấu Phi Yến gia nhập Phi Linh Môn thì chính là người Phi Linh Môn, phải đối xử bình đẳng. Ngụ ý là muốn mọi người không nên có tâm lý bài xích, đương nhiên mọi người cũng hiểu rõ ý tứ của Lục Lâm Thiên. Đông Cung Phụng, Bạch Cung Phụng, hai vị thấy thế nào?
Khấu Phi Yến nhíu mày rồi lập tức hỏi Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Trong lòng nàng cũng hiểu rõ, bản thân mình muốn gia nhập vào Phi Linh Môn cũng không thể nào nhanh được như vậy. Mà nếu muốn chân chính dung nhập vào Phi Linh Môn thì cũng chỉ có thể bắt đầu từ hai người Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh này. Chỉ khi nào hai người này chấp nhận vị phó trưởng môn như nàng thì những người khác mới có thể chấp nhận. Phó trưởng môn cứ quyết định là được rồi. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói, ngụ ý chính là bản thân mình cũng không có ý kiến. Khấu Phi Yến thân là phó trưởng môn, chút mặt mũi ấy nàng vẫn phải cấp cho. Huống chi sau lưng Khấu Phi Yến này còn có một Hổ Viêm Thiên Vương. Đối với nỗi khổ tâm trong lòng Lục Lâm Thiên, nàng và Đông Vô Mệnh đương nhiên hiểu rõ, cho nên cũng biết nên làm như thế nào. Được rồi, vậy thì chuyện lần này giao cho An Cát trưởng lão và Khoái Kiếm Vương. Ý của trưởng môn chính là giết không tha, một người cũng không được tha. Vâng, Khoái Kiếm Vương, An Cát Tú Na gật đầu đáp. Phó trưởng môn, ám đường còn nhận được tin tức, gần đây Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Lan Sơn Trang đã tập kết không ít người trên địa bàn chung quanh Phi Linh Môn ta. Thỉnh thoảng dở cho Upsilon Phi Linh Môn, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Diệp Mỹ mở miệng nói. Khấu Phi Yến nhíu mày. Vốn đám người Hóa Vũ Tông cùng các sơn môn khác cũng từng liên hệ với Bách Linh Tông các nàng đối phó với Phi Linh Môn cho nên nàng cũng hiểu rõ. Có một số việc không cần nói cũng hiểu. Đám người Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang kia sợ rằng sẽ không cho phép Phi Linh Môn tiếp tục phát triển. Phi Linh Môn phát triển tới bây giờ đã là cực hạn mà bọn hắn có thể tiếp nhận. Trưởng môn đã từng nói qua, chúng ta không thể có tranh chấp với ba môn phái này. Vạn nhất tạo thành ma sát lớn, ba môn phái này có lẽ sẽ nhân cơ hội nháo sự với chúng ta. Khấu Phi Yến nhíu mày rồi nói. Nhưng mà nếu như chúng ta nhân nhượng thì ba môn phái này sẽ được một tấc tiến thêm một thước. Đây cũng không phải là biện pháp tốt, ta có ý kiến thế này, mọi người thử nghĩ xem có được không. Chúng ta phái yêu thú của yêu đường tới biên cảnh, nếu như ba môn phái này được một tấc lại tiến thêm một bước mà nói, chúng ta vừa vặn dùng yêu thú của yêu đường ngăn cản. Đến lúc đó cho dù gặp chuyện không may Phi Linh Môn ta cũng có thể chối bỏ. Nói xong, Khấu Phi Yến nhìn về phía mọi người. Biện pháp này của phó trưởng môn không tồi, ta thấy như vậy cũng tốt. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh do dự một lát rồi nói. Ta thấy cũng không tồi. Đông Vô Mệnh nói. Ta thấy cũng được, để yêu đường chúng ta tới giáo huấn bọn chúng một lần. Bọn chúng tưởng Phi Linh Môn chúng ta dễ bắt nạt sao? Thiên Độc Yêu Long nói. Nếu đã như vậy chuyện này giao cho ba vị đường chủ của yêu đường. Khấu Phi Yến nói xong lập tức nhìn qua Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh rồi nói. Nếu như Đông Cung Phụng có thể luyện chế một ít độc đan giao cho đệ tử ở biên cảnh thì có lẽ cũng có thể tạo ra hiệu quả kinh sợ đối phương. Độc của Đông Cung Phụng ta tin không có mấy người dám đơn giản động vào. Không sai, không sai. Vậy thì ta sẽ luyện chế nhiều độc đan hơn một chút, để cho bọn chúng thưởng thức sự lợi hại của độc đan. Đông Vô Mệnh mỉm cười nói. Trong hải vực vô biên. Trên không trung, thiên sĩ tuyết sư thả người phi hành. Thân thể cao lớn thỉnh thoảng xuyên qua từng tầng mây. Hai cánh rung động, không gian khẽ vặn vẹo. Không khí gào thét tạo ra tiếng xé gió trầm thấp. Tốc độ cùng khí thế như vậy yêu thú thất giai bình thường tuyệt đối không thể so sánh được. Lúc này Lục Lâm Thiên không tiếp tục tu luyện Tử Vong Phong Bạo mà đang khoanh chân ngồi trên lưng thiên sĩ tuyết sư. Không khí thổi qua thế nhưng trên người lại không có một chút dị động nào. Y phục chỉ khẽ động. Quanh thân được một vòng quang cháo vô hình bao phủ. Lục Lâm Thiên nhắm hai mắt lại, tâm thần chìm đắm trong việc lĩnh ngộ thuộc tính phong. Quanh thân tràn ngập khí tức thuộc tính phong. Trong không gian lúc này có một cỗ năng lượng thuộc tính phong quay chung quanh Lục Lâm Thiên. Cứ như vậy trong lúc lĩnh ngộ Lục Thiếu Du tiến vào một trạng thái huyền diệu. Tu luyện Tử Vong Phong Bạo một đoạn thời gian cũng tiêu hao không nhỏ, khi tiêu hao hầu như không còn Lục Lâm Thiên lập tức lĩnh ngộ thuộc tính. Lĩnh ngộ thuộc tính phong càng mạnh vô hình chung sẽ khiến cho việc tu luyện Tử Vong Phong Bạo dễ dàng hơn rất nhiều. Trong con đường dài dằng dặc, Lục Lâm Thiên chìm đắm trong việc lĩnh ngộ lại hồn nhiên không để ý rằng, trong lúc lĩnh ngộ thuộc tính thời gian trôi qua rất nhanh. Bằng không lộ trình 3 tháng này tịch mịch tới chết. Theo sự lĩnh ngộ, Lục Lâm Thiên nhắm mắt ngưng thần, quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang cháo vô hình. Vòng quang cháo này càng ngày càng trở nên chói mắt, không khó có thể cảm giác ra. Năng lượng thuộc tính phong chung quanh cũng đã bàng bạc hơn không ít. Trên hải vực rộng lớn,
phía trước rốt cuộc cũng xuất hiện một hải đảo liên miên, đảo nhỏ chung quanh kéo dài hội tụ tạo thành một đám hải đảo nhỏ trong hải vực rộng lớn. Phanh phanh! Trên ngoài khơi yên tĩnh lúc này đột nhiên truyền đến thanh âm bạo liệt. Siêu! Trong bầu trời, trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Lâm Thiên đem thủ ấn thu lại, khí tức thu liễm. Hai mắt mở ra, tinh quang trong mắt chợt lóe. Ánh mắt nhìn vào đám hải đảo phía dưới. Lão đại, phía dưới có động tĩnh, nhân số không ít. Tiểu Long cũng giật mình tỉnh lại, ánh mắt chăm chú nhìn xuống phía Duos. Lúc này trên hải vực có mấy cái thuyền lớn to chừng 500 thước. Cao mấy chục thước, trên thuyền có mấy cột buồm lớn, cao to giống như là trụ chọc trời vậy. Nhìn đám thuyền lớn này, Lục Lâm Thiên không có một chút ngạc nhiên nào. Đám thuyền này so với những chiếc hàng không mẫu hạm kiếp trước có chút giống nhau. Cũng được đúc từ sắt thép, khí thế bất phàm. Phanh phanh, thanh âm trầm thấp bạo liệt không ngừng vang lên. Lúc này phía dưới có mấy trăm người đang hỗn chiến. Trong tâm thần của Lục Lâm Thiên, trong mấy trăm người này thực lực mạnh nhất cũng chỉ là ba vũ tướng. Vũ phách cũng chỉ có hơn chục người. Từ cách ăn mặc có thể thấy được, hẳn là người của hai cỗ thế lực đang sống mái với nhau. Loại chuyện này Lục Lâm Thiên đương nhiên không để ý tới. Mỗi ngày ở đây cũng không biết sẽ có bao nhiêu chuyện giống như thế này xảy ra. Chúng ta xuống phía dưới nghỉ ngơi nửa ngày. Lục Lâm Thiên nhìn một hải đảo nhỏ cách đó không xa rồi nói. Hải đảo này cũng coi như là phồn hoa. Trong đảo nhỏ còn có không ít bến cảng, không ngờ cũng có không ít đội thuyền lớn neo đậu, cùng với dòng người đông đúc tới lui liên tục. Lúc này thiên sĩ tuyết sư cũng đã phi hành được 20 ngày, tiêu hao không ít, phải nghỉ ngơi mới được. Phía trước vừa vặn dùng làm nơi đặt chân cũng không tồi. Trong hải vực vô biên này muốn tìm một nơi đặt chân quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Khi thiên sĩ tuyết sư đi tới gần hòn đảo nhỏ này thì Lục Lâm Thiên mới nhìn rõ được hòn đảo. Trên đảo nhỏ có không ít rừng cây xanh ngát, bên trong cũng không ít kiến trúc. Trong đó có một tòa kiến trúc lớn nhất, trên đường có không ít người qua lại, dường như cũng cực kỳ phồn hoa. Loại đảo nhỏ như thế này dọc đường đi Lục Lâm Thiên cũng đã gặp không ít. Nó không thuộc về bất kỳ thế lực lớn nào. Trên cơ bản trên đảo nhỏ này ai có bản lĩnh thì làm chủ, trình độ hỗn loạn không cần nói tới. Loại hỗn loạn này Lục Lâm Thiên cũng không cần để ý. Sau khi phân phó thiên sĩ tuyết sư nghỉ ngơi ở ngọn núi gần đó, Lục Thiếu Du và Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Dương Quá, bốn người tiến vào trong hòn đảo nhỏ. Lúc này Tiểu Long cũng hóa thành hình người, dáng vẻ khả ái khiến cho người khác nhìn qua không thể tưởng tượng tới bản thể của nó. Diện tích được sử dụng trên đảo nhỏ này cũng không ít. Kiến trúc liên miên, đường đi ngang dọc, dòng người cũng ngược xuôi. Lục Lâm Thiên đánh giá, có lẽ đại bộ phận đều là thương nhân qua đây. Từ tin tức trong miệng người đi được mà Lục Lâm Thiên biết được, khoảng cách từ nơi này tới thành Ma Vân Đông Hải và cổ vực rất xa thế nhưng cũng không thể cản trở kinh thương giữa hai khu vực này. Dọc đường đi Lục Thiếu Du cũng thấy dược không ít yêu thú phi hành, trên lưng đều có thân ảnh thương nhân. Bốn người đi dạo một phen. Cảnh sắc trên hòn đảo này cũng không tồi. Chung quanh còn có không ít cửa hàng, hàng hóa bày bán trên đường. Đâu đâu cũng có trang sức do san hô dưới biển tạo thành. Lục Tâm Đồng nhìn thấy cũng mua không ít, dường như là mua cho cả mấy vị tẩu tử của nàng vậy. Trên đảo nhỏ cũng có không ít vật liên quan tới tu luyện. Cửa hàng đan dược, vũ khí, binh khí đều có. Thế nhưng cấp bậc cũng không cao, đan dược tới ngũ phẩm đã là cực hạn. Đi dạo một phen, Tiểu Long và Lục Tâm Đồng không nhịn được mà kéo mọi người đi vào một căn tửu lâu. Bên trong cũng đã có rất nhiều thực khách, nhìn trang phục thì thấy bên trong có đủ hạng người. Nhìn thấy đám người Lục Lâm Thiên tiến vào, không ít người lập tức nhìn về phía Lục Tâm Đồng. Tiểu nữ này càng ngày càng mê người, lại thêm dáng vẻ thanh thuần khiến cho đi tới đâu cũng hấp dẫn ánh mắt soi mói. Bốn người đi vào lập tức có tiểu nhị chạy tới dẫn đường. Ca ca, chúng ta ngồi đây đi. Lục Tâm Đồng đi tới một cái bàn có vị trí không tồi rồi nói. Cái bàn này được đặt ở một nơi ưu nhã, diện tích cũng lớn, dường như không giống với chung quanh. Lại có thể nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy bãi biển rộng lớn phía xa. Tiểu thư, đây là nơi mà Hoàng thiếu gia bao quanh năm. Tiểu thư nên đổi một chỗ ngồi khác đi. Nhìn thấy Lục Tâm Đồng ngồi vào cái bàn này, sắc mặt tiểu nhị kia lập tức đại biến rồi vội vã nói. Ta thích ngồi chỗ này. Không đổi. Lục Tâm Đồng mở miệng nói. Nơi này có thể nhìn ra bãi biển bên ngoài khiến cho nàng vô cùng hưng phấn và vui vẻ, cho nên không để ý tới lời của tiểu nhị kia.
Ta cũng thích ngồi đây. Lão đại, chúng ta ngồi nơi này đi. Tiểu Long cũng đi tới. Đại ca, chúng ta ngồi đây được không? Lục Lâm Thiên quay sang hỏi Dương Quá. Có lẽ chỗ này đã được một thiếu gia tiểu thế lực nào đó bao trọn. Mà tiểu thế lực trên đảo nhỏ này có lẽ còn chưa tới mức hắn không thể trêu vào. Lục Lâm Thiên lập tức quay đầu nói với tiểu nhị. Chúng ta sẽ ngồi ở đây. Ngươi lập tức đem tất cả các món ngon nhất của tửu điểm lên đây. Lại thêm mấy bình rượu ngon. Những chuyện khác ngươi không cần phải xen ào. Đây là phần thưởng của ngươi. Lục Lâm Thiên nói xong, lập tức đem 20 kim tệ ném cho tiểu nhị đang lo lắng đứng ở bên. Ngồi chỗ này hay không đối với Lục Lâm Thiên mà nói cũng không quan trọng, thế nhưng Tâm Đồng và Tiểu Long thích cho nên Lục Thiếu Du lập tức chọn chỗ này. Tốt, mấy vị chờ lát. Tiểu nhị này vốn còn muốn nói gì đó, thế nhưng nhìn thấy Lục Lâm Thiên tung ra 20 kim tệ khiến cho hắn do dự một chút rồi lui xuống. 20 kim tệ không phải là ít, còn chưa ai thưởng qua hắn lớn như vậy. Số kim tệ này tương đương với mấy tháng tiền công của hắn. Bốn người ngồi vào chỗ của mình, Lục Lâm Thiên nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Phong cảnh hòn đảo nhỏ này quả thực khá đẹp, cũng không bao lâu sau, tiểu nhị lục tục bưng lên những món ngon của quán. Tiểu Long và Lục Tâm Đồng không chút khách khí tiêu diệt thức ăn. Lục Lâm Thiên và Dương Quá nhìn thấy hai người như vậy cũng không tránh khỏi bị mê hoặc mà bắt đầu thưởng thức. Quả thực không tồi. Tiểu Long cảm khái nói. Khục. Ngay khi bốn người đang vui vẻ ăn uống thì một tiếng ho khan vang lên. Có mấy đạo thân ảnh đang đi tới. Một người dáng vẻ người hầu chừng 25-26 tuổi cùng với một thanh niên đứng trước mặt đám người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên quay đầu lại. Trước mặt bọn hắn lúc này tổng cộng có 6 người. Ngoại trừ người giống như người hầu và thanh niên kia ra còn có hai đại hán tuổi chừng 40, hai người này đều có tu vi vũ phách. Ba người này trong lúc vô hình đều quay chung quanh một nam hai nữ kia. Một nam hai nữ này, nam toàn thân mặc cẩm bào, tuổi chừng 25-26, dáng dấp cao giáo. Nhưng thân hình gầy gò, bộ dáng vừa nhìn là biết do tửu sắc quá độ. Mà đôi tay thanh niên này đang ôm hai nữ tử xinh đẹp. Hai tay đang không kiêng nể gì mà vuốt ve lấy mông hai nàng. Bốn người các ngươi có biết nơi này là của Hoàng thiếu gia chúng ta bao rồi hay không? Không ngờ lại dám ngồi xuống, các ngươi không muốn sống sao? Nhìn thấy bốn người Lục Lâm Thiên không có phản ứng, gã người hầu kia lập tức quát ầm lên. Một gã người hầu cũng kiêu ngạo không ngớt đủ để thấy được bình thường tên này hoành hành ngang ngược ra sao. Hoàng thiếu gia, xin thiếu gia lượng thứ. Bốn người ngày không biết quy củ, tiểu nhân lập tức bảo bốn người nhường chỗ cho thiếu gia. Tiểu nhị có chút kinh hoàng, dường như đối với người này cực kỳ kiêng kỵ, hắn nhanh chóng đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên rồi nói. Mấy vị đi nhanh đi, phần tiền này tiểu điếm không lấy, các ngươi đi nhanh đi. Tiểu nhị, bảo bọn hắn cút đi, nếu như làm ảnh hưởng tới chúng ta, bọn hắn sẽ phải hối hận. Lục Lâm Thiên cũng không khách khí. Loại người như thế này đương nhiên hắn cũng không đặt vào trong lòng. Bốn người nhanh đi đi, các người. Tiểu nhị này vừa rồi nhận được không ít tiền từ trong tay bốn người cho nên mới mạo hiểm tiến lên bảo bốn người rời đi. Hoàng thiếu gia này không phải là người bình thường. Giết người như ma, cũng không nương tay chút nào. Mà mấy người này thoạt nhìn giống như thiếu gia tiểu thư rảnh rỗi, hắn không muốn nhìn bốn người này bị hoàng thiếu gia kia giết. Ai ngờ bốn người này lại không hiểu cho nỗi khổ tâm của hắn. Tiểu nhị còn chưa nói xong thì vai bị nắm lấy lôi về phía sau. Sau đó bị ném xuống mặt đất. Ồ, tiểu muội muội này không tồi. Tên nàng là gì, không bằng đi theo bản thiếu gia uống một chén. Người đẩy tiểu nhị ra chính là thanh niên mặc hoa phục kia. Nhìn thấy Lục Tâm Đồng, hai mắt thanh niên mặc hoa phục tỏa sáng, nhanh chóng buông hai nữ tử xinh đẹp bên cạnh ra. Hai nàng kia tuy rằng có chút tư sắc, thế nhưng so với Lục Tâm Đồng mà nói. Căn bản không thể so sánh. Tuy rằng hoa màu gà cũng đẹp thế nhưng sao có thể so sánh với hoa sơn trà. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hai nữ tử xinh đẹp kia bị thanh niên hoa phục đẩy ra, khuôn mặt có chút hờn giận, hung hăng nhìn Lục Tâm Đồng. Lúc này toàn bộ tử lâu có không ít người nhìn vào, ánh mắt có chút bất đắc dĩ và than thở. Thực lực của hoàng gia này trên hoàng nham đảo quá lớn, hoàng thiếu gia này quá háo sắc. Tất cả nữ nhân bị hắn coi trọng trên đảo này đều không thoát khỏi độc thủ của hắn. Lại một thiếu nữ sắp bị trà đạp rồi. Quả thực là hoa tươi cắm vào bãi phân châu mà. Đáng tiếc a, lá gan của mấy người bên ngoài này quá lớn.
thế nhưng bọn họ cũng không gặp may chút nào. Mấy người bên ngoài thấp giọng nghị luận, không dám để cho đám người hoàng gia kia nghe thấy. Nếu như thực sự bị nghe thấy, gã người hầu kia sẽ lập tức quay lại trừng mắt khiến cho không ít người cúi đầu, không dám chọc phải phiền phức. Ngươi muốn ta uống rượu cùng ngươi sao? Chén rượu này ngươi uống trước đi. Lục Tâm Đồng nhìn thanh niên hoa phục, trong mắt có chút chán ghét. Sau đó lập tức mỉm cười, đem một chén rượu trên bàn đưa cho thanh niên mặc hoa phục. Mỹ nhân muốn ta uống, đừng nói là rượu, cho dù là nước rửa chân ta cũng sẽ không do dự mà uống. Nhìn thấy mỹ nhân trước mặt cười, thanh niên mặc hoa phục này giống như hồn lìa khỏi xác, lập tức đưa tay nhận chén rượu. Thanh niên mặc hoa phục này vốn muốn thừa cơ chiếm tiện nghi của Lục Tâm Đồng, không ngờ Lục Tâm Đồng nhanh như thiểm điện rút bàn tay về. Mà chén rượu kia cũng yên ổn nằm trên tay thanh niên mặc hoa phục. Thanh niên mặc hoa phục cũng không để ý nhiều, liền uống chén rượu trong tay, khóe miệng mỉm cười nói. Mỹ nhân, hiện tại ta có thể ngồi được chưa? Nếu như ngươi còn có thể ngồi được vậy thì cứ tự nhiên. Lục Tâm Đồng mỉm cười nói. Đương nhiên ta. Thanh niên hoa phục còn muốn nói gì đó, thế nhưng lời còn chưa dứt sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, hai tay ôm bụng, khuôn mặt đỏ bừng. Dù sao bản thân hắn cũng là vũ phách tam trọng cho nên lập tức biết được chuyện gì xảy ra, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Lục Tâm Đồng rồi nói. Ngươi dám hạ độc. Mà lúc này thanh niên hoa phục còn chưa dứt lời, trong nháy mắt từ trong yết hầu xuất hiện ấu trùng nhỏ. Con ấu trùng này vô cùng dữ tợn, đáng sợ, mang theo thịt nát và máu loãng từ trong khóe miệng thanh niên mặc hoa phục tràn ra. Không phải ta hạ độc à, dù sao cũng là tự mình ngươi uống vào, không có chút quan hệ nào với ta cả. Lục Tâm Đồng vỗ tay, lạnh nhạt nhìn vẻ mặt dữ tợn của thanh niên mặc hoa phục kia. À, thanh niên mặc hoa phục kia tức thì kêu lên một tiếng thảm thiết. Trong yết hầu ngày càng nhiều ấu trùng dữ tợn chui ra ngoài. Máu tươi không ngừng tràn ra. À, hai nữ tử xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào Lục Tâm Đồng, lúc này nhìn thấy bộ dáng của thanh niên mặc hoa phục kia lập tức hét ầm lên. Mà đám người trong tửu lâu nhìn thấy cảnh tượng này tức thì đứng dậy, miệng ồ lên. Các ngươi đã làm gì với thiếu gia nhà chúng ta? Các ngươi muốn chết sao? Nhìn thấy dáng vẻ kinh khủng của thiếu gia nhà Minh, gã người hầu kia vô cùng kinh ngạc, tức giận nhìn bốn người Lục Lâm Thiên rồi nói. Nhanh giao giải dược ra, bằng không các ngươi đừng mong rời khỏi Hoàng Nham Đảo. Hai trung niên tu vi vũ phách kia lập tức đi tới trước mặt đám người Lục Lâm Thiên, vây bốn người lại. Chân khí trên người tuôn ra, mơ hồ cũng có chút khí thế. Một người hầu, hai vũ phách nho nhỏ không ngờ lại dám làn càn như vậy. Dám phá hỏng nhã hứng của ta, muốn chết. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, trong tay đột nhiên đánh ra ba đạo lưu quang mang theo khí tức nóng bỏng. Ba đạo lưu quang dùng tốc độ như thiểm điện đột nhiên đánh vào trong mi tâm ba người. Hai vũ phách kia trong nháy mắt cảm nhận được không ổn, linh hồn lạnh lẽo, thế nhưng cũng không thể thoát khỏi lưu quang kia. Siêu siêu siêu, ba đạo lưu quang phá không bắn tới, chỉ trong nháy mắt trên mi tâm tên người hầu và hai vũ phách kia lập tức xuất hiện ba lỗ máu. Không có một chút kháng cự nào, thân thể đổ ập xuống mặt đất. Thật mạnh mẽ, không ít người chắc quanh kinh hãi, hai vũ phách không ngờ lại trực tiếp bị đánh chết, bọn họ không ngờ mấy người thoạt nhìn như thiếu gia, tiểu thư nhà giàu đi du ngoạn này lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Giờ phút này, tại một vị trí không có người chú ý trên tử lầu, có hai đạo thân ảnh nhìn về bốn người Lục Lâm Thiên, một lát sau ánh mắt được thu liễm lại. Nhị đệ, không nên giết chóc nhiều, xuất thủ giáo huấn là được rồi, giết chóc nhiều đối với đệ không tốt chút nào. Nhìn Lục Lâm Thiên một kích giết chết ba người, Dương Quá lập tức nói. Đại ca, huynh cũng biết đám người này bình thường hay giễu võ Dương Oai. Lưu bọn chúng lại thì cũng là tai họa, có một số người cần phải trực tiếp giết chết. Lục Lâm Thiên mở miệng nói, hắn biết vị đại ca này cái gì cũng tốt, thế nhưng quá mềm lòng. Không ăn nữa, chúng ta đi thôi, mấy tên này quá đáng ghét. Lục Tâm Đồng nhìn ba cỗ thi thể trên mặt đất, lại nhìn thanh niên hoa phục kêu thảm thiết, ánh mắt có chút chán ghét. Tâm Đồng, người này bao lâu nữa mới chết? Nhìn thanh niên hoa phục đang lăn lộn trên mặt đất, Tiểu Long đứng dậy đạp một cước khiến cho thanh niên hoa phục văng ra bên ngoài. Miệng phun ra một ngụm máu tươi, bên trong máu tươi có không ít ấu trùng dữ tợn. Vốn phải 7 ngày 7 đêm thì ấu trùng của ta mới chậm rãi thôn vệ hắn tới chết. Thế nhưng hiện tại chỉ vì một cước của ngươi, ta nghĩ trong vòng 3 ngày hắn nhất định sẽ phải chết.
Lục Tâm Đồng khẽ nói. Bộ dáng kia không chút ảnh hưởng tới khí chất cao quý của nàng. Chúng ta đi thôi. Đánh chết mấy vũ phách đương nhiên Lục Lâm Thiên cũng không để vào trong lòng. Sau khi đặt 11 kim tệ trên bàn, bốn người trực tiếp rời đi. Tiểu nhị kia đã sớm bị dọa choáng váng, bản thân vẫn đang sững sờ đứng tại chỗ. Toàn thân run rẩy, mãi chưa thể hồi phục tinh thần. Giống giống. Tâm thần Lục Lâm Thiên đã thông chi có Thiên Sĩ Tuyết Sư, cho nên sau khi bốn người đi tới cửa thì Thiên Sĩ Tuyết Sư đã xoay quanh trên bầu trời. Bốn người dừng lại một chút rồi lập tức nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Siêu siêu. Hai cánh Thiên Sĩ Tuyết Sư dựng lên, mang theo một cơn gió mạnh mẽ biến mất tại chỗ. Đây hình như là Thiên Sĩ Tuyết Sư, chí ít cũng đã tới ngũ giai. Ta thấy không chỉ như vậy, chí ít cũng tới ngũ giai hậu kỳ. Nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư biến mất trong không trung, đám người trong tửu điếm đều có chút kinh hãi. Lại nhìn vào Hoàng Thiếu Gia đang lăn lộn thảm thiết trước cửa. Lúc này bọn họ mới biết được, hôm nay vị Hoàng Thiếu Gia này đã trêu vào đám người không thể trêu nổi. Tiểu thư, thực lực những người này thật mạnh mẽ. Nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư đi xa, trong một góc của tửu lâu, một người mở miệng nói. Một linh vương, một vũ vương, còn có một người khiến ta nhìn không thấu. Mặt khác còn có một linh thú lục giai, khí tức bất phàm, không phải là linh thú bình thường. Còn nữa, trên người thiếu nữ vừa mới thi triển độc công kia còn có một đầu phi thiên ngô công. Thiên Sĩ Tuyết Sư lục giai hậu kỳ, những người này tuyệt đối không dễ chọc, tuyệt đối nguy hiểm. Chúng ta không nên chọc vào bọn họ. Còn nữa, thời điểm ta mặc nam trang không được gọi ta là tiểu thư. Một người khác nhẹ giọng nói, thanh âm khàn khàn không rõ. Thế nhưng nếu nghe kỹ có thể phát hiện ra, trong thanh âm khàn khàn này có một chút mềm mại. Mà người này mặc một bộ trường sam, ước chừng 20 tuổi, lớn lên cực kỳ tuấn tú. Đặc biệt là đôi mắt to kia giống như có linh tính, nếu như không nhìn thấy ánh mắt này thì có thể không chú ý tới người này. Thế nhưng chỉ cần liếc mắt một cái có lẽ sẽ không quên được. Tiểu thư, hiện tại chúng ta cần phải trở về rồi. Người vừa mới mở miệng khi trước lập tức lên tiếng hỏi. Người này thân hình gầy gò, dáng vẻ cơ linh, cặp mắt cực kỳ thanh tú. Vốn ta đang định đi cổ vực một chuyến, ai ngờ lại bị phái người tới bắt cho nên cũng chỉ có thể trở về. Thanh niên nữ giả trang nam kia nói. Tiểu thư, sau khi mọi chuyện xong xuôi chúng ta lại trở lại là được. Nhất định sẽ có cơ hội đi vào đại lục linh vũ và cổ vực. Sợ rằng rất khó, vốn ta cho rằng thật vất vả mới có cơ hội xuất môn lần này, ai ngờ vừa đi được 2/3 lộ trình lại bị người trong tộc đuổi theo. Việc này cũng không đơn giản, trong tộc không có nắm chắc cho nên ta cũng không nắm chắc. Nữ tử giả trang nam kia thở dài, trong đôi mắt xinh đẹp có một chút ngưng trọng. Nữ tử này lại nói. Chúng ta đi thôi, có lẽ người trong tộc lại đang tưởng rằng chúng ta lại chạy trốn rồi. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, bốn người Lục Lâm Thiên cũng không bị tên Hoàng Thiếu Gia kia làm ảnh hưởng tới tâm tình thưởng thức hải vực vô biên của mọi người. Ca ca, huynh xem. Một lát sau, Lục Tâm Đồng nhìn xuống phía dưới. Lúc này ở hải vực phía dưới xuất hiện một con thuyền lớn. Thân tàu cực lớn, tốc độ cực kỳ kinh khủng. Con thuyền khổng lồ xẹt qua mặt nước tạo thành một vết rẽ sóng vô cùng lớn. Tạo thành hai cơn sóng lan tràn ra chung quanh. Tốc độ không chậm. Lục Lâm Thiên nhìn xuống phía dưới rồi nói, con tàu khổng lồ này không ngờ lại có tốc độ không thua một đầu yêu thú phi hành lục giai. Điều này khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ kinh ngạc, thảo nào trên hải vực này thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy không ít thuyền lớn. Hóa ra có một ít thuyền bè tốc độ không dưới yêu thú phi hành. Một lát sau, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, tiếp tục tu luyện Tử Vong Phong Bạo. Dọc đường đi tu luyện và lĩnh ngộ không ngừng khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác bản thân tiến bộ không ít. Trên phương diện thuộc tính phong, vốn lực lĩnh ngộ của hắn không tồi cho nên lúc tu luyện Tử Vong Phong Bạo so với Tề Thiên Liệt Địa Chảo khi trước có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút. Chỉ là Lục Lâm Thiên cũng có chút không hài lòng. Tốc độ tu luyện tuy rằng không chậm, thế nhưng cũng không phải là quá nhanh. Lúc này nếu như có người khác biết được Lục Lâm Thiên dễ dàng tu luyện thành công vũ kỹ địa cấp như vậy lại còn chê tốc độ chậm mà nói nhất định sẽ bị đả kích tới chết. Vũ Vương nhị trọng bình thường muốn tu luyện vũ kỹ địa cấp, căn bản chính là nằm mơ. Tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Tu luyện vũ kỹ địa cấp yêu cầu về việc lĩnh ngộ thuộc tính vô cùng quan trọng. Hai là cần phải đả thông một ít kinh mạch đặc thù.
Mà ngay cả vũ khí huyền cấp cũng có không ít loại cần phải đả thông kinh mạch đặc thù trên người thì mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Vũ khí đạt tới địa cấp vô cùng hiếm thấy, mà số kinh mạch cần đả thông cũng cực kỳ đa dạng và nhỏ nhỏi. Vô cùng khó đả thông. Chính bởi vì hai điểm này khiến cho không biết bao nhiêu người cho dù có vũ khí địa cấp cũng không thể tu luyện. Giống như là Triệu Vô Cực, trên người có vũ khí địa cấp do lão tổ Triệu gia lưu lại thế nhưng lại không thể tu luyện được. Còn có điểm thứ ba, đó chính là độ cường hãn của thân thể. Tổng quát mà nói, tu luyện vũ khí địa cấp cần thời gian vô cùng dài. Lúc tu luyện chân khí hội tụ rồi tán loạn tạo thành trùng kích trong cơ thể, nếu như cơ thể không đủ cường hãn, mạnh mẽ tu luyện vài lần sẽ tương đương với việc tự sát. Trên ba điểm này Lục Lâm Thiên đều có đủ thiên phú và tiền vốn. Trình độ lĩnh ngộ thuộc tính cũng không tồi. Về phần lộ tuyến kinh mạch đặc thù đối với hắn mà nói không có chút khó khăn nào. Về phần độ cường hãn của thân thể, nói giỡn sao? Bất diệt huyền thể mà không được thì có thân thể nào chịu được hay không? Vì vậy Lục Lâm Thiên có thể tu luyện một cách đơn giản. Tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Nếu như so với một người có tu vi đồng cấp mà nói, đầu tiên không nói tới việc có tu luyện thành công hay không. Cho dù có tu luyện thành công chỉ sợ tốc độ cũng không bằng 1/10 của Lục Lâm Thiên. Ngưng thần tĩnh khí, trong tay Lục Lâm Thiên đánh ra một đạo thủ ấn huyền ảo. Trong không trung không ngừng có năng lượng thuộc tính phong hội tụ tới. Thủ ấn được kết, giữa không trung lúc này tràn ngập chân khí. Một cỗ năng lượng hội tụ thành vòng xoáy xoay tròn. Toàn bộ không gian run lên, khi vòng xoáy lớn hơn 10 thước thì lập tức giống như một cơn cuồng phong tiêu tán trong không trung. Còn kém một chút, tiếp tục. Lục Lâm Thiên nhíu mày, thời gian 20 ngày này, hắn còn chưa thể tu luyện thành công. Thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn cho lắm cho nên lại tiếp tục tu luyện. Từng đạo thủ ấn được kết, không ngừng có vòng xoáy hội tụ rồi tán loạn, Lục Thiếu Du lại một lần nữa chìm đắm trong tu luyện. Mà lúc này trên thân thể nho nhỏ của Tiểu Long cũng được bao phủ bởi một vòng quang mang, bản thân cũng đang tiếp tục tu luyện. Trên người Lục Tâm Đồng cũng có một vòng quang cháo nửa trắng nửa đen bao phủ mà tiến vào trạng thái tu luyện, khí tức trên người chậm rãi kéo lên. Dương Quá vẫn đang tu luyện kiếm pháp, mỗi một đạo kiếm quang đánh ra đều có cảm giác đơn giản mà phức tạp. Thế nhưng lúc này, sau khi tu luyện một lát Dương Quá lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Thời gian lại tiếp tục trôi qua, trong hải vực rộng lớn, thiên sĩ tuyết sư để lại một đạo lưu quang màu trắng trong không trung rồi biến mất không thấy tung tích. Ở một nơi nào đó, đây là một ngọn núi cực kỳ yên tĩnh. Núi non liên miên, hoàng hôn, mặt trời ngả về phía tây khiến cho một đình viện tinh xảo trên ngọn núi như được nhuộm thêm màu sắc giống như kim quang vậy. Đình viện này không lớn, thế nhưng lại cực kỳ tinh xảo. Trước đình viện còn có một khối thạch bích trong suốt. Lúc này một đạo thân ảnh đang bay múa, trường kiếm trong tay không ngừng biến đổi. Thân thể mê người di động, từng đạo kiếm quang xuyên thủng không gian bắn ra. Trước mũi kiếm, không gian trực tiếp xuất hiện vết nứt đen kịt, đó chính là vết nứt trong không gian. Lục Lâm Thiên. Đột nhiên thân ảnh xinh đẹp này quát lên một tiếng yêu kiều. Một đạo kiếm quang như hóa thành thực chất đột nhiên bắn ra. Kiếm quang phá vỡ không gian, một kiếm đánh ra toàn bộ không gian run rẩy. Một cỗ khí tức sắc bén bạo phát khiến cho ngay cả mái tóc của nàng cũng dựng lên. Siêu siêu. Một lát sau, thân thể xinh đẹp này mới thở ra một ngụm chọc khí. Trường kiếm trong tay được thu vào nhẫn chữ vật, mái tóc hạ xuống, lúc này xoay người lại, khuôn mặt xinh xắn không trang điểm toát ra sự quyến rũ nhẹ nhẹ. Khuôn mặt này hoàn mỹ tới mức không thể diễn tả bằng lời. Giống như là tiên tử, thiên tư chắc tuyệt, mái tóc đen nhánh có chút rối loạn, y phục trang nhã. Khuôn mặt tuyệt mỹ, ngũ quan xinh xắn nhìn qua nhu nhược mà yêu nhã. Thế nhưng cỗ khí tức sắc bén trên người vẫn chưa tiêu tán, trong mắt bắn ra hàn ý lạnh lẽo khiến cho người khác nhìn vào có chút run rẩy. Mà người này không phải là ai khác mà chính là Lăng Thanh Tuyền. Thiếu chủ, vừa nhận được tin tức quan trọng. Hai bóng đen trong nháy mắt hạ xuống hành lễ với thiếu nữ này. Chính là Không Linh Vương và Hắc Quỷ Thiên Vương. Nói đi, tin tức gì? Lăng Thanh Tuyền quay đầu hỏi hai người. Không Linh Vương nói. Thiếu chủ, từ tin tức truyền tới trong giới có nói, Linh Vũ giới định chính thức lộ diện ở thành Ma Vân, mời thiếu chủ tới đó. Lần này ta trở về cũng không có tác dụng quá lớn. Huống chi ở đây ta cũng có chuyện muốn làm. Ngươi thay ta truyền tin lại, mang cường giả trong giới tới đây, phải lập tức đối phó với Phi Linh Môn.
Chờ sau khi đôi cánh của bọn chúng cứng cáp, chúng ta muốn đối phó với chúng sẽ càng thêm khó khăn. Vâng, thiếu chủ. Không Linh Vương đáp. Thiếu chủ, còn hai tin tức khác. Gia tộc Bắc Cung đi tới Vân Dương Tông, Lục Vô Song Vân Dương Tông không ngờ chính là tiểu thư của gia tộc Bắc Cung. Lục Vô Song đã được cường giả gia tộc Bắc Cung hộ tống trở về. Lần này tạo thành không ít oanh động. Hắc Quỷ Thiên Vương nói. Gia tộc Bắc Cung sao? Không nghĩ tới bọn họ cũng xuất hiện. Lục Vô Song là người của gia tộc Bắc Cung, chẳng lẽ lại giống như gia tộc Độc Cô kia, sớm an bài người ở trong Lục gia. Sắc mặt Lăng Thanh Tuyền trầm xuống, khuôn mặt có chút ngưng trọng. Thiếu chủ, Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Dương Quá đã rời khỏi Vân Dương Tông. Dường như đang đi về phía thành Ma Vân. Hắc Quỷ Thiên Vương nói. Ngươi chắc chắn không? Lăng Thanh Tuyền tức thì nhíu mày rồi hỏi. Từ trong tin tức chúng ta nhận được có lẽ là đi tới thành Ma Vân. Hắc Quỷ Thiên Vương do dự một lát rồi nói. Đi thành Ma Vân sao? Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền không ngừng biến ảo rồi nhìn về phía trước. Không cần truyền tin tức lại trong giới. Hai người các ngươi lập tức đi sắp xếp mọi chuyện. Ta sẽ trở về giới. Lăng Thanh Tuyền quay đầu lại rồi nói. Vâng. Hai người nói xong, thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Lục Lâm Thiên, không ngờ ngươi lại đi thành Ma Vân. Lần này ta sẽ không cho ngươi một cơ hội nào nữa. Tuyệt đối không. Nhìn không trung phía xa, trong mắt Lăng Thanh Tuyền hiện lên sự sắc bén. Thế nhưng trong ánh mắt này cũng có chút bất định. Chính bản thân nàng ta cũng không biết, sao bản thân nàng ta lại thống hận một người như vậy. Thậm chí có lúc sẽ nhớ tớ dáng dấp vô sỉ, ghê tởm kia. Có thể là bản thân nàng cho tới bây giờ còn chưa gặp phải kẻ nào đáng hận như vậy. Trong hải vực rộng lớn, thiên sĩ tuyết sư nhanh chóng phi hành, thi thoảng cũng gặp phải không ít yêu thú phi hành. Thế nhưng cũng không có yêu thú phi hành nào có cấp bậc như thiên sĩ tuyết sư. Tất cả chỉ lướt qua phía dưới mà thôi. Mà dọc đường đi, yêu thú phi hành tam giai, tứ giai cũng không ít. Lục Tâm Đồng tiếp tục tu luyện. Loại tu luyện này đối với nàng mà nói, giống như là bế quan vậy. Ngay cả Dương Quá lúc này cũng đang tu luyện. Chỉ có lúc Lục Lâm Thiên sau khi tu luyện tử vong phong bạo tiêu hao quá nhiều mới bắt đầu lĩnh ngộ thuộc tính phong. Lão đại, đệ sắp đột phá. Phải tìm một nơi an tĩnh. Đúng lúc này quang mang quanh người Tiểu Long thu lại, cái đầu ngẩng lên nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi nói. Phù! Lục Lâm Thiên nhanh chóng dừng lĩnh ngộ, quay đầu vui vẻ hỏi Tiểu Long. Tiểu Long, đệ sắp đột phá thất giai sao? Đúng vậy, sắp đột phá thất giai rồi, cho nên đệ cần một nơi an tĩnh. Tiểu Long nói. Tuyết sư, lập tức tìm một nơi đặt chân gần đây. Lục Lâm Thiên mở miệng phân phó thiên sĩ tuyết sư. Vâng, chủ nhân. Thiên sĩ tuyết sư lập tức đáp rồi nhanh chóng phi hành. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sự vui mừng. Tiểu Long rốt cuộc cũng sắp đột phá thất giai. Thất giai và lục giai hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Đối với yêu thú và linh thú mà nói, thất giai và lục giai là hai khái niệm bất đồng. Không chỉ có tu vi và thực lực chênh lệch như trời và đất. Một khi tới thất giai thì mới có thể chân chính biến hóa, có thể duy trì hình người. Mà yêu thú và linh thú muốn đột phá tới thất giai, bảo trì hình người, còn phải trải qua một lần trọng tổ thân thể. Quá trình này không đơn giản một chút nào. Lục Lâm Thiên mặc dù không phải là yêu thú thế nhưng cũng có chút lý giải. Trong Vạn Vũ Lâu cũng có ghi chép về phương diện này. Ngay cả Thiên Linh Lục cũng có nói qua. Lần biến hóa của linh thú, yêu thú này chính là trọng tổ thân thể, cũng chính là trọng tổ lục phủ ngũ tạng, gân cốt, huyết mạch của bản thân. Yêu thú một khi đạt tới tứ giai, tốc độ tu luyện so với vũ giả chậm hơn không ít. Có lẽ là đặc thù của yêu thú và linh thú. Thế nhưng lực phòng ngự của chúng lại vô cùng cường hãn không gì sánh được. Lực phòng ngự của nhân loại so với nó thì yếu hơn nhiều. Đương nhiên, ngoại trừ hạng người biến thái như Lục Lâm Thiên gia. Ông trời đối với mỗi chủng tộc đều rất công bằng. Nhân loại có lực phòng ngự yếu, thế nhưng tốc độ tu luyện dưới bình thường mà nói, so với yêu thú nhanh hơn không ít. Có lẽ bởi vì sự khác nhau của nhân loại và yêu thú. Hình thể của nhân loại so với yêu thú thì thích hợp cho việc tu luyện hơn. Cho nên yêu thú và linh thú một khi đột phá tới thất giai đều hóa thành hình người để tu luyện, lúc này tốc độ sẽ tăng lên nhiều. Mà trải qua trọng tổ thân thể yêu thú cùng linh thú trên cơ bản không khác biệt với nhân loại là bao. Vì vậy cũng có thể duy trì hình người. Đương nhiên, công kích mạnh mẽ nhất của yêu thú chỉ có thể dùng ở bản thể mà thôi.
Bởi vì công kích phối hợp với lực phòng ngự cường hãn, lại thêm thủ đoạn thiên phú chỉ tồn tại ở trạng thái bản thể mới có thể phát huy ra toàn bộ. Tiểu Long lên tiếng cũng khiến cho Dương Quá và Lục Tâm Đồng dừng tu luyện. Không bao lâu sau, Thiên Sĩ Tuyết Sư tìm được một đám hải đảo phía xa. Trên hải đảo này có vô số những ngọn đảo nhỏ túm năm tụm ba lại. Không lớn cũng không nhỏ, nhìn qua trắng xóa. Phía dưới hoàn toàn là do san hô tích tụ lại mà tạo thành mặt đất. Mà bên trên còn có không ít rừng cây xanh ngát bao phủ. Lục Lâm Thiên nhảy xuống đảo nhỏ, ánh mắt quét qua bốn phía. Cảnh sắc hòn đảo này vô cùng đa dạng, chu vi chung quanh có không ít những dải san hô khác nhau. Hình dáng khác nhau, như quái thú ẩn nấp, phủ phục. Trên mặt đá ngầm còn có một thảm thực vật màu nâu, trên đó có không ít hải tảo. Không chú ý nhiều, Lục Lâm Thiên lập tức chọn một nơi bằng phẳng. Tiểu Long sắp đột phá. Theo lời Tiểu Long nói, lần đột phá này ít nhất cần 10 ngày nửa tháng. Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thân là linh thú, lần trước Tiểu Long đột phá lên lục giai đã trải qua quá trình đoán hồn. Mà lần này đột phá thất giai sẽ phải trải qua quá trình đoán thể, thời gian đương nhiên sẽ không ngắn. Tiểu Long lập tức chuẩn bị đột phá. Thân thể bành trướng tới hơn 600 thước, từng đạo quang mang khuếch tán rồi phóng lên cao. Toàn bộ hải đảo lập tức bị quang mang bao phủ. Siêu siêu. Trên hải đảo lúc này có không ít thủy yêu thú kinh hãi nhảy xuống hải vực. Đây đều là yêu thú có thực lực thấp. Tiểu Long chuẩn bị đột phá, Lục Lâm Thiên lúc này mới chăm chú nhìn vào chung quanh. Thân thể nhảy lên không trung, quan sát toàn bộ chung quanh, để tránh có thứ gì đó ảnh hưởng tới việc đột phá của Tiểu Long. Từ trên nhìn xuống, trước hải đảo này còn có một bãi cát liên miên. Trên cát dường như còn có không ít ốc biển. Phía xa, đủ loại sứa màu sắc khác nhau trôi nổi trên mặt nước, giống như toàn bộ đều không có sự sống. Phanh phanh. Phía sau đảo nhỏ, thủy triều không ngừng đánh vào bãi cát. Càng gần bờ, khí thế càng mạnh mẽ. Cuối cùng đánh vào những tảng đá trên bờ tạo thành những cột nước bắn tung tóe khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác tịch mịch, hoang vắng và nguyên thủy. Tâm thầm tràn ra chung quanh. Toàn bộ hòn đảo nhỏ này không có nhân loại và yêu thú khác. Lục Lâm Thiên nhảy xuống mặt đất, Lục Tâm Đồng và Dương Quá cũng đang xem xét chung quanh. Tiểu Long đột phá, đương nhiên Lục Lâm Thiên phải hộ pháp. Thời gian cũng không ngắn. Nếu như là linh thú bình thường Lục Lâm Thiên sẽ lo lắng xem có thể tố thể thành không hay không. Thế nhưng đối với Tiểu Long mà nói, bằng vào thân thể cường hãn của nó cùng với huyết mạch, trong lòng Lục Thiếu Du tuy rằng có chút lo lắng. Thế nhưng sự lo lắng này cũng không lớn. Một lúc lâu sau, hai người Lục Tâm Đồng và Dương Quá chơi đùa mệt mỏi, bắt đầu ngồi xuống vị trí cách Tiểu Long không xa mà tu luyện. Tiểu Long đột phá khiến cho một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa bị dẫn dắt tới. Năng lượng trong thiên địa không ngừng quay chung quanh bản thể khổng lồ của Tiểu Long. Bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được, đám năng lượng này thông qua lân phiến trên người, bị Tiểu Long hút vào trong cơ thể. Phanh phanh. Lúc này trong người Tiểu Long mơ hồ có tiếng trầm muộn vang lên. Cái bụng nhúc nhích, giống như là bên trong có người không ngừng đánh vào bụng vậy. Cũng chỉ có mình Tiểu Long mới biết bản thân phải chịu thống khổ như thế nào. Thân thể yêu thú, linh thú không có nhiều điểm giống với nhân loại. Nếu như muốn biến hóa thì đầu tiên phải tạo thành lục phủ ngũ tạng, kinh mạch, gân cốt giống như nhân loại. Loại đau đớn khi tố thể này tất cả yêu thú và linh thú khi đột phá tới thất giai đều phải trải qua. Có những yêu thú bản thể cùng với huyết mạch cường hãn vượt qua. Thế nhưng cũng có những yêu thú, linh thú bình thường không thể thừa nhận được nỗi thống khổ này, cả đời chỉ có thể dừng lại ở lục giai hậu kỳ. Năng lượng thiên địa nhập thể, rèn luyện cơ thể, Tiểu Long cố gắng chịu đựng đau đớn trong cơ thể, khí tức không ngừng được kéo lên. Vào đêm, cả thiên địa tối đen, phía sau đảo nhỏ có thể nghe thấy rõ ràng tiếng sóng vỗ. Bọt nước bắn lên không trung. Ánh trăng lờ mờ chiếu xuống khiến cho mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng, trên lân phiến của Tiểu Long thi thoảng có quang mang lóe lên. Từ phía xa nhìn lại, cả hòn đảo nhỏ tràn ngập quang mang màu vàng. Trên đảo nhỏ, Lục Lâm Thiên vẫn không ngừng tu luyện tử vong phong bạo. Mỗi một lần tu luyện đều có một ít tiến bộ, thế nhưng còn chưa tới mức khiến cho Lục Lâm Thiên có thể thành công. Một lát sau, Lục Lâm Thiên đi tới phía sau hải đảo. Nhìn ngọn sóng trước mặt cùng với hải vực vô biên, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi lên trên một tảng đá bằng phẳng. Một lát sau Lục Thiếu Du chìm đắm trong việc lĩnh ngộ. Nước có thể làm dịu vạn vật, cũng có thể hủy diệt vạn vật. Nước có vô số trạng thái,
có thể hóa thành mưa đá, sương sớm, băng tuyết. Lúc sôi trào cũng có thể phân hủy vạn vật, lửa có thể thiêu đốt vạn vật thế nhưng lại không thể thiêu đốt nước. Lúc hóa băng nước có thể đóng băng vạn năm, cương nhu kết hợp. Lúc chậm có thể là một dòng chảy nhỏ, lúc nhanh giống như thủy triều, sóng lớn cuốn trôi tất cả. Giờ khắc này Lục Lâm Thiên trực tiếp tiến vào một loại cảnh giới huyền ảo. Quanh thân tràn ngập một vòng quang mang màu lam, quanh thân trong lúc lặng lẽ có một cỗ năng lượng thuộc tính thủy quanh quẩn. Lúc này Lục Lâm Thiên đang chìm đắm trong trạng thái tu luyện. Phanh phanh, trong không gian yên tĩnh lúc này chỉ có tiếng sóng biển vang lên. Loại thanh âm này khiến cho Lục Lâm Thiên càng nhanh chóng lĩnh ngộ nhanh hơn. Trên hòn đảo nhỏ không người này, Tiểu Long đang trọng tổ thân thể. Dương Quá và Lục Tâm Đồng thì đều tu luyện, mà Lục Lâm Thiên lúc này cũng đang lĩnh ngộ thuộc tính thủy. Trong năm loại thuộc tính, Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ thuộc tính thủy cực kỳ khiêm tốn. Mà sau khi tu luyện Tử Vong Phong Bạo xong, Lục Lâm Thiên vốn chỉ định đi dạo một phen. Thế nhưng sau khi nhìn thấy sóng biển, Lục Thiếu Du liền lập tức tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ. Trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính thủy này, tuy rằng Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ vô cùng ít ỏi. Thế nhưng việc lĩnh ngộ thuộc tính cũng không giống như tu luyện vũ kỹ. Tâm đắc khi lĩnh ngộ những thuộc tính khác cũng có tác dụng với việc lĩnh ngộ thuộc tính thủy khiến cho lúc này Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ thuộc tính thủy tiến bộ cực lớn. Ba người một thú cứ như vậy mà lĩnh ngộ và tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khí tức trên người Tiểu Long trong lúc bất chi bất giác lặng lẽ kéo lên. Trong hải vực rộng lớn cũng không phải lúc nào cũng không có một bóng người. Bình thường cũng có yêu thú phi hành cùng với không ít đội thuyền đi qua. Khí tức Tiểu Long tràn ra khiến cho đám yêu thú phi hành đi ngang qua không dám dừng lại, cũng không dám tới gần. Tự động bay qua, điều này khiến cho không ít người qua lại cực kỳ kinh ngạc. Đám thương nhân qua lại nơi này đều là người không muốn chọc phải phiền phức. Nhìn thấy tình cảnh này cả đám cũng nhanh chóng rời đi. Trong hải vực to lớn này cũng không thiếu yêu thú trong nước. Yêu thú trong phương viên chung quanh cảm nhận được khí tức của Tiểu Long đã sớm trốn vào trong động phủ không chịu ra ngoài. Trong hải vực rộng lớn có một hải đảo to lớn. Hòn đảo này có chút kỳ lạ, bên ngoài dường như không có một ngọn cỏ nào. Từ phía xa nhìn lại, nơi tiến vào giống như miệng một đầu mãnh thú viễn cổ, nhìn qua vô cùng bạo ngược. Mà bên cạnh nơi tiến vào có một tảng đá lớn, bên trên có ba chữ Hải Sa Môn do lưỡi đao sắc bén điêu khắc thành. Nếu như là đám thương nhân chung quanh qua lại đương nhiên sẽ biết Hải Sa Môn là thứ gì. Hải Sa Môn là một trong những đám hải tặc lớn nhất ở gần đây. Nhân số đông đảo, trong đó có không ít cường giả, thương nhân đi qua bình thường gặp phải bọn chúng đều bị cướp sạch. Thực lực không bằng đám người này cho nên cũng không thể trách được. Lúc này có một vài con thuyền khổng lồ ầm ầm chạy vào nơi nhập khẩu. Còn có không ít thân ảnh vội vã nhảy lên bờ. Trong đảo lại xanh biếc một mảnh, kiến trúc liên miên. Có không ít kiến trúc trực tiếp xây trên hang, nhân số trên đảo cũng không nhỏ. Trưởng môn, đã làm xong việc, đám thương nhân kia dưới sự bảo vệ của một dòng binh đoàn đã chạy trốn tới bên ngoài Hoàng Nham đảo, cuối cùng bị chúng ta đuổi theo. Đám người này toàn bộ đều bị đánh chết, thu hoạch không kém. Còn bắt được mấy nữ tử, chúng thuộc hạ đã giữ lại người có tư sắc tốt nhất cho trưởng môn. Ngoài một đình viện lúc này có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng đi vào. Người vừa nói chính là một đại hán nhìn qua có chút thô lỗ. Tuổi chừng 50, trên mặt có một vết sẹo dài từ khóe mắt cho đến môi. Khí thế vô cùng hung ác, mấy người bên cạnh hắn đều mặc một kiểu trang phục, sát khí trên người tràn ra. Phó trưởng môn làm rất tốt, chuyến này khổ cực cho ngươi rồi. Lát nữa luận công ban thưởng. Trên chủ vị, một lão giả chừng 50 tuổi mở miệng nói. Người này mặc một thân hoa phục, mặc áo choàng, dáng vẻ xấu xí, nhìn qua vô cùng hèn mọn. Thế nhưng khí tức trên người không kém, không ngờ đã tới vũ xuất nhị trọng. Người này cũng coi như là có danh tiếng lớn trong hải vực gần đây tên là Thiết Tý Phỉ Xuất Điền Văn Long. Thực lực tiến vào vũ xuất, người hiểu chuyện mới biết được cánh tay phải của Điền Văn Long này khi trước bị Cửu Gia chặt đứt. Sau đó hắn tốn số tiền lớn nhờ một linh vương cao trọng luyện chế một cánh tay giả. Cánh tay giả này cũng bất phàm, kiên cố không gì sánh được. Còn có không ít thủ đoạn bên trong khiến cho mọi người khó lòng phòng bị mà chúng chiêu. Coi như là Điền Văn Long này nhân họa đắc phúc, hơn nữa người này tham lam không gì sánh được. Thủ đoạn độc ác, cũng coi như xứng với cái tên Thiết Tý Phỉ Xuất. Trưởng môn, tối hôm qua chúng ta phát hiện ra trên hòn đảo hoang phía trước có quang mang lóe lên.
khí tức cực kỳ không bình thường. Vốn chúng ta muốn đi tới đó xem xét thế nhưng lại sợ xảy ra biến cố cho nên nhanh chóng trở về. Không biết trong môn có ai biết chuyện gì đã xảy ra hay không? Đại hán tộc Tần kia lên tiếng. Việc này đã có đệ tử báo lại, hòn đảo hoang kia có hiện tượng không bình thường từ 10 ngày trước. Đám yêu thú chung quanh không dám tới gần. Thiết thí phỉ xuất Điền Văn Long nhíu mày nói. Ta đang muốn tới đó xem một chút. Phụ cận nơi này dường như không có yêu thú cao giai cho nên không biết có phải là bảo vật xuất hiện hay không. Vậy thì mau tới đó thử xem. Nếu như có bảo vật thì chúng ta lời to rồi. Đại hán kia nói. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại lập tức xuất phát, tránh cho bị người khác nhanh chân tới trước. Ánh mắt Điền Văn Long đảo qua đám người rồi đứng dậy nói. Một lát sau, trong hải sa môn có mấy chiếc thuyền lớn rời khỏi. Mục tiêu chính là hòn đảo hoang đám người Lục Lâm Thiên đang ở. Trên một khối đá bằng phẳng, chung quanh tràn ngập quang mang nửa trắng nửa đen. Trong cỗ quang mang nửa trắng nửa đen này có độc khí quanh quẩn, bên trong tràn ngập khí tức khiến tim người ta đập nhanh. Một cỗ khí tức cường hãn đang bắt đầu kéo lên. Trong không gian có một cỗ năng lượng thiên địa bàng bạc bắt đầu hội tụ. Theo cỗ khí tức kia kéo lên, gợn sóng trong không gian ngày càng ba động kịch liệt. Sau đó cỗ khí tức này tăng lên giống như chẻ tre. Một cỗ khí tức khiến cho linh hồn run rẩy khuếch tán ra chung quanh. Phù! Dương Quá đang tu luyện cảm nhận cỗ khí tức ba động này lập tức thở ra một ngụm chọc khí, hai mắt mở ra. Tinh quang trong mắt chợt lóe, ánh mắt thu liễm lại mang theo sự kinh ngạc nhìn về phía Lục Tâm Đồng. Cỗ năng lượng trong thiên địa bàng bạc bị tác động tới không ngừng quay chung quanh Lục Tâm Đồng. Một cỗ khí tức cường hãn từ trên hòn đảo nhỏ này trực tiếp phóng lên cao. Phanh! Một tiếng trầm muộn vang lên. Đám quang mang nửa trắng nửa đen tán loạn giống như gợn sóng cuồn cuộn khuếch tán trên đảo nhỏ. Khí tức cường hãn tới mức kinh khủng ba động. Thế nhưng sự ba động trên hòn đảo hoang vắng, yêu thú không dám tới gần này lại không có ai có thể cảm nhận được. Siêu siêu! Cỗ khí tức này một lát sau mới bình ổn lại rồi ổn định. Trong nháy mắt hắc mang nồng nặc cùng với một cỗ khí tức quỷ dị co rút lại. Sau khi co rút lại, thân hình Lục Tâm Đồng mới chậm rãi xuất hiện. Phù! Hắc mang cùng với một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa đều bị thôn phệ vào trong cơ thể Lục Tâm Đồng. Khi đạo hắc mang cuối cùng chui vào trong thân thể nhỏ nhắn xinh xắn kia, không trung lập tức an tĩnh lại. Phù! Mãi một lúc lâu sau, Lục Tâm Đồng mới mở mắt ra. Trong đôi mắt sáng sủa kia có một cỗ tinh quang bắn ra khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Tinh quang trong chốc lát thu liễm lại, mà trong mi tâm thân thể nhỏ nhắn này có một đạo quang ảnh màu vàng bắn ra quang mang quỷ dị dần dần thu liễm. Ngay sau đó một ngụm chọc khí từ trong cơ thể Lục Tâm Đồng được thở ra. Tâm Đồng, muội đột phá thật nhanh nha. Thân ảnh lóe lên, Dương Quá xuất hiện bên người Lục Tâm Đồng, trong mắt có chút kinh ngạc nói. Xem ra hiện tại ta không thể thắng được muội nữa rồi. Đại ca, có lẽ huynh cũng sắp đột phá tới Vũ Vương ngũ trọng rồi nha. Chờ sau khi huynh đột phá, muội cũng không thắng được huynh nữa. Lục Tâm Đồng đứng lên, cảm nhận hồn anh và linh lực trong người được tăng cường không ít, nàng khẽ mỉm cười nói. Không biết bao lâu nữa Tiểu Long mới đột phá. Dương Quá lập tức nhìn về phía Tiểu Long, đã 10 ngày trôi qua. Từ khí tức cường hãn trên người Tiểu Long lúc này có thể thấy được dường như còn chưa đạt tới trình độ có thể đột phá. Tiểu Long nhất định có thể thuận lợi đột phá. Lục Tâm Đồng nhìn Tiểu Long, lúc này thân thể to lớn của Tiểu Long đang hấp thu năng lượng trong thiên địa tố thể. Trong thân thể to lớn liên tục truyền ra tiếng trầm muộn. Đồng thời thân thể co quắp không ngừng như chứng minh sự đau đớn mà Tiểu Long đang phải chịu đựng. Ca ca đâu rồi? Lục Tâm Đồng nhìn chung quanh cũng không phát hiện ra Lục Lâm Thiên. Chủ nhân đang tu luyện phía sau, người đã tu luyện liên tục 10 ngày rồi, chuyện này vô cùng kỳ quái. Ta và Tuyết Sư cũng không dám quấy rầy. Phi Thiên Ngô Công nhảy lên vai Lục Tâm Đồng sau đó xoay quanh vai nàng rồi nói. Ồ! Lục Tâm Đồng nghi hoặc ồ lên một tiếng, sau đó cùng với Dương Quá nhanh chóng đi về phía sau đảo nhỏ. Khi hai người nhìn thấy một màn trước mắt cũng cực kỳ kinh ngạc. Trước mặt hai người lúc này quanh người Lục Lâm Thiên được một dòng nước bao phủ, sóng nước ầm ầm đánh lên trên dải đá ngầm phía dưới. Bọt nước bắn tung tóe, dòng nước dường như vô hình chung bị một lực lượng nào đó dẫn dắt khiến cho dòng nước trực tiếp bao phủ người Lục Lâm Thiên. Trên người Lục Lâm Thiên tràn ngập lam quang,
Từ ngoài khơi có một dòng xoáy chừng trăm thước quanh quẩn chung quanh Lục Lâm Thiên. Dòng nước này từ trong hải vực bị dẫn dắt tới thân thể Lục Thiếu Du, sau khi xoay tròn một vòng lại trở về hải vực. Cảnh tượng vô cùng huyền ảo. Mặc dù là như vậy, thế nhưng quanh người Lục Lâm Thiên lúc này không bị nhiễm một giọt nước nào. Một cỗ năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc hội tụ. Trong năng lượng bàng bạc có một cỗ uy áp mạnh mẽ tràn ra. Năng lượng thuộc tính thủy thật mạnh mẽ. Dương Quá cực kỳ kinh ngạc, cỗ năng lượng thuộc tính thủy này khiến cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì không lĩnh ngộ thuộc tính thủy tới một trình độ nhất định thì sẽ không có uy thế kinh người như vậy. Đi! Lúc này trong dòng xoáy đột nhiên vang lên một tiếng quát nhẹ. Thân hình Lục Lâm Thiên đột nhiên đứng thẳng lên, y phục màu xanh trên người tung bay, cánh tay vung lên, dòng xoáy chung quanh người lập tức hóa thành một đạo quang trụ màu xanh. Cả không trung lập tức run rẩy. Đạo quang trụ màu xanh này lập tức đánh về phía hải vực. Phanh phanh. Thanh âm bạo liệt vang lên liên tiếp trên hải vực, sóng nước tạo thành những giọt nước bắn tung tóe. Toàn bộ hải đảo cũng run lên. Phù. Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí trong cơ thể. Tinh quang trong mắt chợt lóe. Khi Lục Lâm Thiên quay đầu lại nhìn Lục Tâm Đồng và Dương Quá, cảm nhận khí tức trên người Lục Tâm Đồng, Lục Thiếu Du lập tức kinh ngạc nói. Tâm Đồng. Muội đột phá Linh Vương tam trọng rồi sao? Muội vừa mới đột phá. Tâm Đồng nhìn ca ca, trong mắt cũng hiện lên sự kinh ngạc. Tuy rằng nàng không phải là vũ giả thế nhưng cũng có thể cảm giác được. Vừa rồi ca ca lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính thủy rất mạnh mẽ. Chủ nhân, phía trước có không ít người đang tới. Trong bầu trời, thiên sĩ tuyết sư bay xung quanh tầng trời thấp nói vọng xuống. Tổng cộng có 500 người đang đi tới nơi này. Lục Lâm Thiên nhíu mày, quang mang dưới chân chợt lóe. Chân khí bùng ra rồi lập tức nhảy lên không trung. Phía xa, lúc này có không ít điểm đen nhanh chóng đi tới. Tâm thần tỏa ra, linh hồn lực bao phủ không gian. Lục Lâm Thiên lập tức nhận ra phía xa đang có không ít thuyền đi về phía hải đảo này. Một đám hải tặc sao? Tâm thần đảo qua, Lục Lâm Thiên lập tức biết được lai lịch của đám người này. Hẳn chính là hải tặc trong lời đồn. Đám người trên thuyền nghe rõ đây, dám tới gần hải đảo trăm thước giết không tha. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, thanh âm quanh quẩn trong không trung. Đối phó với đám hải tặc này có lẽ cũng không có thứ gì tốt. Quan trọng nhất chính là Tiểu Long đang đột phá, cũng không thể bị người khác quấy rối. Thanh âm của Lục Lâm Thiên trong nháy mắt quanh quẩn trên hải vực, lọt vào tai đám người trên thuyền. Trong thanh âm này mang theo một cỗ lực lượng vô hình khiến cho linh hồn người nghe không khỏi run rẩy. Nhanh dừng thuyền, nhanh. Có vài tiếng hét nhanh chóng vang lên, mấy chiếc thuyền bé lập tức dừng lại. Thế nhưng mấy chiếc thuyền lớn dẫn đầu, cũng phải đi tiếp chừng trăm thước rồi mới dừng lại được. Trưởng môn, phía trước có cường giả. Tổng cộng có 3 chiếc thuyền lớn, trên chiếc thuyền đầu tiên, phó trưởng môn Hải Sa Môn đang khom người nói với Điền Văn Long. Người này thực lực rất mạnh, thâm bất khả chắc a. Ánh mắt Điền Văn Long run lên. Đạo thanh âm vừa rồi khiến cho trong lòng hắn run rẩy. Đối phương tuyệt đối là một cường giả. Hắn một đường không nghỉ tới tầm bảo, thế nhưng lúc này cũng có thể cảm nhận được trên hòn đảo phía trước có một cỗ khí tức khác thường. Bằng vào thực lực của hắn đương nhiên có thể cảm giác được phía trước dường như có cường giả đang đột phá. Cỗ khí tức này cũng không giống như là bảo vật xuất thế. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Có nên tới đó kiểm tra hay không? Phó trưởng môn kia dường như còn có chút không nỡ. Mau trở về, người phía trước chúng ta không chọc vào được. Điền Văn Long lập tức quyết định, mấy năm nay hắn có thể hoành hành không chút cố kỵ ở phiến hải vực này là bởi vì hắn biết rõ đạo lý tiến thoái. Chỉ cần nhận thấy đây là người không trêu được thì hắn tuyệt đối không dám trêu chọc. Chính vì vậy hắn mới bình an vô sự sống cho tới ngày hôm nay. Trưởng môn, cứ như vậy mà đi sao? Vạn nhất trên đảo có bảo vật thì làm sao bây giờ? Đại hán có vết xẹp dài kia dường như còn chưa từ bỏ ý định. Một đường suốt đêm chạy tới đây cứ như vậy mà từ bỏ khiến cho hắn có chút không nỡ. Tuyệt đối không thể tay không mà về được. Vậy phải làm thế nào? Chúng ta đi. Điền Văn Long trừng mắt nhìn đại hán này. Cho dù thế nào thì tính mạng của hắn mới là quan trọng nhất. Ầm ầm. Một lát sau, 3 chiếc thuyền lớn lập tức quay đầu đi. Coi như có chút thông minh. Lục Lâm Thiên từ trên không trung đáp xuống, thân thể không nhiễm một chút bụi bặm nào. Trong mấy trăm tên hải tặc này kẻ mạnh nhất chỉ là vũ xuất nhị trọng mà thôi. Hắn muốn giết quá dễ dàng.
cho dù để Thiên Sĩ Tuyết Sư và Phi Thiên Ngô Công xuất thủ cũng có thể đánh chết trong nháy mắt. Có lẽ rất nhanh sẽ đột phá a. Một lát sau, trước bản thể khổng lồ của Tiểu Long, Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được Tiểu Long đang phải chịu đựng sự đau đớn của việc tố thể. Thế nhưng loại cảm giác đau đớn này cho dù Lục Lâm Thiên muốn hỗ trợ cũng bất lực. Trên bãi biển, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống. Sau khi do dự một lát, trong tay hắn xuất hiện một khối ngọc giản. Một cỗ năng lượng thuộc tính thủy từ trên ngọc giản tràn ra. Lúc này tuy rằng Tử Vong Phong Bạo còn chưa tu luyện thành công, thế nhưng Lục Lâm Thiên vẫn quyết định tu luyện vũ khí địa cấp sơ giai thuộc tính thủy. Quyết định tu luyện vũ khí thuộc tính thủy lúc này Lục Lâm Thiên đã suy nghĩ rất lâu. Trong năm loại thuộc tính, có lẽ phải cùng lĩnh ngộ mới được. Đồng thời tu luyện mấy loại vũ khí thì hắn mới có thể đồng thời lĩnh ngộ 5 loại thuộc tính. Nếu như đơn độc lĩnh ngộ một loại vậy thì so với vũ giả đơn hệ hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Nắm vũ khí địa cấp sơ giai thuộc tính thủy lấy được từ trong tay Nhạc Phụ Vân Khiếu Thiên, Lục Lâm Thiên nhanh chóng trích ra một giọt máu. Tâm thần rót vào, một cỗ quang mang chói mắt trên ngọc giản bắn vào trong mi tâm Lục Thiếu Du. Lập tức hóa thành một lượng tin tức khổng lồ trong đầu Lục Thiếu Du. Trong quang mang này có một cỗ khí tức thuộc tính thủy nhu hòa lan tràn ra. Một lát sau, quang mang mới thu liễm lại, Lục Lâm Thiên cũng mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Từ trong tin tức trên ngọc giản Lục Lâm Thiên mới biết được, vũ khí thuộc tính thủy địa cấp này có tên là Trọng Thủy Kết Giới. Uy lực của nó có chút đặc thù, tu luyện tới đại thành có thể đem đối thủ vây khốn lại. Tiếp tục tu luyện, Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi. Còn vũ khí thuộc tính mộc của Triệu Gia và thuộc tính thổ trong Huyền Thiên Bí Cảnh, hắn cũng muốn tu luyện hết. Một khối ngọc giản tràn ngập năng lượng thuộc tính xuất hiện trong tay Lục Lâm Thiên. Máu tươi nhỏ xuống, tâm thần rót vào. Cứ liên tiếp như thế, sau nửa canh giờ rốt cuộc Lục Lâm Thiên cũng thu được phương pháp tu luyện của hai bộ vũ khí. Từ trong tin tức của hai khối ngọc giản này Lục Lâm Thiên biết được. Bộ vũ khí thuộc tính mộc của Triệu Gia kia có tên là Chân Linh Cấm Không Trưởng. Uy lực của Chân Linh Cấm Không Trưởng này có chút tương tự với Ảm Nhiên Tiêu Linh Trưởng của Lục Lâm Thiên. Thế nhưng lại có chỗ bất đồng. Uy lực của Ảm Nhiên Tiêu Linh Trưởng có thể trực tiếp khiến cho đối phương tiêu hao lực lượng. Mà Chân Linh Cấm Không Trưởng trong phạm vi nhất định có thể trói buộc chân khí, linh lực, hoặc là vũ khí của đối thủ. Không hổ với cái tên vũ khí thuộc tính mộc, trói buộc chân khí và linh lực, bộ vũ khí này quả thực hiếm thấy. Chân Linh Cấm Không Trưởng này đến từ Triệu Gia. Lục Lâm Thiên suy đoán, có lẽ cũng là do cường giả vũ đế khi trước hai lão tổ Lục gia, Triệu gia theo hầu sáng chế. Uy lực quả nhiên vô cùng bất phàm. Còn bộ vũ khí thuộc tính thổ Lục Lâm Thiên đạt được trong Huyền Thiên Bí Cảnh kia Lục Lâm Thiên cũng thu được phương pháp tu luyện. Bộ vũ khí này cũng khiến cho Lục Thiếu Du có chút ngoài ý muốn. Đây chính là một bộ cước pháp có tên là Đại Địa Mạch Trùng Cước. Vũ khí cước pháp quả thực không có nhiều lắm, mà từ trên tin tức trong ngọc giản Lục Thiếu Du biết được. Uy lực của bộ vũ khí này vô cùng bất phàm. Quan trọng nhất chính là, chỉ cần đứng trên mặt đất là có thể vô thanh vô thức thi triển ra, khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Bắt đầu tu luyện. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Đồng thời tu luyện mấy bộ vũ khí địa cấp sơ giai, có lẽ đoạn thời gian kế tiếp hắn sẽ phải liều mạng. Lục Lâm Thiên cười khổ một tiếng, đôi mắt nhắm lại, tâm thần chìm đắm trong cỗ tin tức vừa mới nhận được. Bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu phương pháp tu luyện Trọng Thủy Kết Giới. Đây cũng là bộ vũ khí Lục Lâm Thiên lựa chọn tu luyện đầu tiên. Sau khi nghiên cứu phương pháp tu luyện, một lát sau, hai mắt Lục Lâm Thiên mở ra. Trọng Thủy Kết Giới này trước khi tu luyện cũng cần đả thông không ít kinh mạch đặc thù trên người. Đối với chuyện này trong lòng Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái. Vũ khí đạt tới cấp bậc địa cấp mà nói, đều có yêu cầu lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính cực cao. Chân khí đơn thuần không đủ để tu luyện vũ khí địa cấp nữa. Ngưng thần tĩnh khí, Lục Lâm Thiên nhanh chóng khống chế chân khí đả thông một ít kinh mạch đặc thù trên người. Tâm thần khống chế một đám chân khí nhỏ tiến vào kinh mạch. Mà cảm giác bế tắc của kinh mạch nhỏ kia cũng đang dùng tốc độ chậm rãi biến mất. Mấy canh giờ sau Lục Lâm Thiên không chỉ đả thông kinh mạch vũ khí Trọng Thủy Kết Giới yêu cầu mà còn đả thông toàn bộ kinh mạch. Ngay cả kinh mạch đặc thù của Chân Linh Cấm Không Trưởng và Đại Địa Mạch Trùng Cước cũng được đả thông toàn bộ. Chuyện đả thông kinh mạch này đối với Lục Lâm Thiên mà nói, căn bản không có một chút khó khăn nào. Mà Lục Lâm Thiên cũng lập tức tiến vào trong trạng thái tu luyện vũ khí. Thời gian lại lần nữa trôi qua. Siêu siêu.
Trên đảo nhỏ, trên thân thể to lớn của Tiểu Long không biết từ bao giờ có một cỗ năng lượng cuộn trào mãnh liệt. Một cỗ năng lượng trong thiên địa cường hãn đang nhanh chóng ngưng tụ. Giống như đang tạo thành một vòng xoáy chung quanh thân thể Tiểu Long. Cuối cùng năng lượng trong thiên địa đều bị Tiểu Long thông qua lân phiến hút vào trong cơ thể. Lúc này thân thể Tiểu Long cũng rung động kịch liệt, dường như đã tới thời khắc cuối cùng. Năng lượng trong thiên địa rót vào trong cơ thể khiến cho khí tức trên người Tiểu Long trong nháy mắt kéo lên. Không gian chung quanh rung động, lúc này quanh người Tiểu Long, không gian hoàn toàn vặn vẹo. Cỗ khí tức kinh khủng này khiến cho mọi người run sợ. Trên người Tiểu Long, mỗi một tấc lân phiến đều đang hấp thu năng lượng trong thiên địa. Trong bầu trời có một cỗ năng lượng quỷ dị, bàng bạc hội tụ tạo thành một đám sóng gợn lan tràn ra chung quanh. Sóng gợn cuồng cuộn tràn ngập bầu trời hải đảo nhỏ khiến cho mọi người có cảm giác phong vân biến sắc. Trong hải vực rộng lớn, ba chiếc thuyền lớn nhanh chóng chạy qua. Trên chiếc thuyền ở giữa, lúc này bên trong một cái buồng nhỏ trên thuyền có mấy thân ảnh đang ngồi đó. Mà người ngồi ở chủ vị chính là Điền Văn Long có chút hèn mọn bỉ ổi kia. Bên người hắn còn có đại hán có vết sẹo dài, mặt khác còn có mấy vũ tướng khác. Trong phòng hiện tại có mấy nữ tử xinh đẹp đang khiêu vũ. Bờ mông và bộ ngực không ngừng rung lên khiến cho ánh mắt mấy đại hán có mặt bắn ra lửa nóng. Trưởng môn, trưởng lão, phía trước xuất hiện một chiếc thuyền, tốc độ của nó cực nhanh. Đang chạy về phía chúng ta. Đột nhiên có một đại hán bên ngoài bẩm báo. Ánh mắt đại hán này cũng len lén nhìn vào mấy nữ tử xinh đẹp bên trong phòng, nhất là mấy vị trí chủ chốt càng dừng lại lâu hơn. Ồ, chúng ta ra ngoài một chuyến cũng không thể tay không mà về. Vật đưa tới cửa cũng không thể buông tha a. Đại hán kia đứng lên nói. Đi đi, đi xem một chút. Điền Văn Long nhíu mày rồi lập tức nói. Mọi người nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Đại hán vừa mới tiến vào bẩm báo kia còn ngoái lại nhìn vào thân thể của mấy nữ tử kia. Mấy nữ tử này dường như cũng cố ý trêu chọc hắn khiến cho ánh mắt đại hán này có chút mê muội. Trên bong tàu, Điền Văn Long nhìn về phía trước. Một chấm đen đang nhanh chóng tiến đến. Tốc độ vô cùng nhanh, nếu như nhìn kỹ thì thấy đây là một chiếc thuyền lớn. So với ba chiếc thuyền của đám người Điền Văn Long còn lớn hơn không ít. Thoạt nhìn uy vũ bất phàm, không phải là vật bình thường. Con thuyền này vô cùng bất phàm, không biết là của thế lực phương nào. Ánh mắt Điền Văn Long híp lại, con thuyền này vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Thuyền của bọn hắn căn bản không có cách nào so sánh với ba chiếc thuyền này. Trưởng môn, chiếc thuyền này chúng ta đều không nhận ra, quản nó là của ai, ta thấy cũng không tồi. Nếu như chúng ta thu được chiếc thuyền này, sau này ra ngoài cũng uy phong nhiều hơn. Chỉ bằng vào tốc độ của nó sợ rằng yêu thú lục giai cũng khó có thể đuổi kịp. Đại hán có vết sẹo kia cũng có thể nhìn thấy sự bất phàm của chiếc thuyền trước mặt. Tốt hơn hết nên nhìn một lát rồi lại tính. Điền Văn Long có chút cố kỵ, chiếc thuyền này bất phàm không rõ lai lịch, lại không biết thực lực người trên thuyền ra sao. Nếu như là nơi phong hoa tuyết nguyệt của nhị thế tổ đại gia tộc nào đó thì hắn sẽ động thủ. Buôn bán tuyệt đối có lời. Thế nhưng nếu như bên trên có cường giả mà nói, vậy thì không ổn một chút nào. Người bình thường sợ rằng cũng không có loại thuyền như thế này. Trưởng môn, lần này chúng ta xuất môn chung quy không thể sợ đầu sợ đuôi như vậy. Hôm qua đã bỏ qua cho hải đảo kia, hôm nay nhất định không thể buông tha cơ hội lần này a. Đại hán kia mở miệng nói. Trong hải vực, con thuyền lớn nhanh chóng chạy đi, không ngờ lại mang theo tiếng sấm ì ùng. Tốc độ không thua kém yêu thú phi hành lục giai một chút nào. Diện tích bong tàu chiếc thuyền lớn này không nhỏ một chút nào. Giống như là một cái sân rộng nho nhỏ. Trên lan can có một thân ảnh xinh đẹp đứng đó. Gió biển thổi qua, mái tóc đen nhánh tung bay. Một khuôn mặt tròn trịa, xinh đẹp hiện lên. Nếu như nhìn kỹ có thể nhận ra đây là một nữ tử trẻ tuổi chừng 23 tuổi, khuôn mặt trắng nõn, màu da như tuyết. Trên má còn có lúm đồng tiền nho nhỏ. Khuôn mặt có chút ngượng ngùng, thanh tú tuyệt sắc. Trên người mặc một bộ y phục màu xanh, bộ ngực cao V upsilon T như ẩn như hiện dưới y phục. Bên hông còn có một cái đai lưng xanh biếc. Thiếu nữ này đứng trên bong tàu, hai hàng lông mi thon dài giống như tranh vẽ. Hai mắt sáng như sao. Dưới cái mũi nho nhỏ là đôi môi mỏng, toàn bộ khuôn mặt thanh tú, thoát tục. Quả thực giống như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Nữ tử này đứng trên bong thuyền cũng vô cùng đoan trang cao quý bất phàm. Cái miệng nhỏ nhắn kia lúc này khẽ nhếch lên, có chút u sầu.
Nói là u sầu thế nhưng chính xác hơn chính là trong lòng có chút phiền muộn. Tiểu thư, phía trước hình như có hải tặc. Lúc này bên người nữ tử xinh đẹp này còn có một nha hoàn. Tuổi chừng 20, thực lực không ngờ đã đạt tới linh phách nhất trọng. Một tiểu nha hoàn nho nhỏ mà có thực lực như vậy quả thực bất phàm. Mấy tên hải tặc mà thôi, không cần để ý tới. Chúng ta phải nhanh chóng trở về một chút, nếu như đám hải tặc này muốn chết thì ta cũng không ngại thành toàn cho bọn chúng. Nha hoàn kia nói xong có mấy đạo thân ảnh từng trong phòng đi ra. Người đi trước chính là một nam tử mặc hoa phục, người này tuổi chừng 25, 26 tuổi. Vóc người cao ngất, khuôn mặt tuấn tú toát lên vẻ anh khí. Đôi mắt to tròn bắn ra tinh quang, mà từ khí tức trên người hắn có thể thấy được, không ngờ người này lại là linh suất tam trọng. Mà bên người thanh niên này còn có mấy đạo thân ảnh, tuổi tác không nhỏ. Còn có hai lão giả, khí tức trên người rõ ràng đã đạt tới linh suất, vũ suất. Ra mắt hai vị trưởng lão, ra mắt Thừa Ân thiếu gia. Nha hoàn xinh đẹp kia cúi người hành lễ. Mấy tiểu hải tặc nho nhỏ này không cần để ý tới. Nếu như bọn chúng dám cản đường chúng ta thì ta cũng không ngại giải quyết tất cả bọn chúng. Một lão giả nhìn ba chiếc thuyền hải tặc trước mặt rồi nói. Trưởng môn, mau nhìn kia, phía trước có một nữ nhân thật xinh đẹp. Trên ba chiếc thuyền hải tặc, một trưởng lão tu vi vũ tướng lớn tiếng nói. Khoảng cách càng gần khiến cho đám người hải sa môn này nhìn thấy trên chiếc thuyền phía trước có một nữ nhân xinh đẹp. Trưởng môn, động thủ đi. Nếu không động thủ nữa thì sẽ không ngăn được mọi người đâu. Đại hán có vết sẹo nói. Điền Văn Long nhìn chiếc thuyền phía trước, lúc này trên chiếc thuyền kia hắn có thể nhìn thấy được một nữ tử tuyệt sắc. Sự cố kỵ trong lòng cũng giảm đi không ít, Điền Văn Long lập tức nói. Ngăn cản chiếc thuyền này lại, bắt đầu động thủ. Phanh phanh. Điền Văn Long nói xong tức thì có người bắn một viên đạn tín hiệu ra. Trong bầu trời lập tức có tiếng nổ vang lên. Ô ô. Trên hai chiếc thuyền còn lại vang lên tiếng tù, nhanh chóng bao vây chiếc thuyền đang vọt tới trước mặt, mấy trăm đệ tử hải sa môn cầm binh khí trong tay vọt lên bong tàu. Cả đám không ngừng hướng về phía chiếc thuyền lớn kia kêu gào. Không ít người cua móc sắt lớn trong tay, tùy thời chuẩn bị ném về phía chiếc thuyền lớn kia. Đám hải tặc này quả thực muốn chết. Ánh mắt thanh niên mặc hoa phục kia lạnh lẽo, một cỗ sát ý trên người tràn ra. Lập tức nói với mấy người phía sau. Chuẩn bị giải quyết đám người này, một tên cũng không để lại. Vâng. Hơn trăm người phía sau đáp, mỗi một người đều có khí tức sắc bén lan tràn ra chung quanh. Tiểu Huyền, chúng ta vào trong nghỉ ngơi. Nữ tử tuyệt sắc kia nhìn ba chiếc thuyền hải tặc trước mặt rồi nhẹ nhàng nói với nha hoàn bên người. Biểu muội, muội đi nghỉ ngơi đi, chuyện này cứ giao cho ta là được rồi. Thanh niên kia lập tức mở miệng mỉm cười nói với nữ tử tuyệt sắc. Biểu ca, đám hải tặc này gây họa một phương, giết cũng tốt. Trừ hại cho dân. Nữ tử tuyệt mỹ kia mở miệng khẽ nói. Sau đó nhẹ nhàng đi vào phòng trên bong tàu. Siêu siêu. Bốn chiếc thuyền lớn lao vào nhau. Khoảng cách ngày càng gần, sóng nước trên hải vực ngày càng cuồn cuộn. Sóng biển mạnh mẽ lan tràn về bốn phía. Nhìn ba chiếc thuyền hải tặc phóng tới, chiếc thuyền lớn kia cũng không có chút sợ hãi nào mà tiến về phía trước. Phanh phanh. Trong nháy mắt trên ba chiếc thuyền lớn kia có hơn 10 móc sắt lớn được quăng về phía chiếc thuyền lớn còn lại. Ha ha, lần này không tay không mà về nữa rồi. Đại hán có vết sẹo cười lớn một tiếng. Hai chiếc thuyền bên cạnh lúc này cũng giảm tốc độ lại. Trưởng môn, ta lên trước xem xét một chút. Đại hán có vết sẹo nói xong lập tức nhảy lên phía trước. Tu vi vũ tướng cửu trọng phong hệ hiển hiện, sau lưng có đôi cánh bằng chân khí hiện ra. Lập tức bắn về phía chiếc thuyền lớn trước mặt. Siêu siêu. Chiếc thuyền lớn kia dừng lại. Trên chiếc thuyền lớn này hiện tại có không ít móc sắt. Trên dây sắt đã bắt đầu có không ít đệ tử hải sa môn tay cầm binh khí nhảy xuống. Cả đám sát khí đằng đằng. Giết, một người cũng không để lại. Ánh mắt thanh niên hoa phục kia bắn ra sát ý, lạnh lùng nói. Siêu siêu. Thanh niên mặc hoa phục nói xong, trong nháy mắt hơn trăm người phía sau lưng hắn lao ra. Chân khí, linh lực trên người bạo phát. Giờ phút này cả đám đệ tử hải sa môn lập tức kinh hãi. Lúc này bọn họ mới biết được đám người kia không dễ chọc. Thân là hải tặc, tuy rằng người nhiều thế nhưng đại bộ phận đám người này thực lực không được tốt lắm. Tu vi vũ phách cực nhỏ, vũ sư cũng không nhiều.
Tuyệt đại đa số đều là vũ sĩ và vũ đồ. Người thực lực mạnh hơn chỉ sợ cũng không có vài người cam nguyện làm hải tặc. Mà hơn trăm người trên chiếc thuyền lớn kia có không ít vũ tướng, linh tướng, vũ phách linh phách càng nhiều. Thực lực thấp nhất cũng là linh sư và vũ sư. Cả đám nhảy ra, hạ thủ không chút lưu tình nào. Phanh phanh. Trên thuyền lớn tức thì liên tiếp vang lên thanh âm bạo liệt. Đám đệ tử hải sa môn bình thường bắt nạt thương nhân đã quen, bọn họ căn bản không nghĩ tới ngày hôm nay bọn họ đã trêu phải người không thể chọc vào. Tức thì có không ít đệ tử hải sa môn trực tiếp ngã xuống. Vũ tướng cửu trọng mà cũng dám làm càn, muốn chết. Trước thuyền lớn, đại hán phó trưởng môn của hải sa môn phóng tới. Hai cánh chân khí mở rộng đang muốn đáp xuống thì đột nhiên linh lực trên người thanh niên mặc hoa phục kia tràn ra. Bàn chân khẽ điểm bong thuyền một cái, thân thể nhẹ nhàng hóa thành một đạo tàn ảnh không rõ, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt đại hán có vết sẹo kia. Thân thể lăng không mà đứng, sát ý trên người nồng nặc. Linh xuất, đại hán kia vừa rồi còn mới kiêu ngạo không gì sánh được lúc này sắc mặt đại biến, vô cùng xấu xí. Đối phương không ngờ lại là linh xuất, hắn căn bản không thể chống lại, sắc mặt đại hán này lập tức trắng bệch. Thế nhưng đại hán này tốt xấu gì cũng là vũ tướng cửu trọng. Chân khí thuộc tính phong nhanh chóng ngưng tụ trong tay, cuối cùng hung hăng đánh về phía thanh niên mặc hoa phục kia. Quyền ấn mang theo kình phong hung hãn trực tiếp xé rách không khí. Dưới cỗ kình khí vô hình này gợn sóng trong không gian trực tiếp bị đánh tan. Uy thế cũng coi như không kém. Vũ tướng cửu trọng rốt cuộc cũng coi như là đã đặt nửa chân vào con đường cường giả. Ở bên ngoài cũng coi như là cường giả một phương. Thế nhưng thanh niên hoa phục này lại không coi vào đâu. Cảm nhận tiếng xé gió sắc bén cùng với lực lượng cường hãn trên một quyền của đại hán kia. Trên khuôn mặt thanh niên mặc hoa phục lập tức hiện lên hàn ý. Cánh tay đột nhiên khẽ đổi. Linh lực tỏng ta yêu bạo phát, một đạo trưởng ấn mang theo không gian vặn vẹo đột nhiên bắn về phía đại hán có vết sẹo kia. Phanh phanh. Tiếng trầm muộn giống như bom nổ vang lên trên không trung. Một trưởng của thanh niên hoa phục trực tiếp đánh tan một quyền của đại hán kia. Không gian chung quanh đại hán kia đột nhiên ngưng động, dưới kình khí vô hình, không gian lập tức vặn vẹo. Tiếp theo toàn bộ không gian nổ tung, một cỗ kình khí vô hình phô thiên cái địa bạo phát ra. Mà đại hán kia trong nháy mắt hóa thành một cỗ huyết vụ rơi xuống hải vực. Vũ tướng cửu trọng dưới một chiêu trực tiếp bị đánh chết, không có một chút phản kháng nào. Không ít đệ tử hải sa môn nhìn thấy cảnh này. Phó trưởng môn dưới một chiêu đã bị đánh chết khiến cho cả đám vô cùng kinh hãi. Chạy mau, quay đầu chạy mau. Điền Văn Long nhìn về phía xa vô cùng kinh hãi. Đối phương quả nhiên không hề dễ chọc. Không ngờ lại có cường giả linh xuất tỏa chấn. Còn có không ít cường giả khác. Điền Văn Long lập tức hét lớn. Siêu siêu. Chiếc thuyền này tuy rằng cực lớn thế nhưng cũng cực kỳ linh động. Trong nháy mắt đã quay đầu bỏ chạy, đâu còn dám chống lại. Điền Văn Long là người cẩn thận hành sự, nhìn thấy đối phương có cường giả liền lập tức chạy trốn. Tuy rằng bản thân hắn cũng là vũ xuất, thế nhưng hắn chưa bao giờ mạo hiểm cho nên không tin vào sự may mắn. Phanh phanh, thanh âm bạo liệt liên tiếp vang lên, hơn trăm người đối phó với đám đệ tử hải sa môn kia chỉ cần chụp một cái là có người chết. Hơn trăm người lập tức nhảy lên mấy chiếc thuyền của hải tặc, bắt đầu công cuộc đổ sát. Thực lực hơn rất nhiều. Hơn nữa lúc này đệ tử hải sa môn đã bị dọa cho choáng váng cho nên cũng chỉ có chịu số phận bị tàn sát mà thôi. Hơn trăm người trên chiếc thuyền lớn kia hạ thủ không chút lưu tình. Dường như bình thường cũng đã trải qua những chuyện như thế này. Hai chiếc thuyền của hải sa môn có móc sắt liên kết với thuyền lớn kia cho nên căn bản không thể chạy thoát. Chưa tới một chung trà sau, người trên hai chiếc thuyền toàn bộ đều bị đánh chết sạch sẽ. Dám làm trễ thời gian của ta, đánh thuyền chìm xuống. Thanh niên mặc hoa phục lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, linh lực hội tụ trong tay hóa thành hai cỗ linh hỏa, một trái một phải ầm ầm đánh xuống. Hai hỏa cầu nóng bỏng xẹt qua không gian khiến cho sóng gợn trong không gian chuyển thành màu hồng. Phanh phanh, hai hỏa cầu nóng bỏng trong nháy mắt đánh xuống hai chiếc thuyền hải tặc. Tiếng nổ vang vọng, thân thuyền nổ tung, nước bắt đầu thông qua những cái khe tràn vào. Hai chiếc thuyền từ từ chìm xuống đáy biển. Biểu thiếu gia. Chiếc thuyền còn lại đã chạy, có nên đuổi theo hay không? Một lão giả vũ xuất nói với thanh niên mặc hoa phục. Đuổi, một người cũng không buông tha, dù sao cũng tiện đường. Thanh niên mặc hoa phục lạnh nhạt nói. Tiểu thư, người làm sao vậy? Có tâm sự gì sao?
Căn phòng nhỏ trên chiếc thuyền lớn kia cũng cực lớn, giống như một căn nhà vậy. Trong căn phòng tinh xảo kia, nha hoàn tên là Tiểu Uyển kia đang mở miệng hỏi nữ tử tuyệt mỹ. Nữ tử tuyệt mỹ không nhiễm bụi trần chống cằm, ánh mắt trong suốt. Bộ dáng này khiến cho bất kỳ nam nhân nào nhìn vào cũng phải yêu thương. Nữ tử này mở miệng, nói. Không biết số phận gia tộc lần này sẽ làm sao. Tiểu thư, người cứ yên tâm đi. Có biểu thiếu gia cùng với thực lực của thượng quan gia, có lẽ sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Tiểu Uyển kia mở miệng nói. Dáng vẻ xinh đẹp kia nếu như đem ra bên ngoài tuyệt đối cũng được coi là một mỹ nhân. Thế nhưng lúc này trước mặt nữ tử không nhiễm bụi trần kia cũng phải ảm đạm thất sắc. Thế nhưng so với nàng, đám người không thể so sánh được. Dù sao nàng cũng có tu vi linh phách. Thế nhưng ta không muốn. Ngươi biết rồi đó, biểu ca tuy rằng đối với ta không tồi, thế nhưng... Nữ tử không nhiễm bụi trần kia thở dài. Trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự buồn bã càng khiến cho người khác đau lòng. Ta biết tâm sự của tiểu thư, có câu không biết ta có nên nói hay không. Tiểu Uyển có chút do dự rồi nói, thân là nha hoàn của tiểu thư, có một số việc nàng cũng phải đúng mực, không thể tùy tiện mở miệng. Tiểu Uyển, chúng ta còn có gì mà không thể nói sao? Ta là tiểu thư của ngươi, thế nhưng một đoạn thời gian nữa sẽ không còn như vậy nữa. Nếu như ngươi cứ như vậy ta sẽ tức giận. Nữ tử tuyệt mỹ không nhiễm bụi trần kia ngẩng đầu nhìn Tiểu Uyển rồi nói. Tiểu thư, vì sao ta có chút cảm giác biểu thiếu gia tiếp cận tiểu thư còn có mục đích khác? Tiểu Uyển do dự một chút rồi khẽ nói. Nói xong, ánh mắt lập tức nhìn vào trên người tiểu thư. Nữ tử tuyệt mỹ kia không nói gì, dường như không nghe được những lời Tiểu Uyển nói. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trên thuyền, nhìn biển xanh mênh mông trước mặt khiến cho trong lòng nàng có chút thoải mái. Siêu siêu. Sóng nước cuồn cuộn, từng cơn sóng lớn khuếch tán ra bốn phía. Một con thuyền lớn nhanh chóng chạy trên hải vực. Trưởng môn, phía sau có người đuổi theo. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Trên bong tàu, mấy trưởng lão vũ tướng sắc mặt xám như cho tàn. Chiếc thuyền lớn kia không ngờ vẫn đuổi theo bọn họ không bỏ. Nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ qua đám người phía sau. Ánh mắt Điền Văn Long vô cùng ngưng trọng. Trên thuyền đối phương rõ ràng có cường giả. Nếu như tách ra được là tốt nhất. Trên hải đảo vắng vẻ. Lúc này hai tay Lục Lâm Thiên không ngừng đánh ra từng đạo thủ ấn. Mà mỗi lần ngưng tụ vũ khí thất bại chân khí tán loạn khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác đau đớn. Tuy rằng hắn có bất diệt huyền thể, thế nhưng chân khí tán loạn trong cơ thể hắn cũng không thể ngăn cản. Lần lượt thất bại rồi lại tu luyện, Lục Lâm Thiên đâu phải là người dễ buông bỏ. Có bất diệt huyền thể, mỗi một lần chân khí trùng kích cũng có thể chống lại được. Nếu như đổi lại là Vũ Vương nhị trọng khác thì không giống vậy. Bởi vì Vũ Vương nhị trọng bình thường độ dày rộng của kinh mạch cũng không bằng 1/10 của Lục Lâm Thiên. Trên phương diện thể chất thì càng không cần nói tới. Tu luyện vũ khí địa cấp sơ giai mỗi một lần thất bại, chân khí trung kích tuyệt đối không hề dễ chịu. Huống chi còn đồng thời tu luyện mấy bộ vũ khí địa cấp sơ giai. Đây quả thực chính là đi tìm chết. Nếu như người ngoài biết được Lục Lâm Thiên dùng tu vi Vũ Vương nhị trọng tu luyện nhiều vũ khí địa cấp như vậy nhất định sẽ trợn mắt há mồm. Vũ Vương nhị trọng bình thường có thể tu luyện vũ khí huyền cấp cao giai đã được coi là thiên tư bất phàm rồi. Tu luyện vũ khí địa cấp sơ giai căn bản là chuyện không có khả năng. Phải biết rằng Vũ Vương nhị trọng tuy rằng là cường giả, thể chất cũng không yếu. Thế nhưng tu luyện vũ khí địa cấp sơ giai, kinh mạch yếu đuối, chỉ cần thất bại nhiều lần, bị chân khí phản vệ đủ để khiến cho kinh mạch đứt ra từng khúc, bạo thể mà chết. Thế nên mới khiến cho mọi người không dám tu luyện vũ khí địa cấp sơ giai. Hơn nữa muốn tu luyện vũ khí địa cấp sơ giai yêu cầu lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính phải đủ. Ầm ầm. Phía sau đảo nhỏ, sóng nước đánh vào trên đá ngầm tạo thành bọt nước bắn tung tóe. Từng cơn sóng lan tràn ra bốn phía. Một lát sau, trên một khối đá ngầm, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống. Quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang màu lam. Một cỗ quang mang thuộc tính thủy nồng nặc bao phủ thân thể Lục Lâm Thiên. Lúc này Lục Lâm Thiên đang đắm chìm trong việc lĩnh ngộ. Trong hải vực rộng lớn này, toàn thân Lục Lâm Thiên chìm đắm trong cảnh giới huyền ảo. Giống như là bản thân hắn dung hợp với thuộc tính thủy. Loại cảm giác huyền ảo này khiến cho Lục Thiếu Du căn bản không cảm nhận được thời gian trôi qua. Vào đêm, sóng biển không ngừng đánh vào bãi đá ngầm như muốn cọ rửa bãi đá. Bọt nước bắn tung tóe. Những ngôi sao trên bầu trời lúc này thoạt nhìn cũng không xa lắm,
phảng phất như chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào những ngôi sao này. Gió đêm thôi qua mang theo cảm giác ẩm ướt, không oi bức, không lạnh lẽo cùng với mùi hương hỗn tạp của biển cả. Trên đảo nhỏ có một đạo quang mang phóng lên cao. Đạo quang mang này càng ngày càng chói mắt, khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Trong hải vực chung quanh, đám yêu thú trong nước lúc này căn bản không dám tới gần. Cả đám bắt đầu chạy ra xa. Mà Lục Lâm Thiên vẫn còn đang lĩnh ngộ thuộc tính thủy. Quanh thân được một vòng quang mang màu lam bao phủ giống như dung hợp vào làm một thể với sóng nước. Sóng nước chậm rãi tiến lên phía trước, trong lúc bất chi bất giác hoàn toàn bao phủ Lục Lâm Thiên vào bên trong. Một đêm tĩnh lặng trôi qua. Khi mặt trời hiện lên từ phương đông tỏa ra quang mang yếu ớt thì thủy triều lập tức rút lui. Lúc này sóng nước bao phủ Lục Lâm Thiên cũng chậm rãi rút xuống. Thân hình Lục Lâm Thiên hiện ra, quanh thân quanh quẩn quang mang màu lam, y phục không bị dính một chút nước nào, nhìn qua vô cùng huyền ảo. Đại ca, dường như ca ca lĩnh ngộ thuộc tính thủy ngày càng mạnh. Thân ảnh Lục Tâm Đồng xuất hiện ở phía sau hòn đảo nhỏ. Nhìn Lục Lâm Thiên phía xa, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc rồi nói. Đúng vậy, lấy tu vi của nhị đệ mà nói, lĩnh ngộ thuộc tính còn mạnh hơn ta nhiều. Điều này cũng khiến cho ta vô cùng kinh ngạc. Dương Quá nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Siêu! Ngay khi thủy triều rút đi, thân hình Lục Lâm Thiên đột nhiên động. Thân thể trong nháy mắt lướt qua mặt nước, thủ ấn trong tay không ngừng được kết. Đồng thời hai tay mang theo một đám tàn ảnh, theo sự biến hóa của thủ ấn, không gian mơ hồ vặn vẹo, tốc độ càng ngày càng nhanh. Thủ ấn được ngưng tụ, năng lượng thuộc tính thủy trong không trung giống như bị dẫn dắt, đột nhiên hội tụ quanh người Lục Lâm Thiên. Khi cỗ năng lượng thuộc tính thủy hội tụ tới một trình độ nhất định là lúc trong hải vực này gió thổi mây phun. Ngay sau đó một cỗ lực lượng vô hình cường hãn, cực đoan bắt đầu khuếch tán. Sóng nước cuồn cuộn giống như một cơn lốc không ngừng di chuyển. Toàn bộ không trung ba động, một cỗ khí tức khiến cho mọi người hết hồn lan tràn ra chung quanh. Lúc này, ánh mắt Dương Quá và Lục Tâm Đồng phía xa cũng có chút biến hóa, bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm. Trong không trung, Thiên Sĩ Tuyết Sư và Phi Thiên Ngô Công cũng tránh ra xa. Một cỗ uy áp mạnh mẽ từ trên người Lục Lâm Thiên khiến cho chúng nó không dám tới gần. Theo thủ ấn của Lục Lâm Thiên được kết, trong nháy mắt sóng biển cuồn cuộn phía dưới ba động mạnh mẽ. Sóng biển trong lúc mơ hồ chồng chất lên nhau. Giống như là vô số cơn sóng chồng chất lên tạo thành một vòng xoáy vô cùng lớn. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn trong không gian, khí thế mạnh mẽ lan tràn ra bốn phía. Trọng thủy kết giới. Giữa không trung, hai mắt Lục Lâm Thiên dưới hải vực mở ra. Hai mắt vừa mở, tinh quang trong mắt bắn ra. Một tiếng quát khẽ từ trong miệng Lục Lâm Thiên vang lên. Cánh tay vung lên, chân khí như hóa thành thực chất từ trong người hắn tuôn ra. Trong không trung, năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc lập tức ầm ầm hội tụ tới. Không gian run rẩy, cả hải vực cũng run rẩy, vô số sóng nước chồng chất lên nhau, lực lượng mạnh mẽ dùng tốc độ như thiểm điện lan tràn ra bốn phía. Một vòng xoáy kinh khủng hội tụ, không gian gần như bị nghiền nát, một cỗ ba động vô cùng đáng sợ xuất hiện trong không gian. Dưới sự ba động này, trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Quá và Lục Tâm Đồng, phương viên 2.000 thước chung quanh, mặt nước lập tức dâng cao trên trăm thước. Không gian trên 2.000 thước chung quanh trực tiếp bị một dòng xoáy lớn bao phủ. Dòng xoáy này xoay tròn mang theo một cỗ khí tức kinh khủng tới cực điểm. Thế nhưng nhìn qua lại vô cùng bình tĩnh, chỉ có người thực lực tới một trình độ nhất định không khó phát hiện ra. Tốc độ bên trong dòng xoáy này đã tới tình trạng dùng mắt thường không thể nhìn thấy được. Siêu siêu! Một cỗ kết giới đột nhiên hiện lên, lúc này trong hải vực gió nổi mây phun. Sóng biển gào thét, thậm chí còn mang theo cảm giác hỗn loạn giống như ngày tận thế. Dòng xoáy trên bầu trời càng lúc càng yên tĩnh, thế nhưng trên thực tế lại càng lúc càng xoay tròn nhanh. Áp lực càng lúc càng lớn, rốt cuộc đã vượt quá giới hạn không gian có thể chịu đựng. Đột nhiên có tiếng nổ vang vọng. Phanh phanh phanh. Tiếng nổ vang lên trong hải vực, cả hải vực rung động, nước bị đánh lên cao chừng vài trăm thước. Không gian giống như ngày tận thế đang xảy ra. Gợn sóng trong không gian bị xé thành những mảnh nhỏ, sóng nước ngập trời, không gian run rẩy, cả hòn đảo rung động, lực lượng kinh khủng giống như một cơn lốc cuốn qua phương viên 2.000 thước chung quanh hải vực mang theo sóng nước ngập trời. Thật mạnh mẽ, Dương Quá, Lục Tâm Đồng kinh hãi, trong lúc vô hình hai người cũng phải lùi lại một ít.
trong lòng cảm thấy có chút lạnh lẽo. Khi tất cả khôi phục bình thường, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trên không trung, khóe miệng khẽ nhếch lên mang theo sự vui vẻ, lẩm bẩm nói. Rốt cuộc trọng thủy kết giới cũng có chút thành tựu. Ngao! Đột nhiên trên đảo nhỏ có một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa. Một cỗ khí thế bàng bạc lập tức phóng lên cao. Trong hải vực mênh mông lúc này có hai chiếc thuyền lớn rẽ nước lao đi, tốc độ nhanh tới cực hạn. Ầm ầm, toàn bộ hải vực ầm ầm nổ tung, sóng nước lớn không biết từ đâu chen chúc tới, giống như là biển gầm. Trong sóng biển ngập trời, hai con thuyền lớn cũng phải lắc lư không ngớt. Ngao! Ngay khi đám người trên hai chiếc thuyền lớn kinh ngạc thì ở chân trời phía xa đột nhiên có một tiếng long ngâm vô cùng lớn truyền tới. Âm thanh xuyên thấu không gian khiến cho linh hồn mọi người run rẩy. Ồ! Trên bong tàu, một thân ảnh xinh đẹp đột nhiên nhảy ra. Nữ tử tuyệt mỹ không nhiễm bụi trần đáp xuống bong tàu, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc nhìn về phía xa. Biểu muội, làm sao vậy? Sau đó thanh niên mặc hoa phục lập tức từ trong buồng nhỏ trên tàu lắc mình đi tới bên người nữ tử xinh đẹp này. Biểu ca, nơi này có chút không bình thường, chúng ta nên mau chóng rời đi. Nữ tử tuyệt mỹ nhíu mày nhanh chóng nói. Nam tử mặc hoa phục nhìn về phía xa, lập tức nói. Được, tất cả nghe theo biểu muội. Nhanh, đuổi theo chiếc thuyền phía trước, không chơi trò mèo đuổi chuột với bọn chúng nữa. Thanh niên hoa phục quay đầu nói với mấy người phía sau. Siêu siêu. Theo sự phân phó của thanh niên mặc hoa phục, tốc độ chiếc thuyền lớn đột nhiên tăng vọt. Hóa ra dọc đường đi bọn họ luôn chơi trò mèo vờn chuột với con thuyền phía trước. Trưởng môn, chiếc thuyền phía sau vẫn đang đuổi theo. Chúng ta làm gì bây giờ? Trên thuyền của Hải Sa Môn, một đại hán tu vi vũ tướng nói với Điền Văn Long, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Sắc mặt Điền Văn Long lúc này cũng cực kỳ khó coi. Ánh mắt nhìn về tòa hoang đảo phía xa rồi cắn răng nói. Nhanh, đi tới hoang đảo kia. Trưởng môn, nơi đó hình như có cường giả. Một vũ tướng khác lập tức nói. Ngày hôm qua bọn họ đã từng tới đó. Mặc kệ, trước tiên đi tới đó cái đã. Điền Văn Long nói, bởi vì trên hoang đảo kia có cường giả cho nên hắn mới có hy vọng hóa giữ thành lành. Tốt nhất là khiến cho đám người phía sau xung đột với cường giả trên đảo. Đến lúc đó không chừng hắn sẽ làm ngư ông đắc lợi. Vị nữ tử tuyệt sắc trên chiếc thuyền kia nếu như rơi vào trong tay hắn, cho dù bảo hắn sống ít đi mấy năm cũng đáng. Biểu thiếu gia, bọn họ vẫn đang chạy trốn. Trên chiếc thuyền lớn, một lão giả mỉm cười nhìn vào chiếc thuyền hải tặc phía xa rồi nói. Phía trước hình như là một hải đảo, bọn họ không còn đường lui nữa rồi. Thanh niên mặc hoa phục nói, trong mắt bắn ra sát khí. Trên hải đảo, thân thể to lớn của tiểu long cuồn cuộn. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được năng lượng quanh người nó đã trở nên cực kỳ cuồng bạo. Một cỗ năng lượng cường hãn trong thiên địa nhanh chóng ngưng tụ, giống như tạo thành một dòng xoáy trên người tiểu long. Cuối cùng đều bị tiểu long thông qua lân phiến trên người hút vào cơ thể. Năng lượng cường hãn trong thiên địa tiến vào trong cơ thể, khí tức trên người tiểu long nhanh chóng kéo lên. Không gian chung quanh rung động, mà không gian quanh người tiểu long lúc này hoàn toàn vặn vẹo. Khí tức thật mạnh mẽ. Nhìn đám năng lượng thiên địa không ngừng kéo tới. Cảm nhận cỗ khí tức kinh khủng kia khiến cho ngay cả Dương Quá lúc này cũng có chút run sợ. Ca ca, tiểu long sắp đột phá rồi. Lục Tâm Đồng nhìn thân thể giống như ngọn núi nhỏ của tiểu long trước mặt khẽ mỉm cười, có vẻ vô cùng hưng phấn. Tố thể dường như sắp thành công. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú về phía trước, quanh thân tiểu long lúc này này vô hình chung khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác không giống khi trước. Có lẽ rất nhanh tiểu long sẽ đột phá, nghĩ tới sự biến thái của tiểu long mà nói. Sau khi đột phá thất giai thực lực sợ rằng sẽ tới một trình độ vô cùng đáng sợ. Ngao! Bản thể khổng lồ của tiểu long dựng lên, thân thể tiểu long giống như rồng bay lên trời. Trong nháy mắt năm đạo long trảo xuất hiện, năng lượng trong thiên địa hội tụ. Toàn bộ không gian phong vân biến sắc, chỉ trong nháy mắt toàn bộ bầu trời hòn đảo nhỏ bị một tầng mây dày đặc bao phủ. Trong tầng mây mơ hồ có tiếng sấm vang lên. Siêu siêu, gió nổi mây phun, trên lân phiến của tiểu long lúc này bắn ra lưu quang. Mỗi một khối lân phiến dường như đều đang hấp thu năng lượng khổng lồ mà vô hình trong thiên địa. Trên đầu tiểu long, con mắt thứ ba mở ra, một cỗ khí thế cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể nó phô thiên cái địa bộc phát ra. Khí thế bạo phát, khí tức giống như đột phá bình cảnh đột nhiên phóng lên cao.
khí tức như một đạo quang trụ đánh tan gợn sóng trong không gian, đồng thời mang theo uy áp tuyệt đối. Toàn bộ bầu trời dưới cỗ khí tức cường hãn này trong nháy mắt run rẩy. Đồng thời thân thể Tiểu Long mang theo một cỗ uy thế tuyệt đối. Thân thể lần nữa tăng vọt, lân phiến trên thân thể to lớn của Tiểu Long dựng lên. Kình phong bắn ra bốn phía khiến cho không gian liên tục run rẩy. Bên trong còn có một cỗ khí tức nóng bỏng không gì sánh được đốt cháy gợn sóng trong không gian. Khí tức cường hãn đánh văng gợn sóng trong không gian. Một cỗ uy thế chấn động nhân tâm truyền ra. Chủ nhân, những người hôm qua lại tới lần nữa. Giữa không trung, Thiên Sĩ Tuyết Sư đi tới phía sau Lục Lâm Thiên rồi nói. Trong hải vực phía xa lúc này có hai chiếc thuyền lớn nhanh chóng chạy tới. Tuyết Sư, Phi Thiên Ngô Công, giết không tha. Lục Lâm Thiên ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại, lập tức mở miệng nói. Bây giờ Tiểu Long đột phá mới là việc quan trọng, tới lúc cuối cùng này Lục Lâm Thiên không thể để xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Vâng. Nhị thú đáp, thân thể to lớn xuyên qua tầng mây mang theo uy áp kinh người. Trong nháy mắt thân thể bành trướng tới hơn 600 thước. Đó là cái gì? Trên hải vực, đám người hải sa môn nhìn kỹ về phía trước rồi mở miệng nói. Phía xa lúc này trên hoang đảo kia không ngờ lại bị từng tầng mây dày đặc bao phủ. Bên trong những tầng mây dày đặc này còn có một cỗ năng lượng nồng đậm. Bọn họ căn bản không thể nhìn thấy rõ hình ảnh bên trong. Thế nhưng trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy được bên trong tầng mây dày đặc kia có tiếng sấm vang lên, cùng với một cỗ uy áp kinh người bắt đầu lan tràn. Uy áp thật mạnh mẽ, đó là cái gì? Lúc này trên bong tàu của thuyền lớn, mấy linh xuất, vũ xuất tức thì biến sắc. Nữ tử xinh đẹp không nhiễm bụi trần kia cũng nhìn về phía hòn đảo mây mù lượn lờ kia, linh hồn có chút run rẩy. Không tốt, dường như có linh thú đột phá tới thất giai. Nữ tử tuyệt mỹ không nhiễm bụi trần kia mở miệng nói. Trong mắt có một chút bất an. Ha ha, có linh thú đang đột phá thất giai. Vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm. Hiện giờ động thủ chính là lúc thích hợp nhất. Ánh mắt thanh niên mặc hoa phục có chút vui vẻ. Có linh thú đang đột phá thất giai, đây chính là việc rất hiếm gặp phải. Linh thú, yêu thú lúc đột phá chính là lúc uy lực giảm lớn. Nếu như có thể thu phục được linh thú, yêu thú lục giai hậu kỳ, cho dù là một viên linh đan lục giai hậu kỳ cũng là đáng giá. Biểu ca, chuyện này quá mạo hiểm, chúng ta lùi lại còn kịp. Nữ tử tuyệt mỹ không nhiễm bụi trần ngăn cản, mở miệng nói. Thanh niên mặc hoa phục dường như đã quyết định, linh thú lục giai hậu kỳ đối với hắn mà nói tuyệt đối có lực mê hoặc vô cùng lớn. Hắn mở miệng nói. Biểu muội, trên người muội cũng có chút thủ đoạn, cho dù là linh thú kia đột phá xong cũng không nhất định có thể làm gì được chúng ta. Đây chính là cơ hội khó gặp a. Tiểu thư, linh thú lục giai hậu kỳ đột phá, tuy rằng có chút mạo hiểm, thế nhưng nếu chúng ta có thể thu phục thì không uổng đi chuyến này. Loại cơ hội này quả thực khó cầu. Một lão giả dường như là trưởng lão lên tiếng nói với nữ tử tuyệt mỹ. Nữ tử tuyệt mỹ không nói thêm gì, dường như đã cam chịu. Thế nhưng sắc mặt nàng lại có chút lo lắng, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Ngay lúc này đôi mắt xinh đẹp nhíu lại. Trong mắt nàng có hai chấm, một trắng một đen đang nhanh chóng phi tới. Chỉ trong nháy mắt bản thể khổng lồ hiện ra, đó chính là hai đầu yêu thú khổng lồ. Hai đầu thú ảnh khổng lồ xuất hiện, lúc này đám người trên hai chiếc thuyền lớn cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước. Xuất hiện trong mắt mọi người, bên trái là một đầu yêu thú khổng lồ, thân thể chừng hơn 600 thước. Cả người trắng như tuyết, lông mao kéo dài từ đầu tới ngực và vai. Phía sau còn có một cái đuôi lớn đang cuộn lại. Giống. Đôi mắt lớn của đầu yêu thú màu trắng này giống như chuông đồng. Cái miệng đỏ lòm phát ra thanh âm trầm thấp. Hàn mang bắn ra bốn phía, tiếng gầm gừ quanh quẩn trên bầu trời. Đôi cánh giống như trong suốt khẽ vỗ một cái, không khí chung quanh lập tức giống như cuồng phong khuếch tán ra chung quanh. Mà đầu yêu thú thứ hai dáng dấp vô cùng dữ tợn. Trên tám cặp cánh vang lên tiếng xé gió sắc bén. Những cặp cánh vỗ mạnh xoay quanh trên không trung, thân thể vô cùng khổng lồ không gì sánh được, giống như là một cây gậy trúc, phía dưới có không ít cái chân lớn, trên chân còn có rất nhiều răng cưa sắc bén bắn ra hàn mang ngập trời. Khí tức cuồng bạo bức nhân mang theo khói độc nhẹ nhẹ quanh quẩn. Nhìn thấy hai đầu yêu thú khổng lồ này, đám người trên hai chiếc thuyền kinh hãi. Yêu thú khổng lồ như vậy khiến cho mọi người vừa nhìn vào đã biết hai đầu yêu thú này đã tới lục giai. Đây là Thiên Sĩ Tuyết Sư và Phi Thiên Ngô Công. Trên bong tàu,
nữ tử tuyệt mỹ và thanh niên mặc hoa phục, còn có hai người vũ xuất, linh xuất vô cùng kinh hãi. Hai đầu yêu thú này đều vô cùng khó gặp, thiên sĩ tuyết sư chính là vương giả trong đám yêu thú phi hành thuộc tính phong. Tốc độ vô cùng hoàn mỹ, tuyệt đối được coi là vua của vạn thú. Mà phi thiên ngô công kia cũng là yêu thú cực kỳ khó gặp. Không chỉ toàn thân kịch độc mà huyết mạch cũng rất cao. Huyết mạch so với thiên sĩ tuyết sư cũng chỉ kém một chút mà thôi. Không tốt, đều là lục giai hậu kỳ. Trong nháy mắt nữ tử tuyệt sắc kinh hãi. Hai đầu yêu thú lục giai hậu kỳ, bọn họ căn bản không thể chống lại. Huống chi phía trước còn có linh thú lục giai hậu kỳ đang đột phá thất giai. Sắc mặt thanh niên mặc hoa phục cùng với hai lão giả kia đại biến. Ánh mắt biến ảo không ngừng. Hai đầu yêu thú lục giai hậu kỳ này bằng vào bọn họ tuyệt đối không thể chống lại. Nhân loại đáng chết, chủ nhân bảo các ngươi cút, các ngươi lại còn dám tới, muốn chết sao? Trong bầu trời, phi thiên ngô công rít lên một tiếng sắc bén. Tám cặp cánh rung động, thân hình lao thẳng về phía thuyền của Hải Sa Môn. Chạy mau! Kình phong từ trên trời ập xuống khiến cho tất cả đệ tử Hà Sa Môn kinh hãi. Yêu thú lục giai bọn họ lấy gì để chống lại? Sắc mặt Điền Văn Long lúc này cũng vô cùng kinh hãi. Yêu thú lục giai hậu kỳ hắn cũng không thể chống lại. Chân khí trên người bạo phát, thân thể cấp tốc thối lui rồi nhảy lên không trung, trực tiếp chạy trốn. Siêu siêu! Còn có mấy vũ giả phong hệ lúc này cũng ngưng tụ đôi cánh bằng chân khí nhanh chóng chạy trốn. Những người còn lại trong biển rộng mênh mông này không có cách nào chạy trốn. Phanh phanh! Thân thể to lớn của phi thiên ngô công trực tiếp đánh lên chiếc thuyền lớn. Chiếc thuyền này tuy rằng lớn, thế nhưng thân thể của phi thiên ngô công cũng không nhỏ, so với chiếc thuyền này còn lớn hơn một chút. Thân thể ầm ầm đánh vào trên thuyền, thanh âm trầm thấp vang vọng. Tiếng nổ quanh quẩn, dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, chiếc thuyền lớn kia trong nháy mắt bị đánh tan trong hải vực. Vũ xuất nhị trọng mà cũng muốn chạy sao? Nằm mơ! Điền Văn Long nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng thân hình vừa mới nhảy lên không trung thì trước người hắn đã có một cỗ khí tức mạnh mẽ khuếch tán. Thân hình khổng lồ không gì sánh được của thiên sĩ tuyết sư giống như một hòn đảo nhỏ đột nhiên xuất hiện ngăn cản trước người hắn. Hai mắt to lớn hiện lên sự hung ác, dùng tốc độ của hắn làm sao có thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của thiên sĩ tuyết sư. Thiên sĩ tuyết sư không ngừng lại một chút nào, hai cánh khổng lồ rung lên. Móng vuốt ập xuống giống như đại đao cắt vỡ không gian trực tiếp đánh về phía Điền Văn Long. Điền Văn Long muốn chạy trốn, thế nhưng trước mặt thiên sĩ tuyết sư hắn làm sao có thể thoát được. Ý nghĩ vừa mới hiện lên trong đầu hắn thì móng vuốt giống như lưỡi dao sắc bén của thiên sĩ tuyết sư trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn. Siêu siêu! Sắc mặt kinh hãi thế nhưng Điền Văn Long cũng không vì thế mà quên phản kháng. Trong lúc nguy cấp hắn cắn răng, tay phải giương lên. Một cánh tay bắn ra quang mang, mang theo một cơn cuồng phong hung hăng đánh về phía móng vuốt của thiên sĩ tuyết sư. Đồng thời quanh người cũng được bao phủ bởi một vòng quang cháo. Hừ, không biết lượng sức mình. Thanh âm trầm thấp của thiên sĩ tuyết sư vang lên, hoàn toàn không để ý tới Điền Văn Long. Móng vuốt xẹt qua không gian, dưới móng vuốt của thiên sĩ tuyết sư, không gian bị áp chế mà vặn vẹo. Cạch cạch. Cánh tay tràn ngập hàn mang của Điền Văn Long dưới móng vuốt của thiên sĩ tuyết sư lập tức hóa thành những mảnh nhỏ. Thân thể nho nhỏ dưới móng vuốt của thiên sĩ tuyết sư giống như một con kiến, bị móng vuốt sắc bén hung hăng đánh xuống. Cạch cạch, thanh âm giống như nghiền nát vang lên. Hộ thân cương khí của Điền Văn Long lập tức bị phá hủy, thân thể trực tiếp bị xé thành những mảnh nhỏ rồi hóa thành máu tươi rơi xuống hải vực. Vũ xuất nhị trọng căn bản không phải là đối thủ của thiên sĩ tuyết sư lúc này. Trên đảo nhỏ, từng đám mây mù dày đặc lượn lờ. Quanh thân thể to lớn của Tiểu Long mơ hồ tràn ra uy năng khiến cho không gian vặn vẹo. Một lát sau, hai mắt to lớn của Tiểu Long mở ra. Con mắt thứ ba cũng hiện, một tiếng rít gào vang vọng. Ngao! Tiếng rít gào này giống như rồng ngâm. Thanh âm hóa thành thực chất lan tràn ra chung quanh khiến cho trong hải vực xuất hiện từng cơn sóng lớn. Trong hải vực vô biên lúc này từ bốn phương tám hướng vang lên vô số tiếng rít gào. Tiếng gầm gừ của vô số yêu thú trong nước vang lên như là phụ họa với Tiểu Long vậy. Uy áp thật mạnh mẽ. Nhìn lên bầu trời, Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Bên trong tiếng ngâm của Tiểu Long có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn hắn run rẩy. Huyết mạch do Thanh Long Linh Hoàng tộc và Huyền Vũ Yêu Hoàng tộc kết hợp quả thực vô cùng kinh khủng. Thật mạnh mẽ. Dưới cỗ uy áp này, hai người dương quá,
Lục Tâm đồng thân là nhân loại cũng bị áp chế. Dưới ánh mắt chăm chú của ba người, bản thể khổng lồ của Tiểu Long không ngừng cuồn cuộn trong tầng mây khiến cho gió nổi mây phun. Thân thể to lớn đột nhiên bành trướng tới hơn 700 thước. Trên người tràn ngập quang mang cũng với hỏa diễm màu vàng. Phía dưới, năm đạo long chảo bắn ra khí cường hãn. Dưới long chảo, gợn sóng trong không gian vặn vẹo, có tiếng sấm ỉ ùng chấn động nhân tâm vang lên không ngừng. Huyền Vũ Thân, Thanh Long Chảo. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài. Tuy rằng thiên phú của hắn không tồi, thế nhưng so với Tiểu Long thì không biết ai mạnh ai yếu. Một đường tu luyện bản thân đều phải liều mạng mới nhận được chỗ tốt. Mà Tiểu Long dường như vô cùng dễ dàng đi tới bước này. Đây chính là chỗ tốt của huyết mạch A. Trong hải vực, con thuyền lớn của Hải Sa Môn bị chìm xuống. 200 đệ tử Hải Sa Môn đang bơi trên mặt nước. Dù sao cũng là người kiếm ăn trên mặt nước cho nên kỹ năng bơi cũng không kém. Cả đám sau khi ngoi lên lập tức chạy trốn. Các ngươi trốn không thoát đâu. Phi Thiên Ngô Công dữ tợn bay tới. Thân thể to lớn giống như một đầu mãng xà xẹt qua không trung. Trong miệng đột nhiên phun ra một đạo khói độc bao phủ trong hải vực. Khói độc phun ra, trong hải vực xanh thẳm lúc này đột nhiên chuyển thành một màu đen kịt. Khói độc trong nháy mắt tràn ra. A! Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đệ tử Hải Sa Môn đang chạy trối chết trực tiếp bị khói độc bao phủ rồi bị độc mà chết. Mấy trăm người chỉ trong chốc lát đã hóa thành thi thể trôi nổi trên mặt nước. Kịch độc của Phi Thiên Ngô Công quả nhiên không phải bình thường. Là bọn hắn, không tốt, mau lui lại. Trên khuôn mặt nữ tử tuyệt mỹ kia lập tức hiện lên sự ngưng trọng. Thiên Sĩ Tuyết Sư Lục Giai Hậu Kỳ và Phi Thiên Ngô Công Lục Giai Hậu Kỳ tuyệt đối không dễ chọc. Huống chi nhìn thấy Thiên Sĩ Tuyết Sư nữ tử tuyệt mỹ lập tức nhớ tới hai nam một nữ trên Hoàng Nham Đảo, còn có một tiểu đồng. Đám người kia vừa có Linh Vương, Vũ Vương, còn có linh thú Lục Giai. Lúc này Thiên Sĩ Tuyết Sư cùng Phi Thiên Ngô Công xuất hiện cho nên phía trước nhất định là linh thú Lục Giai kia đang đột phá. Mấy người kia đều không phải là hạng ngươi nhân từ, tuyệt đối không thể trêu chọc. Nhanh, lui lại. Thanh niên mặc hoa phục trong nháy mắt cũng phục hồi tinh thần lại. Phía trước có linh thú Lục Giai Hậu Kỳ đang đột phá. Hiện tại lại có Thiên Sĩ Tuyết Sư và Phi Thiên Ngô Công trước mặt bọn họ chỉ có thể lùi lại mà thôi. Hừ, các ngươi còn muốn trốn sao? Đã muộn rồi. Thân thể to lớn của Phi Thiên Ngô Công dùng tốc độ nhanh như thiểm điện vẹt qua. Thân thể to lớn giống như một đầu mãng xà đột nhiên xuất hiện phía trước chiếc thuyền lớn kia. Giống giống. Thân thể to lớn của Thiên Sĩ Tuyết Sư trong nháy mắt cũng từ phía trên đánh xuống. Hai cánh mang theo không khí rít gào khiến cho chiếc thuyền lung lay. Chúng ta vô ý mạo phạm. Hiện tại chúng ta lập tức đi. Nữ tử tuyệt mỹ ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Sĩ Tuyết Sư rồi nói. Phụng mệnh chủ nhân, giết không tha. Thiên Sĩ Tuyết Sư rít lên một tiếng. Hai cánh mở rộng, một vòng quang mang trong suốt lập tức bao phủ cơ thể. Chỉ trong nháy mắt Thiên Sĩ Tuyết Sư dùng tốc độ kinh khủng tới mức không thể tưởng tượng nổi, mang theo cuồng phong đánh xuống phía chiếc thuyền lớn kia. Tiểu thư, cẩn thận. Hai lão giả trưởng lão kia lập tức nhảy lên, một vũ xuất một linh xuất đột nhiên đánh về phía Thiên Sĩ Tuyết Sư. Người bên trái linh lực bạo phát, một cỗ linh hỏa được ngưng tụ thành một đạo quyền ấn nóng bỏng xẹt qua hư không sau đó đánh về phía Thiên Sĩ Tuyết Sư. Trước quyền ấn, từ phía xa nhìn lại không ngờ lại thấy không gian dường như bị bốc hơi mà vặn vẹo. Người bên phải chân khí bạo phát, trong tay xuất hiện một thanh trường côn màu xanh, chân khí trong cơ thể được rót vào trường côn, côn mang chói mắt lập tức bắn ra. Một đạo côn mang nhanh như thiểm điện, mang theo kình khí cuồng bạo hung hăng bổ về phía Thiên Sĩ Tuyết Sư. Đối mặt với công kích của một linh xuất và vũ xuất, từ trong miệng Thiên Sĩ Tuyết Sư thở ra một vòng xoáy trực tiếp bắn về phía hai người. Chung quanh dòng xoáy lúc này, thậm chí ngay cả hư không cũng vặn vẹo. Trong không gian to lớn không ngừng rung động, thanh âm đinh tai nhức óc cùng với tiếng xé gió vang lên không ngừng. Tiếp theo đó âm hưởng giống như sấm sét đột nhiên vang vọng trên không trung. Phanh phanh, thanh âm giống như sấm sét vừa dứt, cả không trung lập tức hỗn loạn. Hai lão giả vũ xuất và linh xuất kia đột nhiên bị đánh bay về phía sau rồi rơi xuống bong tàu. Tức thì cả bong tàu bạo liệt. Một cái động lớn hiện ra trước mặt mọi người. Siêu siêu. Hai người rơi xuống mặt thuyền, miệng phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Mọi người trên bong tàu nhìn thấy cảnh này không khỏi hít sâu một hơi. Hai người trưởng lão không ngờ lại hoàn toàn không thể ngăn cản.
Cảnh này khiến cho sắc mặt nữ tử tuyệt mỹ đại biến. Không có một chút do dự nào, cánh tay lập tức kết thủ ấn. Trên chiếc nhẫn chữ vật đột nhiên có một đạo lưu quang phóng lên cao. Ngao! Một tiếng gầm gừ lớn quanh quẩn trong không trung. Giữa không trung trong nháy mắt có một đầu khôi lỗi màu đỏ xuất hiện. Cả thân khôi lỗi đỏ rực giống như có hỏa diễm bao quanh. Thân khôi lỗi cao chừng 3 thước, có 4 chi, cái đầu dữ tợn giống như một con gấu. Quanh người còn có năng lượng trong thiên địa nhàn nhạt, một cỗ khí tức khiến cho người ta kinh hãi lan tràn ra. Khôi lỗi cấp 7 sao? Nhìn đầu khôi lỗi cấp 7 đột nhiên xuất hiện này, Thiên Sĩ Tuyết Sư và Phi Thiên Ngô Công lập tức ngẩn ra. Thiên Sĩ Tuyết Sư đi theo chủ nhân đã lâu, đối với khôi lỗi nó hiểu rất rõ. Bằng vào tu vi của nó và Phi Thiên Ngô Công hiện tại còn chưa thể đối phó với khôi lỗi cấp 7 được. Ngao! Trên đảo nhỏ, tầng mây dày đặc kia dưới tiếng gầm của tiểu long lập tức cuồn cuộn. Một tiếng long ngầm lần nữa vang lên. Trong không trung, năng lượng bàng bạc trong thiên địa đột nhiên bạo phát. Khi tiếng long ngâm kia vừa dứt, thân thể tiểu long bắt đầu thu nhỏ lại rồi hóa thành một đạo quang mang. Phía ngoài tràn ngập hỏa diễm màu vàng. Lúc này tầng mây dày đặc kia cũng chui vào trong cơ thể tiểu long. Khi tầng mây bàng bạc vô biên kia bị tiểu long hút sạch thì hỏa diễm trên người nó cũng tắt. Quang mang thu liễm, một thân ảnh nho nhỏ chậm rãi xuất hiện trong mắt 3 người. Tiểu long, rốt cuộc ngươi cũng đột phá. Nhìn thấy tiểu long, Lục Tâm Đồng lập tức nhảy tới, miệng nở nụ cười vui vẻ. Đột phá thất giai quả nhiên có chút khó khăn, thiếu chút nữa ta đã không chống lại được. Tiểu long cười hắc hắc. Sau khi đột phá thất giai, thân thể của nó cũng cao hơn không ít. Bộ dáng trước đó là một tiểu đồng chừng 6-7 tuổi, hiện tại thoạt nhìn giống như 11-12 tuổi. Bộ trường bào màu vàng trên người làm toát ra khí tức tôn quý. Mái tóc vẫn khả ái màu vàng như cũ. Trong đôi mắt sáng sủa phảng phất có một cỗ khí tức khiến cho người khác nhìn vào phải thần phục. Còn có mi tâm, bên trong có một đạo ấn ký màu vàng. Đạo ấn ký này giống như là một con mắt khác. Có vẻ vô cùng thần bí mà yêu dị. Thuận lợi đột phá là được rồi. Lục Lâm Thiên cũng lắc mình đi tới bên người tiểu long. Theo thói quen vỗ một cái vào gáy tiểu long. Lão đại, huynh lại đánh đệ. Tiểu long trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, mở miệng kháng nghị nói. Sau đó hai tay ôm lấy gáy mình. Đánh đệ thì làm sao? Chẳng lẽ đệ định tạo phản? Có bản lĩnh thì đánh ta đi. Lục Lâm Thiên đắc ý mỉm cười, nụ cười vô cùng sán lạn. Phanh! Lục Lâm Thiên vừa mới nói xong, trước mắt đột nhiên có một đạo quang mang chợt lóe. Từ đằng sau gáy vang lên thanh âm thanh thúy. Thanh âm vừa dứt, ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi. Trên gáy truyền đến cảm giác đau đớn khiến cho hắn bất ngờ. Siêu! Thân ảnh tiểu long lần nữa xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt mà thôi. Nhìn lão đại, tiểu long có chút kinh bỉ rồi mỉm cười nói với Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng, ngươi phải làm chứng cho ta nha, là lão đại tự mình yêu cầu ta đánh huynh ấy, ta còn chưa gặp ai có yêu cầu quái dị như vậy. Tiểu Long, tiểu bất điểm nhà đệ, dám tập kích lão đại ta sao? Lục Lâm Thiên vuốt gáy, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trừng mắt nhìn về phía Tiểu Long. Bản thân hắn không ngờ lại bị Tiểu Long vỗ gáy, tốc độ của Tiểu Long không ngờ lại kinh khủng tới mức như vậy. Ha ha, Tiểu Long, ta giúp đệ. Vừa rồi ta cũng nghe thấy chính đệ ấy muốn đệ ra tay nha. Nếu như đệ ấy dám đối phó với đệ, ta sẽ giúp đệ chống lại đệ ấy. Dương Quá cười lớn. Ca ca, lần này muội cũng không giúp huynh. Vừa rồi là chính miệng huynh yêu cầu nha. Lục Tâm Đồng cũng mỉm cười đứng ở bên cạnh Tiểu Long. Hắc hắc, lão đại, con mắt của quần chúng tuyệt đối là rõ nhất nha. Tiểu Long đắc ý nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn 3 người sau đó đột nhiên nhíu mày rồi nói. Mau nhìn, kia là cái gì? 3 người biến sắc, không tự chủ được mà quay đầu lại nhìn về phía sau. Phanh! Một thanh âm thanh thúy từ trên gáy tiểu long vang lên. Một tiếng cười đắc ý cũng theo đó mà vang vọng. Đừng quên, ta mới là lão đại của đệ. Đây chính là hậu quả của việc không tôn kính với lão đại. Dám làm phản sao, đệ vẫn còn non một chút. Hắc hắc! Lão đại, có giỏi thì huynh đừng chạy. Tiểu Long xoa gáy, lập tức quát lớn. Ta cần chạy sao, phía trước thật náo nhiệt nha. Khi thanh âm của Lục Lâm Thiên vừa dứt, thân thể đã biến mất tại chỗ. 2 người các ngươi vừa rồi cũng không giúp ta. Vuốt vuốt gáy,
Tiểu Long nhìn chằm chằm vào Lục Tâm Đồng và Dương Quá tức giận nói. Tiểu Long, lão đại đệ quá giảo hoạt, ta cũng không ngờ tới. Dương Quá mỉm cười. Lục Tâm Đồng cũng dùng ánh mắt đồng tĩnh nhìn Tiểu Long. Tiểu Long, lần sau ngươi phải cẩn thận một chút, để ta xem có đau không. Chi chi. Trong hải vực, thanh âm quái dị từ trong miệng Phi Thiên Ngô Công quanh quẩn trên không trung. Đối mặt với đầu khôi lỗi cấp 7 này, nó và Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng không dám ngạnh kháng. Thế nhưng đã được chủ nhân phân phó, bọn nó cũng không thể buông tha những người này. Hừ, hai nghiệt xúc các ngươi. Nếu không lui ra thì ta sẽ không khách khí với các ngươi nữa. Có khôi lỗi cấp 7 sơ giai tỏa chấn, sự lo lắng trong mắt thanh niên mặc hoa phục lập tức tan biến. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía Thiên Sĩ Tuyết Sư và Phi Thiên Ngô Công rồi lớn tiếng nói. Một linh xuất tam trọng nho nhỏ không ngờ lại có khẩu khí lớn như vậy. Tỏa kỵ của ta há là thứ mà để cho một linh xuất nho nhỏ như ngươi có thể hô to gọi nhỏ như vậy sao? Đúng lúc này, trước không trung đột nhiên có một đạo lưu quang màu xanh xuất hiện. Mấy đạo thân ảnh hầu như cùng một lúc hiện ra. Chính là bốn người Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long. Ra mắt chủ nhân, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Phi Thiên Ngô Công lập tức hành lễ rồi lùi lại phía sau mấy người chủ nhân. Mà nhìn thấy bốn người đột nhiên xuất hiện này, nữ tử tuyệt mỹ cùng với nha hoàn có tên là Tiểu Huyền kia đột nhiên hoảng hốt. Sắc mặt đại biến. Thanh niên mặc hoa phục nhìn bốn người đột nhiên xuất hiện, ánh mắt không ngừng đảo qua bốn người. Cỗ khí thế vô hình trên người bốn người này khiến cho hắn cực kỳ áp lực. Thực lực của đối phương tuyệt đối bất phàm, thế nhưng những người này thu liễm tu vi cho nên hắn cũng không thể nhìn ra. Sau khi nhìn qua trên người Lục Tâm Đồng lần nữa, cơ mặt thanh niên này co quắp một cái rồi mở miệng nói. Các hạ là người phương nào? Chúng ta là ai ngươi còn chưa xứng để biết? Lục Lâm Thiên đảo qua đám người, tâm thần của hắn lúc này cũng đã bao phủ trên chiếc thuyền lớn này. Tu vi những người này Lục Lâm Thiên cũng đã nhận ra. Người có tu vi cao nhất chỉ là vũ xuất và linh xuất mà thôi. Còn có một ít vũ tướng. Phía trước lại còn một đầu khôi lỗi cấp 7 sơ giai đỏ rực, cũng không phải là phàm vật. Xem ra lai lịch những người này cũng không nhỏ. Mà cuối cùng, ánh mắt Lục Lâm Thiên bị nữ tử tuyệt sắc trên bong tàu hấp dẫn. Nữ tử này làn da như tuyết, khuôn mặt thanh tú tuyệt lệ. Dáng người cao gầy, bộ ngực như ẩn như hiện dưới y phục màu xanh. Hai mắt sáng như sao, khuôn mặt thanh tú, thoát tục giống như không nhiễm khói lửa nhân gian. Lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp kia dường như có chút bối rối và ngưng trọng. Thế nhưng vẫn không làm mất đi vẻ cao quý tao nhã, bất phàm của nàng. Đại nhân, chúng ta vô ý mạo phạm mong đại nhân thứ lỗi. Chúng ta sẽ lập tức rời đi. Nữ tử tuyệt mỹ nhìn Lục Lâm Thiên rồi lập tức cúi người hành lễ. Điều này khiến cho đám người trên bong tàu vô cùng kỳ quái. Tiểu Như nhà bọn họ là người cao quý không gì sánh được, không ngờ lúc này lại chủ động hành lễ với mấy người trước mặt. Vốn ta có thể tha cho các ngươi rời đi, thế nhưng người này lại hô to gọi nhỏ với tòa kỵ của ta. Vậy thì không thể tha cho các ngươi rồi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, khóe mắt nhìn vào trên người đầu khôi lỗi cấp 7 trước mặt. Khôi lỗi cấp 7, bằng vào tính cách của Lục Lâm Thiên làm sao hắn có thể buông tha cho được. Vốn Lục Lâm Thiên hoàn toàn có thể trực tiếp đoạt tới tay. Chỉ là dù sao hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không phải là người bình thường, tốt xấu gì bản thân hắn cũng là trưởng môn Phi Linh Môn. Có một số việc làm rõ ràng quá cũng không tốt, danh tiếng Phi Linh Môn cũng không thể bị phá hủy trong tay hắn. Lúc này coi như Lục Thiếu Du đã hiểu vì sao đại môn đại phái nhìn qua đạo mạo như vậy thế nhưng hành động nào cũng có thể âm thầm làm ra được. Đều là vì danh tiếng A. Đại nhân, biểu ca của tiểu nữ nói năng không suy nghĩ. Ta thay biểu ca xin lỗi đại nhân, mong đại nhân thứ lỗi. Nữ tử tuyệt mỹ quay sang thanh niên mặc hoa phục rồi nói. Biểu ca, mau xin lỗi vị đại nhân kia đi. Sao ta phải xin lỗi hắn? Ánh mắt thanh niên mặc hoa phục trầm xuống, tuổi của đối phương cũng không kém hắn bao nhiêu, bảo hắn xin lỗi đối phương, dựa vào cái gì? Từ trước tới giờ hắn chưa từng xin lỗi qua một ai. Biểu ca, mau xin lỗi đi. Nữ tử tuyệt mỹ lần nữa lên tiếng, thanh âm khiến cho người khác không thể phản kháng. Nhìn thấy ánh mắt của biểu muội, thanh niên mặc hoa phục lập tức thu hồi ánh mắt lạnh lùng, cắn răng nhìn lên bầu trời rồi nói. Ta xin lỗi. Coi như là xin lỗi, thế nhưng ngươi xem có thành ý hay không? Ta thấy dường như ngươi không phục lắm. Như vậy đi,
người tự móc hai mắt ta sẽ tha cho các ngươi. Bằng không, các ngươi phải để mạng lại. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Ánh mắt vừa rồi của thanh niên hoa phục kia Lục Lâm Thiên đương nhiên cũng nhìn ra được. Cái gì, ngươi đừng làn càn, nói cho ngươi biết, thượng quan gia tộc chúng ta là người của Thiên Vân Đảo. Nhường ngươi một tấc ngươi đừng có tiến thêm một thước. Nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt thanh niên mặc hoa phục mang theo sự tức giận. Thiên Vân Đảo. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi. Lẽ nào những người này là người của Thiên Vân Đảo sao? Thiên Vân Đảo một trong tứ các tứ đảo. Đạm Đài Tuyết Vi kia cũng là người của Thiên Vân Đảo. Thiên Vân Đảo thì sao? Ta ghét nhất bị kẻ khác uy hiếp. Ngươi cho rằng báo ra Thiên Vân Đảo là có thể bảo vệ được cái mạng nhỏ của ngươi sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên vô cùng lạnh lẽo. Nếu như đây là địa bàn của Thiên Vân Đảo thì có lẽ hắn sẽ không trêu vào người của Thiên Vân Đảo. Thế nhưng trong hải vực này hắn cũng không cần phải sợ Thiên Vân Đảo. Đám người này dám uy hiếp hắn, thế nên không thể buông tha. Ngươi dám, Thiên Vân Đảo sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thanh niên mặc hoa phục vốn tưởng rằng báo ra cái tên Thiên Vân Đảo sẽ dọa được đối phương. Thế nhưng hắn không ngờ đối phương lại không coi vào đâu khiến cho sắc mặt thanh niên mặc hoa phục bối rối. Cố nén vẻ hoảng hốt trong mắt, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Chỉ là lần này ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng nữa. Nực cười, chỉ biết dựa vào người khác bảo hộ còn dám tự cho mình bất phàm. Giữ ngươi lại thì có tác dụng gì? Lục Lâm Thiên lạnh lùng cười, ngón chân điểm nhẹ hư không. Một cỗ chân khí nóng bỏng từ trong người tràn ra. Thủ ấn biến hóa, năm đạo chỉ ấn mang theo chân khí ầm ầm đánh về phía thanh niên mặc hoa phục kia. Biểu ca, cẩn thận. Nữ tử tuyệt mỹ quát lên một tiếng. Trong lúc biến sắc thủ ấn lập tức được kết, trong chớp mắt này, đầu khôi lỗi đỏ rực kia đột nhiên ngăn cản trước năm đạo chỉ ấn rồi nhanh như thiểm điện đánh ra năm dạo quyền ấn, mang theo năng lượng vô hình lập tức va chạm với năm đạo chỉ ấn của Lục Lâm Thiên. Siêu siêu, năm đạo chỉ ấn bị năm đạo quyền ấn của khôi lỗi ngăn cản. Hai cỗ lực lượng đồng thời biến mất trong không trung, cả không gian run lên rồi yên tĩnh như cũ. Thế nhưng lúc này trong lòng thanh niên mặc hoa phục kia đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Vừa rồi đối phương xuất thủ, tuy rằng hắn còn chưa nhìn ra thực lực của đối phương. Thế nhưng thực lực của đối phương tuyệt đối hắn không thể chống lại. Khôi lỗi thất giai sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, thân thể lao thẳng về phía đầu khôi lỗi đỏ rực kia. Khôi lỗi thất giai quả thực không nên bỏ qua. Đại nhân, chúng ta không phải cố ý mạo phạm, mong đại nhân thứ lỗi. Nữ tử xinh đẹp nhìn thấy Lục Lâm Thiên đánh về phía khôi lỗi, cánh tay không ngừng huy động. Một đạo thủ ấn lặng lẽ được kết, đồng thời hai tay của khôi lỗi run lên, một đạo trưởng ấn nóng bỏng mang theo hỏa diễm như hóa thành thực chất xé rách không gian rồi hóa thành một đạo quyền ấn trong nháy mắt công kích về phía Lục Lâm Thiên. Đối mặt với một quyền của đầu khôi lỗi này, trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên vẻ châm chọc. Đầu khôi lỗi thất giai sơ kỳ này còn chưa đạt tới sơ kỳ đỉnh phong. Công kích cũng chỉ tương đương với vũ vương nhị trọng mà thôi. Hắn hoàn toàn không cần để ý tới. Phanh. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám người trên thuyền, đạo quyền ấn của đầu khôi lỗi kia trực tiếp đánh lên người Lục Lâm Thiên. Một tiếng trầm muộn lập tức vang lên, quanh người Lục Lâm Thiên có một cỗ quang mang quanh quẩn. Hộ thân cương khí hiện ra, một quyền kia đánh lên trên mặt hộ thân cương khí, sóng gợn trong không gian lập tức khuếch tán. Hộ thân cương khí lõm vào bên trong rồi lắc lư, thế nhưng còn chưa tới mức tiêu tán. Siêu. Trong nháy mắt này khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên rồi nở nụ cười nhạt. Thân thể giống như thuấn di đột nhiên xuất hiện trước người khôi lỗi. Trong mi tâm có một đạo quang mang nhanh như thiểm điện đánh vào trong mi tâm của đầu khôi lỗi đỏ rực kia. Đối phương không ngờ lại không coi một kích của khôi lỗi cấp 7 vào đâu, trực tiếp chống lại khiến cho sắc mặt nữ tử xinh đẹp kia hoảng hốt. Nhìn thấy đối phương lao thẳng về phía khôi lỗi, nữ tử xinh đẹp này tức thì khống chế khôi lỗi thối lui. Nhưng đột nhiên sắc mặt nữ tử tuyệt mỹ trong nháy mắt chuyển thành kinh hãi. Khi tâm thần nàng khống chế khôi lỗi thì phát hiện ra bên trong cơ thể khôi lỗi đã có thêm một đạo linh hồn lực khác đã xâm nhập vào. Cỗ linh hồn lực này đang nhanh chóng phá hủy linh hồn lực của nàng trong đầu khôi lỗi. Quyền khống chế khôi lỗi chuyển sang tay đối phương. Thu! Lục Lâm Thiên lăng không mà đứng, cánh tay vung lên. Đầu khôi lỗi thất giai kia trong nháy mắt cung kính đứng phía sau Lục Lâm Thiên. Trong lúc thu khôi lỗi của đối phương Lục Thiếu Du cũng ngạc nhiên phát hiện ra. Biện pháp bố trí khôi lỗi của nữ tử này có chút tương tự với hắn. Thế nhưng lại đơn giản hơn rất nhiều.
hơn nữa linh hồn lực của nữ tử này chỉ là linh suất cho nên căn bản không thể ngăn cản hắn đoạt quyền khống chế khôi lỗi. Không xong. Nữ tử tuyệt mỹ nhìn lên bầu trời, sắc mặt đại biến. Con bài chưa lật trong tộc nàng không ngờ lại dễ dàng bị đối phương đoạt lấy. Trong chớp mắt hai lão giả bị thương nặng trên bong tàu và thanh niên mặc hoa phục vô cùng khiếp sợ. Khôi lỗi thất giai sơ kỳ không ngờ lại dễ dàng bị đối phương đoạt đi như vậy. Dám xuất thủ với lão đại của ta, muốn chết. Đột nhiên ánh mắt Tiểu Long lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, thân thể nho nhỏ lao thẳng về phía nữ tử tuyệt mỹ. Bàn tay nhỏ bé như ngọc nắm lại, quyền ấn xuyên qua không gian mang theo kình phong mạnh mẽ hung hăng đánh xuống. Là linh thú thất giai. Nữ tử tuyệt mỹ dường như có thể thấy rõ tu vi của Tiểu Long, sắc mặt lập tức đại biến. Đồng thời cánh tay đánh ra một đạo thủ ấn quỷ dị, một cỗ khí tức quỷ dị lập tức hội tụ. Tiểu thư, cẩn thận. Hai lão giả bị thương nặng lập tức quát to. Mà lúc này thủ ấn trong tay nữ tử xinh đẹp kia đã được ngưng kết. Một cỗ khí tức quỷ dị hoàn toàn được hội tụ. Một tiếng gầm gừ trầm thấp từ trong tay nàng vang lên. Ngao. Một tiếng gầm giống như rồng, phượng mơ hồ vang lên trong lòng bàn tay nữ tử tuyệt mỹ này. Y phục trên người nàng tung bay, linh lực trên người tuôn ra. Trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái ấn quỷ dị. Cái ấn này giống rồng mà không phải rồng, giống hổ mà không phải hổ. Cả vật thể màu đỏ có vẻ cực kỳ quỷ dị. Một cỗ uy áp ngập trời từ bên trên khuếch tán ra. Cảm nhận cỗ uy áp mạnh mẽ này, thiên sĩ tuyết sư, phi thiên ngô công lập tức kinh hãi. Trong lúc vô hình bị áp chế, đồng thời nhị thú cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Bởi vì cái ấn này bọn nó vô cùng hiểu rõ. Huyết hồn ấn. Trong nháy mắt này ánh mắt Lục Lâm Thiên đại biến. Trong lòng kinh ngạc không nhỏ, nữ tử này rốt cuộc là ai không ngờ lại biết tới huyền hồn ấn. Đây tuyệt đối là huyết hồn ấn. Sắc mặt Lục Tâm Đồng cũng có chút biến hóa. Huyết hồn ấn của ca ca đương nhiên nàng cũng biết tới. Vì sao nữ tử trước mắt cũng có huyền hồn ấn? Huyết hồn ấn, đi. Thủ ấn trong tay nữ tử tuyệt mỹ biến hóa, thấp giọng quát lên một tiếng. Huyết hồn ấn trong tay được đánh ra. Ấn quyết mang theo thanh âm trầm thấp cùng với khí tức bạo ngược đánh về phía Tiểu Long. Trong mắt Tiểu Long lúc này cũng cực kỳ kinh ngạc. Huyết hồn ấn của lão đại nó là người quen thuộc nhất. Tiểu Long, đừng giết nàng ta. Trong nháy mắt thanh âm của Lục Lâm Thiên vang lên trong đầu Tiểu Long. Huyết hồn ấn của nữ tử này hắn nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Ngao. Huyết hồn ấn bắn nhanh tới, uy áp kinh người tràn ra khiến cho ngay cả Tiểu Long cũng có cảm giác bị áp chế. Quang mang trên người chợt lóe. Ngao. Lúc này trong cái miệng nho nhỏ của Tiểu Long cũng vang lên một tiếng gầm gừ giống như rồng ngâm. Thanh âm xuyên thấu không gian, khí tức phóng ra mang theo một cỗ uy áp mạnh mẽ. Dưới cỗ uy áp này, thiên sĩ tuyết sư và phi thiên ngô công lần nữa bị áp chế. Siêu siêu. Thủ ấn rời khỏi tay Tiểu Long. Trong nghi tâm, đạo ấn ký thần bí, yêu dị của Tiểu Long mở rộng ra. Một đạo quang trụ trong nháy mắt bắn ra. Đạo quang trụ này đột nhiên bành trướng rồi lập tức đánh vào huyết hồn ấn. Siêu siêu. Hai cỗ lực lượng va chạm với nhau, không có ba động mạnh mẽ. Thế nhưng trong nháy mắt cả hai cỗ lực lượng đều biến mất không còn tung tích. Trong không gian chỉ còn lại một chút ba động nhẹ nhẹ mà thôi. Phù. Con mắt thứ ba trên người Tiểu Long lần nữa đóng chặt. Hóa thành đạo ấn ký thần bí, yêu dị như trước. Trong mắt nữ tử tuyệt mỹ hiện lên sự khiếp sợ. Huyền hồn ấn của nàng không ngờ lại không thể làm gì được linh thú này. Huyết hồn ấn bình thường đều có tác dụng khắc chế mạnh mẽ với yêu thú và linh thú. Thế nhưng trước mặt linh thú này hoàn toàn không có hiệu quả. Chỉ có một cách giải thích duy nhất chính là huyết mạch của yêu thú này cực cao. Bằng không coi như là linh thú thất giai ít nhiều cũng phải bị ảnh hưởng. Tiểu Long, để ta tới. Thân thể Lục Lâm Thiên lập tức đi tới bên người Tiểu Long. Tiểu thư, người mau đi đi. Để ta ngăn cản bọn họ. Hai lão giả bị thương nặng lúc này cũng đứng chắn trước mặt nữ tử tuyệt mỹ. Mặc dù biết bản thân sợ rằng không ngăn cản được một kích của những người này thế nhưng bọn họ cũng không nhịn được bước lên phía trước. Ánh mắt hai người cảnh giác nhìn về đám người Lục Lâm Thiên trên không trung. Nhanh, bảo vệ tiểu thư. Hơn trăm người trong lúc kinh hãi nghe phân phó lập tức quay chung quanh nữ tử tuyệt mỹ. Cả đám nắm binh khí trong tay, dường như định tùy thời liều mạng. Lục Lâm Thiên quét mắt nhìn đám người này, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người nữ tử tuyệt mỹ rồi mở miệng hỏi.
nói cho ta biết, ngươi tên gì, tới từ đâu? Nhìn Lục Lâm Thiên trong bầu trời, nữ tử tuyệt mỹ kia lúc này có thể cảm giác được hàn ý trên người thanh niên áo xanh kia đã phai nhạt đi không ít. Nàng không rõ đối phương vì sao lại có chuyển biến lớn như vậy. Sau khi do dự một lát, nữ tử tuyệt mỹ kia mở miệng nói. Hồi bẩm đại nhân, tiểu nữ tên là Đoan Mộc Y Y, đến từ Lưu Tô đảo của Đông Hải thành Ma Vân. Hít! Nghe nữ tử tuyệt mỹ nói vậy, trong lòng Lục Lâm Thiên run lên, lập tức hít sâu một hơi. Đoan Mộc Y Y, đến từ Lưu Tô đảo thành Ma Vân. Đây chính là nơi ở cũ của Đoan Mộc gia tộc mà sư phụ từng nói qua. Nữ tử này sợ rằng có chín thành là người của gia tộc Đoan Mộc kia. Không ngờ đã tìm được rồi. Đoan Mộc gia tộc, đây chính là gia tộc của sư phụ A. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười. Chí ít chuyện sư phụ lo lắng không xảy ra. Đoan Mộc gia tộc vẫn còn có Vũ Xuất và Linh Xuất, xem ra đã suy tàn, thế nhưng cũng không suy tàn quá mức. Nữ tử tuyệt mỹ kia nhìn thấy Lục Lâm Thiên mỉm cười, trong lòng lập tức nghi hoặc. Bởi vì hàn ý trên người thanh niên áo xanh kia lúc này đã tiêu tán toàn bộ, hoàn toàn không có sát ý. Nhìn đám người trên bong tàu, Lục Lâm Thiên hỏi Đoan Mộc Y Y. Các ngươi đều là người của Đoan Mộc gia tộc hay sao? Hồi bẩm đại nhân, ngoại trừ biểu ca ta là người của thượng quan gia tộc ra, những người còn lại đều là người của Đoan Mộc gia chúng ta. Đoan Mộc Y Y nói. Nhíu mày, khí tức thu liễm lại, Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. May mà từ đầu không hạ sát thủ, bằng không nếu như giết phải người của Đoan Mộc gia thì quả thực đã gây ra họa lớn rồi. Đoan Mộc cô nương, ta thương lượng một việc với cô nương có được không? Lục Lâm Thiên đảo qua đám người rồi lập tức nhìn vào Đoan Mộc Y Y nói. Lúc này Lục Lâm Thiên đã có chín thành chắc chắn đây chính là Đoan Mộc gia tộc mà sư phụ truyền xuống. Thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không thể khẳng định 10 phần. Huống chi lần này hắn cũng phải đi tìm người Đoan Mộc gia cho nên trong lòng lập tức có quyết định. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, Đoan Mộc Y Y có chút ngạc nhiên rồi mở miệng rồi. Đại nhân có việc gì cứ nói. Ta có thể tha cho các ngươi, thế nhưng điều kiện chính là ngươi phải dẫn ta đi tới Lưu Tô đảo thành Ma Vân ở Đông Hải. Vừa vặn ta cũng muốn đi tới Lưu Tô đảo một chuyến. Lục Lâm Thiên mở miệng nói, đây có khả năng chính là người của Đoan Mộc gia. Hắn đang muốn đi tới Lưu Tô đảo thành Ma Vân, vừa vặn cũng tiện đường. Đỡ phải tìm hiểu một phen, dọc đường đi cũng có thể tìm hiểu một chút chuyện về Đoan Mộc gia tộc. Chuyện sư phụ giao phó hắn nhất định phải làm được, cho nên sau khi suy nghĩ một lát Lục Lâm Thiên lập tức quyết định cùng với đám người Đoan Mộc gia tộc này đi tới Lưu Tô đảo. Đoan Mộc Y Y lần nữa kinh ngạc, những người này không ngờ lại muốn cùng đồng hành với bọn họ khiến cho trong lòng nàng có chút đề phòng. Đoan Mộc Y Y mở miệng nói. Tốc độ tỏa kỵ thiên sĩ tuyết sư của đại nhân so với con thuyền của chúng ta nhanh hơn không ít. Ta chỉ sợ sẽ làm lỡ thời gian của đại nhân. Loại lý do như thế này Lục Lâm Thiên làm sao có thể không hiểu. Xem ra Đoan Mộc Y Y này có tâm đề phòng với mình. Lục Lâm Thiên lập tức mở miệng cưới nói. Chúng ta cũng không thiếu thời gian. Huống chi ta luôn thích đồng hành cùng với những cô nương xinh đẹp. Nếu như cô nương đồng ý ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Nếu như cô nương không đồng ý, vậy thì ta cũng không ngại giết tất cả các ngươi, không có lựa chọn thứ ba đâu. Cô nương tự mình quyết định đi. Đám người Đoan Mộc gia tộc lập tức nhìn vào Đoan Mộc Y Y. Thanh niên mặc hoa phục kia lúc này nhìn Lục Lâm Thiên trên bầu trời, trong mắt có chút hàn ý. Người này không ngờ lại muốn lên thuyền, chẳng lẽ là coi trọng tư sắc của biểu muội hắn. Đoan Mộc Y Y nhìn Lục Lâm Thiên, đôi môi mỏng khẽ mở, nói. Xem ra ta đã không còn lựa chọn nào khác, đại nhân nếu như không chê thì xin mời lên thuyền. Rất tốt, quấy rầy các ngươi rồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, quay đầu lại nói với Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá. Chúng ta lên thuyền đi. Nói xong, Lục Lâm Thiên đem đầu khôi lỗi cấp 7 thu vào trong nhẫn chữ vật. Chân khí thu liễm vừa vặn đáp xuống bên người Đoan Mộc Y Y. Hít mùi hương nhàn nhạt tràn vào trong mũi, Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Đoan Mộc cô nương, phiền cô nương sắp xếp cho ta một chỗ nghỉ chân. Đại nhân, mời. Đoan Mộc Y Y mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía đám người Lục Lâm Thiên rồi lập tức mang mọi người đi vào trong buồng nhỏ trên tàu. Nha hoàn Tiểu Huyền kia đi sau cùng, biết đám người trước mặt đều là người giết người không chớp mắt cho nên trong mắt nàng vẫn có chút khoảng cách. Hừ, đi thành Ma Vân sao? Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, để xem đến lúc đó ngươi còn kiêu ngạo thế nào.
nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên, thanh niên mặc hoa phục thì thào nói. Dưới sự dẫn đường của Đoan Mộc Y Y, Lục Lâm Thiên tiến vào trong buồng nhỏ trên tàu. Sau khi nhìn qua, trong mắt Lục Lâm Thiên có chút ngạc nhiên. Căn buồng nhỏ trên tàu này không giống như bình thường. Diện tích cực lớn, ở giữa là một đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy. Mà hai bên có không ít hành lang cùng phong nhỏ khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác hiện tại mình đang ở trong một kiến trúc nào đó. Cái buồng nhỏ này hoàn toàn khác với buồng ở trên thuyền kiếp trước làm cho Lục Thiếu Du phải sửa lại nhận định của mình. Có lẽ là do đây là lần đầu tiên Lục Thiếu Du nhìn thấy thuyền của dị thế. Dưới sự sắp xếp của Đoan Mộc Y Y, bốn người Lục Lâm Thiên được sắp xếp vào trong ba căn phòng. Lục Tâm Đồng ở một phòng, Dương Quá một phòng, Lục Lâm Thiên và Tiểu Long một phòng. Về phần Thiên Sĩ Tuyết Sư và Phi Thiên Ngô Công đều ở trên không, không xuống dưới bong tàu. Sau khi sắp xếp cho bốn người Lục Lâm Thiên xong, Đoan Mộc Y Y mới rời đi. Mà Lục Lâm Thiên cũng nhắc qua với Đoan Mộc Y Y, không có việc gì thì không nên tới gần phòng của đám người Lục Thiếu Du. Mà hai lão giả của Đoan Mộc gia tộc cùng với thanh niên hoa phục cũng đứng ở phía xa, không dám tới gần. Biểu muội, người nọ không làm gì với muội đó chứ? Nhìn thấy Đoan Mộc Y Y đi ra, thanh niên mặc hoa phục lập tức mở miệng hỏi. Tiểu thư, hai lão giả kia cũng khẩn trương hỏi. Ta không sao. Đoan Mộc Y Y nói với mọi người. Ầm ầm, dòng nước lại bị tách ra, con thuyền lớn lần nữa chạy trong hải vực. Tốc độ không dưới yêu thú lục giai. Trong một căn phòng nhỏ, thanh niên mặc hoa phục bố trí cấm chế, sau đó cùng với hai lão giả, Đoan Mộc Y Y và Tiểu Huyền ngồi xuống. Biểu muội, những người này nhất định có âm mưu gì đó, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Thanh niên mặc hoa phục sau khi ngồi vào chỗ của mình lập tức nói với Đoan Mộc Y Y. Biểu ca, huynh không nên trêu chọc tới bọn họ. Sau khi tới Lưu Tô đảo bọn họ sẽ rời đi. Tới lúc đó chúng ta cũng không có việc gì nữa rồi. Đoan Mộc Y Y mở miệng nói. Trong lòng cũng không khỏi thở dài. Nếu như bọn họ không nổi lòng tham với đầu linh thú đang đột phá thất giai kia thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này. Tiểu thư, những người này lai lịch bất minh, đi theo bên cạnh chúng ta có lẽ có mục đích khác. Hai lão giả trưởng lão lo lắng nói. Hai vị trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta còn lựa chọn nào khác sao? Đoan Mộc Y Y hỏi hai lão giả này. Chuyện này, hai lão giả kia nhìn nhau, lập tức lắc đầu. Thực lực của đối phương hiện lên rõ mồn một như vậy, bọn họ căn bản không có lực phản kháng. Những người này rốt cuộc có địa vị gì? Sau khi đến Lưu Tô Đảo, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì. Một lão giả nói. Chỉ cần chúng ta không trêu chọc tới những người này, ta có cảm giác sẽ không có phiền phức gì quá lớn. Biểu ca, huynh phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể trêu chọc những người này. Đoan Mộc Y Y nói xong, cố ý dặn dò thanh niên mặc hoa phục. Biểu muội, huynh biết rồi. Chỉ cần tới Lưu Tô Đảo cho dù là tiến vào thành Ma Vân ta cũng không tin người này có thể kiêu ngạo như vậy. Thanh niên mặc hoa phục nói, trong mắt có một cỗ hàn ý tràn ra. Trong căn phòng nhỏ trên tàu, Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới tốc độ của con thuyền này lại nhanh như vậy. Cả con thuyền được đúc từ kim loại, lực phòng ngự có lẽ cũng rất mạnh. Cả con thuyền khổng lồ như vậy, muốn chế tác ra tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Sợ rằng cần không ít linh giả tập trung lại, mà còn phải là linh giả không tầm thường mới được. Ca ca, sao chúng ta phải đi theo những người này tới thành Ma Vân? Còn nữa, Đoan Mộc Y Y kia sao lại thi triển huyết hồn ấn của ca ca? Lục Tâm Đồng và Dương Quá lúc này cũng có mặt trong phòng Lục Lâm Thiên. Đối với ý định ở cùng một chỗ với đám người kia của ca ca, Lục Tâm Đồng có chút không rõ. Bởi vì tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư rõ ràng còn nhanh hơn chiếc thuyền này không ít. Lần này ta tới thành Ma Vân chính là muốn đi tới Lưu Tô Đảo một chuyến. Cũng muốn tìm tới Đoan Mộc gia tộc, mà Đoan Mộc Y Y kia có huyết hồn ấn, chứng minh đám người này chính là người ta muốn tìm. Lục Lâm Thiên nói xong lập tức kể lại sơ qua mọi chuyện với Lục Tâm Đồng và Dương Quá. Đương nhiên có một số việc Lục Lâm Thiên cũng không nói. Ví dụ như chuyện của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn vẫn nên tạm thời giữ bí mật thì hơn. Không phải là hắn không tin được Tâm Đồng hay Dương Quá, mà là lúc này càng ít người biết càng tốt. Một lát sau Lục Tâm Đồng và Dương Quá mới trở về phòng mình. Lúc rời đi Lục Tâm Đồng đều bố trí một vòng độc chung quanh ba căn phòng. Tuy rằng bằng vào thực lực đám người kia nàng không cần lo lắng, thế nhưng vẫn phải đề phòng một chút.
Nhìn qua hải vực ngoài cửa sổ, Lục Lâm Thiên lập tức khoanh chân ngồi xuống. Trong đầu suy nghĩ về chuyện Đoan Mộc gia tộc, hắn không ngờ ở nơi này lại đụng phải người của Đoan Mộc gia tộc, điều này khiến cho Lục Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn. Chờ sau khi hắn tìm được Đoan Mộc gia tộc, nếu như tất cả không sai thì có thể hoàn thành chuyện sư phụ giao phó. Sau khi trở về cũng có thể ăn nói với sư phụ. Suy tư một lát, trong phòng hiện tại tu luyện vũ kỹ có chút hạn chế cho nên Lục Lâm Thiên không thể làm gì khác hơn là lĩnh ngộ thuộc tính. Chỉ cần lĩnh ngộ thuộc tính tới một trình độ nhất định, tới lúc đó tu luyện vũ kỹ chỉ là chuyện nước chảy thành sông mà thôi. Một lát sau, quanh thân Lục Lâm Thiên được bao phủ bởi một vòng quang cháo. Lúc này ngoài việc lĩnh ngộ thuộc tính thủy ra Lục Lâm Thiên còn lĩnh ngộ thuộc tính mộc. Mộc từ thủy diễn sinh ra, công kích thuộc tính mộc vô cùng xảo quyệt, đồng thời thuộc tính mộc cũng đại biểu cho sinh cơ cũng chính là một loại thuộc tính kỳ lạ. Trong 5 loại thuộc tính võ giả thuộc tính mộc vô cùng ít. Thứ hai là thuộc tính phong, vũ giả thuộc tính hỏa và thủy có khá nhiều, nhiều nhất là vũ giả thuộc tính thổ. Đối với nguyên nhân bên trong Lục Lâm Thiên cũng không rõ, có lẽ không ai lại rảnh mà suy nghĩ tới mấy vấn đề này. Dù sao cũng không có ai chân chính thống kê qua, đây chỉ là điều bình thường mọi người thường hay gặp mà thôi. Lĩnh ngộ thuộc tính mộc khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác sinh cơ bừng bừng, vô cùng thoải mái. Một lát sau, quanh thân Lục Lâm Thiên được bao phủ một vòng lục quang. Tiểu Long thấy lão đại lĩnh ngộ cũng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Sau khi đột phá thất giai nó đã chân chính hóa thành hình người, sau này trên phương diện tu luyện cũng có thể dựa vào hình dáng nhân loại mà tu luyện. Sở dĩ yêu thú, linh thú muốn biến hóa chính là bởi vì tu luyện trong trạng thái nhân loại mới có tốc độ tu luyện nhanh nhất. Con thuyền nhanh chóng chạy trong hải vực. Đám người Đoan Mộc gia tộc trên thuyền đã sớm được thông báo không được quấy rầy đám người thần bí kia. Mà những người Đoan Mộc gia tộc này coi như không được thông báo cũng tuyệt đối không muốn đi tìm chết. Lục Lâm Thiên chìm đắm trong trạng thái lĩnh ngộ, đối với thời gian cũng không có khái niệm. Trong loại lĩnh ngộ này giống như chớp mắt, thời gian trôi qua giống như cát chảy vậy. Trong hải vực mênh mông vô tận có một con thuyền lớn nhanh chóng chạy qua. Tốc độ cực nhanh, chỉ chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Con thuyền này vô cùng khổng lồ, thế nhưng tốc độ lại giống như một đạo lưu quang. Thời gian trôi qua, trong hải vực rộng lớn này không biết từ khi nào xuất hiện không ít đoàn thuyền. Trên không trung cũng bắt đầu xuất hiện nhiều yêu thú phi hành, có dấu hiệu của sự phồn hoa. Trong hải vực xanh ngát, Lục Lâm Thiên chìm đắm trong việc lĩnh ngộ. Tiến vào trạng thái huyền ảo, lục mang quanh người càng ngày càng đậm. Thuộc tính mộc nồng nặc hội tụ trong phòng giống như có vô số con rắn nhỏ đang di chuyển qua lại trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Theo sự hô hấp như có như không của Lục Thiếu Du, từ trong cơ thể chui ra rồi lại hút vào, vô cùng huyền ảo.